Chấp ma thuyết minh tập 59 Mượn cổ ngọc, Ninh Phàm nhìn thấy tên này nguyên sĩ tổ tiên cả đời. Hắn không phải xuất thân từ yêu tộc, mà là xuất thân từ phàm nhân thôn xóm. Người này tuổi thơ thời gian, ngóng trong thành tiên tu đạo, nghe thấy phương Bắc có núi, trên núi có tiên, bằng đại nghị lực đi chân trần đi qua vạn dặm thổ địa, leo lên núi cao vạn trượng, tìm được tiên sư động phủ. Hắn tại động phủ ở ngoài một quỳ chính là một tháng, đói bụng ngất đi. Trong động tu sĩ xuất thân từ nguyên sĩ một tộc, là một gã tu sĩ kim đan, có cảm ở đây tử trẻ con tâm kiên, đưa hắn liền tỉnh, thu nhập môn tường, truyền lấy yêu thuật. Từ đó, hắn thuế phàm thành yêu, tích yêu mạch, tan ra ngũ linh. Khi hắn dung linh thành công, ân sư lại vì một vị tu sĩ nguyên anh tiêu diệt. Khi hắn trở về quê hương thôn xóm, thôn xóm cũng bị cái kia làm nguyên anh chỗ tàn sát, thân tộc chết hết. Trái tim hắn từ đây lạnh lẽo, từ đây coi thường sinh tử, một đường giết người vô số, yêu công dần dần đại thành. Kết yêu đan, ngưng yêu anh, tại hắn ngưng ra yêu anh sau, đem vị kia nguyên anh kẻ thù cả tộc đồ diệt. Đại thù được báo, nhưng đời này cũng đã cô độc. Tu đạo đến đây mấy trăm năm, hắn cuối cùng đã rõ ràng, tu đạo cũng không phải trong tưởng tượng tiêu diêu tự tại, như có thể hắn chỉ nguyện hóa phàm làm người lúc này hắn thanh danh dần lên bị nguyên sứ một tộc một cái nào đó tộc nhân coi trọng muốn dẫn tiến vào tộc nhưng hắn cự tuyệt cơ duyên này một mình đi tới một tòa phàm nhân thành trấn hóa phàm làm một cái thợ mộc hóa phàm trăm năm hắn cảm xúc dần bình nhân sinh muôn màu đều hóa thành ý cảnh lực lượng khắc sâu vào trong lòng hắn mặc dù không có chủ động tu đạo nhưng trăm năm thời gian lại làm cho hắn tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng, tiến vào hóa thần. Hắn tâm kết dần giải, dần dần muốn vấn đỉnh đại đạo, cho dù này tu lộ cô mịch, cũng phải tiếp tục đi. Lệch tại lúc này, một cái dung linh kỳ thiếu nữ xông vào nội tâm của hắn. Cô gái kia tư chất không cao, thân thể lại yếu, lại vì hắn. Hao tâm huyết, tính mạng sắp tuyệt. Hắn động tâm, hắn đã quên đại đạo, hắn ôm thiếu nữ trở về nguyên sĩ tộc, chủ động gia nhập nguyên sĩ, chỉ cầu mượn nguyên sĩ tộc bí thuật kéo lại nữ tử này tính mạng. Trăm năm cô mịch, ngàn năm chờ đợi. Tu vi của hắn từng bước tăng lên, một mực tu luyện đến toái hư tầng 4. Thiếu nữ dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nhưng cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, đại nạn đã tới, cuối cùng hẳn phải chết. Thiên đạo, luân hồi. Số mệnh lấy hắn toái hư tu vi đánh không lại ngăn trở không xong khi thiếu nữ thi thể tại trong lồng ngực của hắn dần dần lạnh lẽo thời gian hắn giống như phong điên với trong động phủ này hướng thiên gào thét trời làm cho ngươi chết ta cũng muốn đem ngươi đoạt lại ngày đó hắn cùng với thiên đạo khôi lỗi một trận chiến cuối cùng lại bại vong mà chết hắn cuối cùng chưa đoạt lại thiếu nữ hồn phách lại như ước cùng thiếu nữ cùng chết chôn ở cùng huyệt. Ninh Phàm thu hồi cổ ngọc, nhắm mắt lại, thật lâu trầm mặt. Cái này một khối vách đá bên trong, có sâu sắc chấp nhất. Cái kia chấp nhất, vượt ra khỏi sinh tử, vì vậy vách đá này bên trong, mặc dù nửa câu chưa nói sinh tử đạo ngộ, lại là trong ba khối vách đá đầu đạo ngộ sâu nhất một khối. Ninh Phàm phản phất có thể tưởng tượng, vị kia nguyên sĩ lão tổ ôm chí ái thi thể, hướng thiên gào thét tình cảnh trời làm cho ngươi chết ta cũng muốn đem ngươi đoạt lại ninh phàm có thể lĩnh hội loại đau này nếu là chỉ hạt các nữ nhân chết vào thiên đạo tây hắn tất nhiên cũng sẽ giận dữ thí thiên hướng thiên đoạt hồn hắn một đường khổ tu giết chóc vì chính là phòng ngừa tình hình như thế phát sinh bởi vì không thể chịu đựng loại đau này cho nên tuyệt sẽ không để loại chuyện kia phát sinh tuyệt không coi như là sửa sinh tử đại đạo quy tắc cũng phải làm cho nàng sống lại. Thí dụ như thiên đế con gái mộ vi lương, thí dụ như mẹ hắn ninh thiến, dù như thế nào, hắn sẽ làm cho các nàng tô sinh, giải ách với luân hồi. Người này bởi vì chấp mê, cho nên không nhìn ra sinh tử, làm người mất mà thảm thiết. Nguyên nhân chính là hắn không nhìn ra sinh tử, cho nên lại dám to gan đem sinh tử dẫm tại dưới chân, nghịch kích trời xanh. Sinh tử đại đạo, đang dệt số mệnh trời làm cho ngươi chết, không thể làm trái, muốn thoát sinh tử, tất tu đại đạo. Đây là ý trời, không thể làm trái, nhưng thế sự sao có thể như thế hoàn mỹ? Như thiên muốn ta chết, ta liền đáng chết sao? Như thiên muốn chỉ hạt chết, ta có thế trơ mắt xem chỉ hạt mất mạng luân hồi sao? Ta, không làm được. Có lẽ đời này kiếp này ta đều không nhìn ra sinh tử, bởi vì, ta không cam lòng bị mệnh trời trưởng khống bị sinh tử giam cầm. Quá nhiều người tu đạo, cảm ngộ sinh tử, chỉ là để đạo của chính mình đón ý nói hồ thiên đạo, cuối cùng khuất phục tại mệnh trời, vì vậy đời này không cách nào thành tiên. Thiên như gián kiếp, chỉ tránh không nghịch. Thiên như đoạt ái, chỉ bi không nghịch. Đại nạn như đến, chỉ tháng không nghịch. Này, không phải ta nghĩ tu đạo. Ninh phàm trong cơ thể sinh tử nhị khí, đột nhiên cấp tốc tăng lên sinh tử nhị khí bám vào tại nguyên thần trên, lại hắn nguyên thần bên trên đang dệt ra ba đạo trắng đen xen kẻ kỳ dị đạo văn. Hắn vẫn là tại cảm ngộ sinh tử, nhưng hắn đạo cũng đã bắt đầu dần dần ngự trị ở sinh tử bên trên. Tu giả, cần đi ngược lên trời, nguyên nhân chính tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh việc. Chỉ là phàm phu, mưa toan đồng thọ cùng trời đất, đầu tiên liền cần đánh vỡ thiên đạo sinh tử quy tắc. Chỉ có như vậy, mới có thể siêu thoát thiên địa bang cho tuổi thọ hạn chế, trường sinh bất tử. Vượt qua hạ giới thiên đạo quản chế, sau đó phi thăng. Ninh Phàm hóa thành động quang, bay ra miệng núi lửa, hướng 497 tầng bay đi. Giờ khắc này hắn nguyên thần bên trên, tổng cộng có 3 đạo hắc bạch đạo văn. Thêm một phần sinh tử đạo ngộ, thì nhiều một đạo hắc bạch đạo văn. Nơi đây có 500 động phủ có 500 nguyên sĩ tổ tiên lưu lại vách đá đạo ngộ. Đạo ngộ này cũng không phải tu sĩ tầm thường cảm ngộ, đều là trải qua sinh tử, trong cơ thể tu ra sinh tử nhị khí người cảm ngộ. Tự vũ hoàng ba bộ cổ kinh trong, Ninh Phàm biết được, thiên địa có đại đạo 3.000, ngoại đạo 800. Như nguyên thần trên hắc bạch đạo văn nhiều đến không đạo, nói, hắn có thể vượt qua hạ giới thiên đạo ban cho tuổi thọ cực hạn, trường sinh bất tử. Quá nhiều toái hư tu sĩ cảm sinh ngộ tử, có thật nhiều người tu ra sinh tử nhị khí, lại không có cách nào khiến sinh tử phụ với nguyên thần bên trên. Sinh tử phụ với nguyên thần, chính là nguyên thần hợp đạo. Những người này không làm nổi, chỉ vì không có nghịch mệnh chi tâm. Có mấy người có thể làm nguyên thần hợp đạo, lại cuối cùng không thể khiến sinh tử đạo văn đạt đến 3,800 đạo, nói, cùng tiên vị bỏ lỡ cơ hội cửu giới bên trong, có thể làm nguyên thần hợp đạo, tuyệt không vượt qua 10 người. 10 người này, hơn nữa đều là tán tiên, tán yêu, tán ma cùng nhân vật, đã lần lượt thành tiên thất bại, lần lượt lặp lại xung kích tiên vị. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt nổi lên từng trận trắng đen xen kẻ vẽ sâu xa. Này vẽ sâu xa vẫn còn yếu, nhưng là chỉ có những kia tán tiên cấp lão quái có thể phát ra. Này vẽ sâu xa có một cái tên tuổi, Gọi là sinh tử đạo quang. Đạo này quang tuy rằng yếu ớt, nhưng ninh phàm sát sát thực thực, làm được nguyên thần hợp đạo bước thứ nhất. Thăng tiên thác, 497 tầng. Một gốc tráng kiện như núi đại thụ trên, khai thác một cái động phủ. Động phủ trong khôi lỗi, đã sớm bị diệt, để qua một bên một bên. Động phủ trong trận quang, đã sớm bị phá, ánh sáng đều nát tan ngoài động phủ, tầm phong, họ chu đại hán, phong lôi nhị lão các đội ba nhân mã. Dùng dập bị thương ngã xuống đất, từng cái biểu hiện khiếp sợ. Tại bọn hắn đến trước, 497 tầng động phủ đã bị người chiếm cứ. Chiếm cứ người, chính là đã thương người của bọn hắn, là một gã trên người mặc quần áo đỏ thẩm người đàn ông trung niên. Hắn Hắn là nam yêu hải xích hoàng dưới trướng 72 xích vệ một trong, xích mị tầm phong trong mắt khiếp sợ khó hiểu. Nghe đồn người này tuy là vấn hư tu vi, nhưng từ lâu là vấn hư vô địch cảnh giới, chính là phổ thông sung hư cũng có thể một trận chiến. Họ chu đại hán e ngại không ngớt. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay tất lấy mạng người, sở dĩ không giết chúng ta, chẳng qua là có lão nguyên hoàng mệnh lệnh tại, hắn không dám động thủ mà thôi. Phong lôi nhị lão cười khổ nói ở đây bốn tên vấn hư, 28 tên khuy hư. Đều bị xích mị một người chỗ bại. Cúc! Trong động phủ, truyền ra một đạo kinh thường tiếng cười lạnh. Thanh âm này không biết ẩn chứa thần thông nào, một khi truyền ra, không khí lập tức xì xì địa bốc cháy lên. Tầm phong đám người vừa nghe này âm, lập tức cùng nhau kêu thảm một tiếng, phun ra huyết đến. Bị này yêu âm chấn động, mọi người hết thảy đều thương tổn được căn cơ không có mấy chục năm chữa thương tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn xích xích mị ngươi đừng vội khinh người quá đáng lão phu không phải là đối thủ của ngươi tự có người có thể bại ngươi như chó đoạt ngươi động phủ vì bọn ta trút cơn giận tầm phong trắng răng cả giận nói theo tính cách của hắn gặp phải mạnh mảnh vụn là tuyệt không dám cứng đối cứng nhưng bây giờ bị xích mị thương tổn được căng cơ, hắn giận giữ chi tâm. Lại có mấy phần dũng khí, vẫn cứ không có trực tiếp rời đi, ngược lại muốn phải ở lại chỗ này, xem xích mị không may xấu mặt bộ dáng. Hắn nói tới có thể bại xích mị như chó nhân vật. Tự nhiên là ninh phàm rồi. Tại tầm phong xem ra, ninh phàm như thế lòng tham không đáy, đoạt một tòa động phủ lại giành lại một tòa, nhất định sẽ đến 497 tầng, lại đoạt nơi đây động phủ. Vốn là hắn còn hận Ninh Phàm lòng tham, giờ khắc này lại ước gì Ninh Phàm sớm chút đến, thu thập hết hung hăng xích mị. Ồ! Người nói thượng tầng bên trong, có người sẽ đến hạ tầng, bại ta như chó. Xích mị âm trầm nở nụ cười. Lấy thực lực của hắn, vốn có thể đến càng hạ tầng địa phương, cùng sung hư lão quái nhóm tranh hùng, nhưng hắn vẫn một mực chiếm thượng tầng động phủ. Chỉ vì thượng tầng trong động phủ, tranh đoạt đều là mấy cái khuy hư, vấn hư, đối với hắn mà nói có thể đánh bại dễ dàng, không hề phiêu lưu. Xích Mỹ tính cách tuy rằng hung hăng, cũng không thích mạo hiểm, hắn tự hỏi không có tranh cướp 100 tầng thực lực, như thế, 101 tầng động phủ cùng 497 tầng động phủ đối với hắn mà nói không có khác biệt. Hắn đoạt nơi đây động phủ, vừa ý chính là này mấy tầng tranh giành động phủ tu sĩ nhỏ yếu nhưng tầm phong lại nói càng thượng tầng hơn địa phương còn có người sau đó đến đoạt động phủ có thể bại hắn như chó loại lời này hắn tất nhiên là căn bản không tin hừ ngươi đừng vội không tin bạch một lập tức liền sẽ tới thực lực của hắn càng tại ngươi bên trên trên ba tầng động phủ toàn bộ bạch một một người chiếm hắn chắc chắn đoạt ngươi động phủ ngươi cũng biết chúng ta đều là bại tướng dưới tay hắn bị hắn tiện tay tới rồi hạ tầng họ chu đại hán nói giúp vào bạch mộc bạch vũ tộc bạch mộc các ngươi là nói này bạch mộc có thể đánh bại ta xích mị khinh thường bật cười như tầm phong báo ra những lão quái khác họ tên xích mị hay là còn có thể coi trọng mấy phần nhưng bạch mộc sao chỉ là bạch vũ tộc phế nhân hắn nhưng là không sợ chút nào nếu không thăng tiên tháp bên trong không thể giết người, ta giết bạch một, chỉ cần ba hơi. Xích mị cười lạnh nói. Lời này mới vừa mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên, một luồng mênh mông cực điểm khí thế giáng lâm tại toàn bộ 497 tầng động thiên trong không gian. Mênh mông. Khí thế kia cũng không phải ác liệt, cũng không phải ép người, nhưng mà mênh mông như đại địa, mênh mông như trời xanh, cho người một loại phát ra từ nội tâm cảm giác ngột ngạt đây là đại đạo khí thế người phương nào khí thế kinh cũng như thế xích mị kinh hải, ở đây tầm phong đám người cũng là đều kinh đại đạo khí thế người bình thường ai có thể dung đạo vào thân khiến khí thế hợp đạo là là bạch một tầm phong cái thứ nhất kinh kêu lên đã thấy một đạo độn quang từ xa đến gần chỉ chốc lát sau độn quang tản ra từ động quang bên trong đi ra một cái thanh niên áo trắng chính là ninh phàm giờ khắc này ninh phàm trong mắt lập lòe yếu ớt sinh tử đạo quang lại cho người một loại không thể nhìn gần khí thế không phải hung khí không phải hung uy chỉ là một cổ đạo uy thế lại có thể khiến bất kỳ tu vi không ăn thua người cảm thấy kinh hoảng hắn hắn chính là bạch một hắn đúng là bạch một ư điều này sao có thể Bạch vũ một tộc rác rưỡi, càng sẽ tu ra sinh tử đạo quan. Đây chính là sinh tử đạo quan A, yêu giới bên trong, có thể tu ra ánh sáng này người, chỉ có ba tên tán yêu mà thôi. Ta thân là xích điện xích vệ. Từng gặp lão xích hoàng một mặt. Lão xích hoàng có tán yêu tu vi, tham sinh ngộ tử đã đến phần cuối, trong mắt của hắn, liền có này sinh tử đạo quan. Lão xích hoàng từng nói, sinh tử chi mang? một vệt hào quang. Có thể diệt sung hư. Này bạch một có thể tu ra sinh tử đạo quang, một vệt hào quang liền đủ để giết ta, ta há lại là đối thủ của hắn. Xích mị không khỏi đại hối. Hắn vừa mới còn xem thường bạch một, thả ra lời hung ác, ba hơi có thể giết bạch một. Bây giờ xem ra, lời ấy là thật thật là tức cười. Bạch mổ muốn vào động phủ này vừa xem, không hy vọng bất luận người nào quấy rầy không quan hệ người. Lui ra. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, từng bước hướng đại thụ động phủ đi đến. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua tầm phong, họ chu đại hán, đảo qua phong lôi nhị lão, đảo qua từng người từng người khuy hư, cuối cùng, dường như xuyên thủng động phủ như vậy, quét về phía động phủ bên trong xích mị. Tất cả mọi người đang bị Ninh Phàm ánh mắt quét trúng trong nháy mắt, hết thảy đều cảm thấy mồ hôi đầm đìa phản phất giờ khắc này ninh phàm. Giết bọn họ những này khuy hư, vấn hư, chỉ cần một ánh mắt, một ý nghĩ. Nhất niệm nhưng quyết sinh tử. Bạch. Bạch đạo hữu mời vào động phủ, động phủ này, xích mổ không nên. Xích mị cắn răng một cái, cấp tốc đi ra động phủ, cúi đầu. Hướng về ninh phàm liền ôm quyền, thấp thỏm bất an trong lòng. Ninh phàm nhưng căn bản không để ý tới xích mị, hẳn hướng động phủ đi đến. Xích mị không khỏi thở vào nhẹ nhõm, xem ra ninh phàm không có truy trách ý tứ. Tầm phong đám người lại cảm thấy thất vọng. Bọn hắn vốn còn muốn xem ninh phàm sửa chữa xích mị, bây giờ xem ra, ninh phàm cũng không hại người chi ý. Giờ khắc này ninh phàm, trong mắt bao hàm đạo quan, trong lòng tu lấy đạo niệm. Thời khắc này, như khả năng, hắn không muốn động tay, chỉ muốn vừa xem động phủ vách đá, tham sinh ngộ tử. Ninh Phàm một bước liền muốn bước vào động phủ, đột nhiên thu lại bước chân, bỗng nhiên xoay người, trong mắt đạo quan sơ lược tán, hàng mang lóe lên. Tại đây hàng mang bay lên trong nháy mắt, xích mị trong lòng đại sợ, thầm nghĩ Ninh Phàm chẳng lẽ là muốn hướng về hắn động thủ sao? Chính suy đoán ở giữa, nhưng có bốn đạo kêu to động quang từ 498 tầng một đường bay xuống, đi tới 497 tầng động phủ trước rơi xuống đất. Bổng tọa chính là huyền hạc tộc tộc trưởng, hôm nay tới đây, chỉ vì thu thập bạch một, không quan hệ người, cút. Bốn người đều là sung hư lão quái. Trong bốn người, càng có tại sung hư cảnh giới bên trong hung danh hiển hách huyền hạc tộc trưởng. Bốn người thế tới hung hăng, chỉ vì ninh phàm mà đến. Bốn. Bốn vị sung hư lão quái, mà còn có huyền hạc tộc trưởng ở bên trong những người này muốn tìm bạch một phiền phức bạch một há có thể là đối thủ mục đích khuy hư như vậy thầm nghĩ phổ thông khuy hư tự nhiên không biết sinh tử đạo quan lợi hại tầm phong xích mị họ chu đại hán phong lôi nhị lão lại mỗi cái liếc si bình thường nhìn huyền hạt tộc trưởng đoàn người bọn hắn biết rõ sinh tử đạo quan lợi hại đây chính là yêu giới ba tên tán yêu mới có thể tu ra đại thần thông a huyền hạt tộc trưởng lợi hại đến đâu có thể địch nổi loại đại thần thông này sao dưới cái nhìn của bọn họ huyền hạt tộc trưởng đám người tới đây tự nhiên là đến đưa đồ ăn ngươi chính là huyền hạt tộc tộc trưởng sao huyền hạt tộc cùng bạch vũ tộc ân oán ta vô tâm hỏi đến cho ngươi ba hơi rời đi luôn ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không bạch mổ không chút lưu tình ninh phàm biểu hiện lãnh đạm Huyền Hạc tộc đồ diệt Bạch Vũ tộc, nhưng Ninh Phàm cũng không phải Bạch Vũ tộc người, tự nhiên không hận Huyền Hạc tộc. Hắn đã đáp ứng Đàm Thiên Diễn, không ở thăng tiên tháp bên trong giết bừa một người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn có thể khoan dung kẻ địch tồn tại. Tầm Phong đám người, chỉ là vì tranh giành động phủ việc nhỏ mới lẫn nhau ra tay, cũng không phải sinh tử chi địch, có thể tự không truy xét. Huyền Hạc tộc trưởng lại không phải người lương thiện người này mặc dù yếu nhưng nếu là kẻ địch ninh phàm tự sẽ không lưu lại hừ nói khoác không biết ngượng không chút lưu tình Bổn tọa ngược lại muốn xem xem ngươi chỉ là một cái vấn hư đối xử ta như thế nào bốn tên xung hư cường giả không chút lưu tình giết hắn huyền hạt tộc trưởng cười lạnh một tiếng cùng ba tên xung hư bạn tốt cùng nhau lấy ra bản mệnh chi bảo hướng ninh phàm đánh tới Ninh Phạm ánh mắt phát lạnh, hắn cho huyền hạt tộc trưởng thời gian ba cái hô hấp bảo mệnh, nhưng bọn họ lại dùng hành động biểu thị, này địch ý không thể hóa giải. Hai tộc ân oán, cùng Ninh Phạm không quan hệ. Nhưng xâm phạm địch nhân, chắc chắn phải chết. Ta mắt trái xem sinh, mắt phải xem chết. Ninh Phạm hai mắt trong lúc đó, đột nhiên lóe lên sinh tử đạo quang, Tia sáng kia chia ra làm hai, trắng đen dịch ra bạch quan tụ với mắt trái, hắc quan tụ với mắt phải. Hắn mắt phải bắn ra một đạo màu đen đạo quan, hướng giữa trời mà lên bốn cái bản mệnh chi bảo quét đi, bốn cái pháp bảo cùng nhau bắt đầu mục nát, bắt đầu đánh mất uy năng, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, rơi đầy đất. Cái kia hắc quan tiện đà hướng ba tên sung hư lão quái quét đi. Này ba tên sung hư lão quái đều là huyền hạt tộc trưởng mời tới giúp đỡ vừa bị tử chi đạo quan quét chúng lập tức vong hồn đại mạo sinh tử sinh tử đạo quan này bạch mộc càng tu ra sinh tử đạo quan hắn há lại là chúng ta có thể ngang hàng tồn tại huyền hạt ngươi hại khổ lão phu lão phu cùng ngươi không đội trời chung như thế đại địch như thế đại địch a bản tôn hối hận thì đã muộn không thể chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ba người thần thái khác nhau. Đang bị tử chi đạo quan quét trúng trong nháy mắt, cùng nhau oán hận trừng mắt nhìn một mắt huyền hạt tộc trưởng, dùng dập miệng phun tinh huyết, hóa thành động quan, liều mạng hướng tầng trên bỏ chạy. Thời khắc này, bọn hắn chỉ nguyện chạy ra thăng tiên tháp, về phần truy sát ninh phàm Việt. Là đời này kiếp này cũng không dám lại nghĩ rồi. Chỉ là ba người này giờ khắc này mới muốn bước ra lui lại, khó tránh khỏi có chút quá đã muộn. Ba người hắn liều mạng phi độn, vẫn chưa phát hiện, cơ thể bọn họ lại nhanh chóng già nua, cũng bắt đầu một chút hóa thành tro bụi biến mất. Trên người bọn họ, xuất hiện vô số màu đen đạo văn, đó là tử chi đạo lực. Ba người còn chưa trốn xa, thân thể đã triệt để hóa thành tro bụi biến mất. Yêu hồng câu diệt, ông nổi hận vẫn lạc. Này, chính là tử chi đạo quan sức mạnh dưới đường lớn, người yếu khó thoát khỏi cái chết. Sao? Làm sao có khả năng? Ngươi không phải là bạch một, ngươi tuyệt đối không phải bạch một, bạch một nào có ngươi lợi hại như vậy, hắn chỉ là cái dâm đồ. Là cái rác rưởi. Huyền hạt tộc trưởng giống như bị điên, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Sau đó bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết, không muốn sống địa xoay người bỏ chạy hắn cùng với bạch mộc đến tột cùng có gì ân oán cho tới không phải giết ninh phàm không thể ninh phàm không muốn đi tìm tòi nghiên cứu kẻ địch tới cửa ninh phàm phải làm chỉ có một việc đó chính là tống quân nhất tử mắt trái bắn ra một tia sáng trắng hướng phong điên huyền hạt tộc trưởng quét qua huyền hạt tộc trưởng bỏ chạy bên trong thân thể bỗng nhiên rung lên lát sau hiện lên vô số màu trắng đạo văn tại đây màu trắng đạo văn xuất hiện trong nháy mắt huyền hạt tộc trưởng tu vi cuồng ngã dáng dấp càng dần dần tuổi trẻ trẻ tuổi này cũng không phải tuổi thọ tăng cường chỉ là pháp thuật biến ảo nhưng tu vi của hắn lại theo dung mạo tuổi trẻ mà cùng nhau rơi xuống huy hư hóa thần đỉnh cao hóa thần hậu kỳ trung kỳ sơ kỳ nguyên anh đỉnh cao nguyên anh hậu kỳ trung kỳ sơ kỳ kim đang đỉnh cao. Huyền hạt tộc trưởng sợ hãi phát hiện, này tu vi rơi xuống, hắn căn bản vô pháp chống cự. Tu vi rơi xuống đến cảnh giới kim đang sau, huyền hạt tộc trưởng lột xác ra nhân thân, biến thành nửa người nửa hạt yêu mạo. Tu vi rơi xuống đến dung linh, ít mạch cảnh giới sau, huyền hạt tộc trưởng triệt để hóa thành một con yêu lực thấp kém hắc hạt. Hắc hạt trên thân thể, vệt trắng bỗng nhiên cắt rời. Nó kêu thảm một tiếng, từ trời cao rơi xuống mặt đất, ngã đầu liền chết, tình cảnh thập phần quỷ dị. Chuyện này, này chính là sinh tử đạo quan sức mạnh. Xích mị mắt lộ vẻ kinh hải. Ninh phàm vẹn vẹn hai mắt bắn ra trắng đen hai quang, liền khiến bốn tên sung hư quỷ dị vẫn lạc, này cảnh tượng, quá mức dọa người. Ninh phàm nhưng cũng không để ý tới mọi người vẻ kinh hải, chỉ là vất tay lấy đi huyền hạt tộc trưởng bọn bốn người túi trữ vật bốn người chứa đồ, hắn vẫn chưa quá mức chú ý, duy nhất làm hắn thoáng hài lòng, là huyền hạt tộc trưởng trong túi chứa đồ, yên lặng nằm chính khối tinh thạch. Này chính khối tinh thạch, là từ bạch vũ tộc đoạt lại, có tăng lên tinh lực diệu dụng. Nếu có thời gian, Ninh Phàm sẽ hấp thu 10 khối tinh thạch sức mạnh, tăng cường bản mệnh tinh thần số lượng. Giờ khắc này, thì còn có chuyện quan trọng, cần vừa xem thăng tiên thách hết thảy vách đá đạo ngộ đối sinh tử đạo quan sức mạnh, Ninh Phàm vẫn có chút hài lòng, nếu là nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn tăng nhanh tới trình độ nhất định, đạo này quan cũng không chỉ có thể diệt sát sung hư, chính là toái hư cũng có thể diệt sát. Tán yêu đại thần thông, há lại là đơn giản như vậy. Ninh Phàm từng bước đi vào đại thụ động phủ, xích mị đám người đại khí cũng không dám nhiều thở một tiếng, nhìn theo Ninh Phàm rời đi. Khi tiến vào động phủ sau, đột nhiên truyền âm mà ra. Trên ba tầng động phủ, ta không có hứng thú chiếm cứ, các ngươi có thể tùy ý xử trí. Ê! Tầm phong, họ chu đại hán, phong lôi nhị lão hết thảy đều bó tay rồi. Ninh phàm đoạt động phủ, lại không chiếm cứ, lẽ nào chỉ là cướp chơi sao? Này không phải là bọn hắn có thể quan tâm vấn đề, bọn hắn chỉ biết, nếu ninh phàm không chiếm động phủ rồi, liền đến phiên bọn hắn tranh cướp lẫn nhau rồi tầm phong nhìn một chút bên người một đội khuy hư cười lạnh một tiếng nhẫn nhịn thương thế hướng tầng trên bay đi không có ninh phàm cái này đại địch phổ thông khuy hư sẽ không còn là minh hữu mà là đối thủ cạnh tranh mà thôi xích mổ cũng đi thượng tầng tranh giành động phủ đi xích mị thở dài hướng tầng trên bay đi họ chu đại hán phong lôi nhị lão đám người Từng cái ánh mắt lấp lóe, dùng dập hướng tầng trên bay đi. Nơi đây rất nhanh liền chỉ còn Ninh Phàm một người. Hắn vào động phủ. Dòng ngó vách đá, sau đó rời đi, lại đến tầng tiếp theo. Từng tầng từng tầng hướng phía dưới, gặp phải tranh giành động phủ người, hoặc là uy phục, hoặc là trực tiếp tay áo gió vỗ bay. Trăm tầng đầu bị Ninh Phàm đi khắp. Không người nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. Huy hư Vấn hư, sung hư, thái hư. Từng cái lão quái, đều không phải ninh phàm chống lại chi địch. Xem xong động phủ sau, ninh phàm thường thường lại đem động phủ trả về, không muốn lại đuổi kịp từng cái tu sĩ đi xuống tầng chạy. Như thế quá mức phiền phức. Thăng tiên thác. 496 tầng động phủ. Một cái bể đầu chảy máu sung hư lão đầu thở dài liên tục, hắn vốn là nơi đây động phủ chủ nhân, lại bị ninh phàm một chiêu đánh bại. Không nghĩ tới bạch mộc càng lợi hại như vậy. Lão phu vốn còn muốn sửa chữa hắn một cái, lại bị hắn phản sửa chữa. Thăng tiên tháp, 442 tầng động phủ. Một cái xung hư cảnh giới nữ tu ôm hai đầu gối, tại góc tường rung lẫy bẫy. Thật, thật là đáng sợ, bạch mộc thật là đáng sợ, ta không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu liền đem ta thua rồi. May là nơi này là thăng tiên tháp, bằng không, hắn nhất định sẽ làm bẩn ta thuần khiết. Tên này nữ tu cũng không nhìn một chút chính mình tôn vinh, phân đất tròn thân thể, chỉ là sung hư cảnh giới tu vi, lại vẫn lo lắng ninh phàm sẽ thải bổ nàng, quả thực có chút buồn cười. Đối bây giờ ninh phàm mà nói, tu vi không tới toái hư đỉnh lô, sự giúp đỡ dành cho hắn cực nhỏ. Nữ tử này cho dù cấp lại 100 triệu tiên ngọc, Ninh Phàm cũng sẽ không động tâm. Thăng tiên tháp, 409 tầng động phủ. Một tên thái hư tu vi kiếm tu đại hán nâng một thanh kiếm gãy. Không ngừng kêu khổ. Hắn tại động phủ bên trong bày xuống trận cấm, tại Ninh Phàm đến động phủ thời gian, vốn định đánh lén một cái, đoạt vài món bảo vật. Làm sao lại bị Ninh Phàm chỉ tay đè nát phi kiếm, đánh cho trọng thương, bảo vật không cướp được, ngược lại bị Ninh Phàm đoạt sạch sành xanh hắn túi trữ vật, hắn tử phẩm cần câu, đều bị ninh phàm cướp đi. Suối quẩy. Lão tử làm sao mắt chó đuôi mù, chọc như thế không thể trêu nhân vật, bạch một, bạch một A. Người này rõ ràng lợi hại cực điểm, không phải ngoại giới nghe đồn như thế không thể tả. Ninh phàm một đường hướng phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh đi khắp từng tòa từng tòa động phủ, không người nào có thể ngăn trở bước chân của hắn. 400 tầng 300 tầng, 200 tầng, 100 tầng. Hắn đi vào trăm tầng đầu động phủ, nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn, đã đủ có tới 400 đạo. Hắn nhìn 400 tên nguyên sĩ tổ tiên đạo ngộ, hiểu 400 người con đường sinh tử. Trong mắt hắn sinh tử đạo quan đã khá là rực rỡ, tại đây đạo quan dưới, chính là toái nhất tu sĩ cũng khó có thể bảo mệnh. Thi đấu thời gian, thì đã trôi qua nửa ngày, lúc này, ngoại giới chính là đêm tối phủ xuống lúc. Thăng tiên tháp, thứ 100 tầng động phủ. Tọa trấn động phủ này, không phải người bên ngoài, thình lình càng là nguyên điện đại trưởng lão, Chu Nam. Chu Nam này vào thăng tiên tháp, không phải vì tranh lợi, chỉ là vì thăm dò ninh phàm. Hắn lựa chọn vị trí này chờ đợi ninh phàm, là linh cảm ninh phàm có thể tới đến tầng này. Như ninh phàm thực lực không đủ để đi tới nơi này một tầng, thì không xứng đáng đến tử tâm tiểu thư phương tâm chu nam tự nhiên không biết đàm tử tâm vì sao như thế coi trọng ninh phàm hắn và đời này nguyên hoàng một cái ý nghĩ đều cho rằng đàm tử tâm động xuân tâm ai tiểu thư coi trọng ai không được một mực coi trọng này bạch một bạch một danh tiếng có bao nhiêu thối tiểu thư tự hồ còn không biết như tiểu thư biết bạch một người này liền chưa kịp triệt để hóa hình yêu thú cũng có thể giao cấu, nàng nhất định sẽ thương tâm đi. Này Bạch Mộc làm việc, quả nhiên quá không có hạn cuối rồi. Chu Nam đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được một luồng thương mang đạo lực kéo tới. Tại đây đạo lực khí thế bên trong, một cái thanh niên áo trắng đi nghiêm chạy bộ gần tầng thứ 100 động phủ. Chu Nam kinh ngạc con ngươi đều phải bay ra ngoài rồi. Sinh tử đạo quang. Làm sao có khả năng? Hắn đúng là bạch một sao. Theo Ninh Phàm càng đi càng gần, Chu Nam trong mắt chấn động càng ngày càng nhiều. Chu Nam kỳ thực cũng nghĩ tới, luôn luôn đối nam nhân không có hứng thú tử tâm tiểu thư, đột nhiên đối Ninh Phàm thập phần quan tâm, có lẽ là bởi vì Ninh Phàm có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm khác hẳn với người thường chỗ, càng là tu ra sinh tử đạo quang. Hiện nay, toàn bộ yêu giới bên trong, cũng không quá chỉ có ba tên tán yêu lão quái tu ra ánh sáng này mà thôi. Ninh Phàm là thứ bốn cái. Cho dù thời khắc này Ninh Phàm biểu lộ tu vi chỉ là vấn hư, nhưng Chu Nam cũng không dám đối Ninh Phàm có bất kỳ khinh thường. Một cái có thể tu ra tán yêu thần thông tu sĩ, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Tiểu thư ánh mắt cũng thật là độc ác a, à, thế nhân chỉ biết bạch một là một giới dâm tu, cũng không biết người này như thế tuyệt vời có thể tu ra sinh tử đạo quang chu nam đứng lên từng bước một hướng động phủ ở ngoài đi ra biểu hiện đã dẫn theo mấy phần hiền lành chi ý tiểu hữu tới đây nhưng là phải từ lão phu thủ hạ cướp đi động phủ chu nam ý tứ là lấy động phủ làm mồi nhữ thử một lần ninh phàm thần thông trong tay hắn nắm giữ một bảo là đàm tử tâm tự tay luyện chế cấp bậc không cao nhưng cũng phát ra một tia âm dương chi lực, vì vậy ngược lại là thập phần bất phàm. Đây là đàm tử tâm giao cho hắn pháp bảo, muốn dùng bảo vật này thăm dò Ninh Phàm có thể có phương pháp phá giải. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa nghĩ đến chiếm cứ thứ 100 tầng động phủ, sẽ là đường đường nguyên điện đại trưởng lão, Chu Nam. Tại Ninh Phàm xem ra, Chu Nam có toái hư tầng 4 tu vi, hoàn toàn có thể liều mạng 20 vị trí đầu động phủ tranh một chuyến nguyên thanh đan. Nhưng Chu Nam lại tránh được tranh đấu, lựa chọn thứ 100 tầng động phủ chiếm cứ, thực sự có chút không hợp tình lý. Hay là Chu Nam chỉ là bởi vì thân là nguyên điện đại trưởng lão, thật không tiện cùng đồng đạo nhóm tranh đoạt 20 tầng đầu động phủ đi. Loại trừ Ninh Phàm, tính cả Chu Nam, lần này tiến vào Thăng Tiên tháp toái hư tổng cộng có 47 người. Ninh Phàm sớm có chuẩn bị tâm tư như vào trăm tầng đầu động phủ. Nhất định sẽ cùng toái hư lão quái phát sinh liều đấu, giờ khắc này nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bạch mổ muốn vào động phủ vừa xem, xem sau liền đi, sẽ không tranh cướp động phủ, không biết đại trưởng lão có thể không tạo thuận lợi, để bạch mổ vào xem xem. Đối mặt Chu Nam, Ninh Phạm đương nhiên sẽ không ngông cuồng đến tới liền động thủ. Chu Nam ngẩn ra. Lập tức cười nói, chỉ là nhìn nhìn động phủ tự nhiên dễ dàng cực điểm như tiểu hữu nguyện ý tiếp lão phu một đòn đừng nói để tiểu hữu nhìn nhìn động phủ này liền đem động phủ này tặng cho tiểu hữu cũng không phải không thể đương nhiên tiểu hữu cứ yên tâm đi lão phu đòn đánh này chỉ có vấn hư uy lực cho dù tiểu hữu không đón được cũng sẽ không bị thương quá nặng a à a à, tiểu hữu nguyện tiếp lão phu vấn hư một đòn sao Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, chỉ chốc lát sau, gật đầu nói, "Được." Mời đại trưởng lão ra tay. Nếu chỉ là tiếp được Chu Nam vấn hư một đòn, tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Như Chu Nam ý định bất lương, có mưu đồ khác, Ninh Phàm nhưng cũng có chính là tự vệ chi thuật, đoạn không thể bị Chu Nam thương tổn được. Ninh Phàm đã có mấy phần xác định, này Chu Nam sở dĩ xuất hiện tại 100 tầng động phủ, quá nữa là vì mình mà đến. Chỉ là Ninh Phàm không biết, này Chu Nam mục đích là cái gì, là thiện ý, vẫn là ác ý. Chu Nam gật đầu mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một thanh nửa đỏ nửa lam phi kiếm. Kiếm này tên là lưỡng cực kiếm, là một thanh phàm hư trung phẩm phi kiếm. Kiếm này có thể kích phát một tia âm dương chi lực tấn công địch, mà lại âm dương lưỡng cực càng là chia lìa, kiếm này uy năng càng lớn. Tiểu hữu cẩn thận, kiếm này có một tia âm dương chi lực tại, tuy là phàm hư trung phẩm chi bảo, nhưng cũng không thể kinh thường. Tế Chu Nam áp chế pháp lực, giơ tay đem kiếm này lấy ra. Hắn không có nói láo, chiêu kiếm này lực sát thương chỉ khống chế tại vấn hư cấp bậc mà thôi. Ninh phàm ánh mắt lóe lên, hướng phi kiếm kia nhìn tới. Phi kiếm này một khi lấy ra. Lập tức chia ra làm hai, Hóa thành một xích một lam hai đạo ánh kiếm, từ hai cái tuyệt nhiên hướng ngược lại chém về phía Ninh Phàm. Ninh Phàm tu vi đặt tại đó, tự không thể không đón được này vấn hư một đòn. Này phi kiếm cũng không phải yếu, âm dương lưỡng cực chia lìa, ngược lại có thể tăng lên kiếm uy. Nói xong, Ninh Phàm hai tay dò ra, bay thẳng đến hai thanh phi kiếm chọc tới. Chiêu thức ấy có thể quả thực sợ hãi Chu Nam phải biết cái kia lưỡng cực kiếm cấp bậc mặc dù không cao nhưng cũng cực kỳ sắc bén bình thường kim thân cảnh giới thứ ba tu sĩ cũng không dám tùy ý lấy tay đi đón như thân thể không đủ mạnh cứng rắn lấy tay đi cầm kiếm chắc chắn sẽ bị phi kiếm lột bỏ bàn tay tiểu hữu cẩn thận chu nam kinh hô một tiếng bản ý của hắn không phải là thương tổn ninh phàm chỉ là thăm dò mà thôi đang muốn xuất thủ cứu một cứu ninh phàm lại đột nhiên ánh mắt sững sờ đã thấy ninh phàm hai tay dò ra trong nháy mắt nguyên bản uy năng vô cùng phi kiếm càng lập tức uy năng giảm nhiều sở dĩ uy năng giảm nhiều là vì ninh phàm tùy ý trong lúc xuất thủ liền làm cho này kiếm chia lìa âm dương quy về điều hòa âm dương không cách nào hai cực phân hóa kiếm uy tự giảm hai đạo thế đi như rồng phi kiếm tại uy năng giảm nhiều sau bị ninh phàm dễ như ăn cháo cầm vào trong tay hợp làm một thanh phi kiếm. Đại trưởng lão một đòn, bạch mổ đã đỡ lấy, chẳng biết có được không vào động phủ vừa xem. Ninh Phàm đem phi kiếm quăng về, thâm ý sâu sắc mà nhìn Chu Nam. Tự nhiên có thể, tiểu hữu mời vào động phủ tùy tiện xem. Chu Nam hơi thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Ninh Phàm thủ đoạn cũng thật là không yếu, hắn ngược lại là bạch vì Ninh Phàm lo lắng. Bất quá xem Ninh Phàm thâm ý sâu sắc vẻ mặt, chẳng lẽ đã khám phá lần thăm dò thử này thu hồi lưỡng cực kiếm cũng đem vừa mới phát sinh một màn khắc ấn tại thừa ảnh trong thẻ ngọc chu nam trong lòng hơi trầm tư không biết cái này thăm dò kết quả có thể không khiến tử tâm tiểu thư thỏa mãn nói đến bạch một sở dĩ không chiếm cứ động phủ chỉ là muốn vào động phủ vừa nhìn muốn nhìn quá nữa là trong động phủ khắc đá chứ người này tu ra sinh tử đạo quang sau ngày hôm nay nhất định danh mãn yêu giới. Cái kia khắc đá bên trong, có người nói ẩn giấu các đời nguyên sĩ tổ tiên sinh tử đạo ngộ. Người này chẳng lẽ là hướng về phía đạo ngộ này mà đến. Bất quá đáng tiếc, nếu như không có nguyên hoàng ngọc nơi tay, thì không cách nào vừa xem khắc đá đạo ngộ. Chu Nam mỉm cười lắc đầu, thần niệm lơ đãng hướng động phủ bên trong quét qua. Này quét qua, ghê gớm, cả người hắn triệt để hóa đá đã thấy ninh phàm đã đem kim sắt cổ ngọc lúng vào vách đá rảnh bên trong bàn tay phủ tại vách đá trên đang tại tinh tế cảm ngộ bên trong nguyên hoàng ngọc ngọc này tuyệt đối là nguyên hoàng ngọc luôn luôn tại lão nguyên hoàng trong tay bảo quản tại sao lại tại người này trong tay đúng rồi nhất định là lão nguyên hoàng đem ngọc này cho người này mượn sử dụng chỉ là không biết này bạch một làm sao cùng lão nguyên hoàng quen biết lại cùng lão nguyên hoàng ra sao quan hệ có thể mượn tới nguyên hoàng ngọc phải biết từng có không ít trong điện cường giả muốn mượn ngọc ngộ đạo lại toàn bộ bị lão nguyên hoàng chỗ từ chối lão nguyên hoàng thì nói không phải ta vừa ý người không có tham sinh ngộ tử tư cách lẽ nào này bạch một chính là khiến lão nguyên hoàng vừa ý người chu nam đương nhiên sẽ không cho là ngọc này là ninh phàm giành được trộn được lão nguyên hoàng là ai? có một không hai yêu giới, ai có thể từ trong tay hắn giật đồ, trộn đồ? ninh phàm nếu nắm ngọc mà tới, tự nhiên là đạt được lão nguyên hoàng ưu ái rồi. chu nam trong lòng đối ninh phàm quan cảm nhất thời lần nữa nhất biến, có thể làm cho lão nguyên hoàng vài phần kính trọng người, tự nhiên không phải phàm loại, hắn chu nam cũng tuyệt đối không thể thất lễ. mười mấy tức sau, ninh phàm thu hồi cổ ngọc hơi trầm mặt. Đi ra động phủ. Nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn, lại thêm một đạo. Vừa thấy Ninh Phàm đi ra, Chu Nam về phía trước bước ra nửa bước, ông quyền thi lễ, ấy nấy nói. Có một chuyện lão phu cần hướng đạo hữu tạ lỗi. Trước đó lão phu phụng tiểu thư nhà ta chi lệnh, lấy lưỡng cực kiếm thăm dò tiểu hữu. Chỗ đắc tội, mong rằng tiểu hữu bao dung. Bất quá đạo hữu hãy yên tâm, Tiểu thư luôn luôn trạch tâm nhân hậu, đối đạo hữu chắc chắn sẽ không có bất kỳ ác ý. Chu Nam suy đoán, Ninh Phàm hơn nữa đã xem thấu lần thăm dò thử này. Vì không ở lại hiểu lầm, hay là hắn chủ động giải thích tốt. Nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, việc này ta tự sẽ không lại để ở trong lòng, chỉ hy vọng là như vậy thăm dò sẽ không lại có lần tiếp theo. Ninh Phàm xem thấu Chu Nam thăm dò, cũng xem thấu cái kia lưỡng cực kiếm người luyện chế là đàm tử tâm hắn gặp đàm tử tâm một mặt dòng ngó quá nữ tử này tâm sự nữ tử này không phải loại kia tâm kế ác độc người trận này thăm dò hơn nữa không có ác ý lại nhìn tại lão nguyên hoàng trên mặt mũi hắn đương nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng bất quá như vậy thăm dò vẫn là thiếu chút được không có ai yêu thích bị người thăm dò bị người tính toán Bạch Mổ còn muốn đi tới hạ tầng động phủ. Xin cáo từ trước. Ninh Phạm hướng về Chu Nam chắp tay ôm quyền, hóa thành động quan, hướng xuống tầng động phủ bay đi. Ồ! Hắn thật sự không muốn gian phòng này động phủ sao? Chu Nam ngẩn ra. Tại Chu Nam xem ra, Ninh Phạm tuy nói tu ra sinh tử đạo quan. Nhưng tu vi chung quy vẫn còn thấp, tối đa cũng chỉ có thể bằng sinh tử đạo quan quét ngang sung hư mà thôi có thực lực như vậy, tại 400 tầng trở lên động thiên bên trong đoạt một gian động phủ không khó. Nhưng ở trăm tầng đầu bên trong, nhưng là đường hồng cướp được bất kỳ động phủ rồi. Giờ khắc này, trăm tầng đầu động phủ đã thông thông bị toái hư, quy nguyên thái hư chiếm cứ. Không có quy nguyên tu vi, căn bản vô vọng ở chỗ này tranh hùng. Người này chẳng lẽ còn có lá bài tẩy thủ đoạn, tự tin có thể bại quy nguyên tu sĩ sao? Chu Nam nghĩ như vậy, lại là sinh mấy phần lòng hiếu kỳ, động quan lóe lên, lại là hướng tầng 99 đuổi theo, lặng yên đi theo ninh phàm mặt sau. Thăng tiên tháp, tầng 99 động phủ. Tọa trấn động phủ này chính là một cái quy nguyên cảnh giới áo bào đen lão giả, xuất thân từ Đông Yêu Hải, là nha lan điện hắc hoàng thập nhị hộ pháp một trong. Người này khoanh chân với động phủ bên trong, ánh mắt dữ tợn, móng tay phải trên dính đầy máu tươi lúc trước tổng cộng có bốn tên trở về Thái Hư, bảy tên Thái Hư muốn từ trong tay hắn đoạt gian phòng này động phủ, lại hết thảy đều bị hắn lấy tàng tương quyết đánh bại. Tàn tương quyết là nha lan điện cao cấp nhất đụng pháp thần thông, phối hợp hắn tiếp cận niết bàn cảnh giới thân thể, toái hư bên dưới hiếm có địch thủ. Áo bào đen lão giả liếm liếm ngón giữa máu tươi, nụ cười âm trầm. Nếu không lão Nguyên Hoàng có lệnh, không thể tại thăng tiên tháp bên trong lạm sát kẻ vô tội, hắn từ lâu tiêu diệt mấy cái không biết điều đoạt phủ người. Ồ! Còn có người muốn dòng ngó dò xét động phủ của lão phu sao, a à a, à, vấn hư tu vi, không biết sống chết. Áo bào đen thân thể của ông lão đột nhiên hóa thành một đạo tàn đối với, từng cái phá nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh quỷ dị mà xuất hiện tại động phủ ở ngoài. Cái gọi là tàn tương quyết, cũng không phải di chuyển nhanh chóng lưu lại tàn ảnh, mà là chia lìa thân thể, khiến thân thể trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại một nơi khác. Thuật này dùng cho đánh lén, tự nhiên là khó lòng phòng bị, người bị công kích rất khó phán đoán người thi thuật sẽ xuất hiện tại nơi nào. Ngươi, muốn cướp động phủ của lão phu sao? Áo bào đen lão giả nhìn từng bước đến gần ninh phàm, lớn tiếng cười nói. Tiện Đà Lan ra quy nguyên vô địch tu vi, hướng ninh phàm mạnh mẽ đè xuống. Quy thế khuynh thiên lấp mặt đất, cuốn lên phần Phật cùng phong, bốn phía nhất thời bụi mù mãnh liệt. Ninh phàm hành tẩu tại trong bụi mù, cái kia bụi mù lập tức phân hai đạo, tránh ra con đường. Bạch mổ thật là muốn vào động phủ vừa xem. Hắn ngữ khí lãnh đạm, tiện đà dần dần bay lên ngập trời chiến ý. Đi tới 99 tầng động phủ, Ninh Phàm còn muốn tưởng che giấu tu vi, đã không thể nào. Nếu chỉ vận dụng vấn hư tu vi, muốn bại quy nguyên, muốn bại toái nhất, toái nhị, toái tam tu sĩ, căn bản không khả năng làm được. Dù cho triển lộ toái hư khí tức, đối mặt toái tứ, toái ngũ thậm chí càng cao hơn tu vi tu sĩ, cũng không bao nhiêu phần thắng. Như thế, chỉ có toàn lực một trận chiến. Dù như thế nào, hắn đều muốn dòng ngó tận trăm tầng đầu động phủ vách đá đạo ngộ khiến nguyên thần trên sinh tử đạo văn đột phá 500 số lượng. Hả? Tự hồ có chút bản lĩnh, có thể chống đỡ lão phu uy thế, bất quá sao, a à a, à, ngươi chung quy chỉ là một cái vấn hư dung dế, tại lão phu trong mắt, thật sự là quá yếu. Lão phu bại ngươi, không cần nửa hơi. Áo bào đen lão giả nói xong, Thật thật nở nụ cười, một bước bước ra, thân thể đột nhiên hóa thành từng mảng từng mảng mảnh vỡ biến mất không có một tia khí tức, không có một tia tung tích, thân thể của hắn liền này giống như biến mất không còn tâm hơi rồi. Hắn nhiếp ở lão nguyên hoàng mệnh lệnh, không dám đã thương ninh phàm tính mạng, lại ý đồ đem ninh phàm một đòn trọng thương. Hắn là Lan, Lan, trời sinh tính tàn nhẫn. Lặng yên theo tới chu nam đại trưởng lão, thấy này áo bào đen lão giả vận dụng nha Lan điện tàn tương quyết, lập tức ánh mắt lẫm liệt. Không được này tàn tương quyết hết sức lợi hại lấy người này quy nguyên cảnh giới tu vi triển khai toái hư bên dưới hiếm người có thể phòng ngự hắn đánh lén cái kia bạch một chắc chắn sẽ bị người này một đòn trọng thương bạch một được lão nguyên hoàng coi trọng lại phải tử tâm tiểu thư ưu ái lão phu dù như thế nào đều cần cứu hắn một cứu chu nam đang muốn ra tay giúp ninh phàm bỗng nhiên bàn tay xinh xinh cứng ngắc tại giữa không trung ánh mắt thì lộ ra cực kỳ rung động vẻ mặt. Giờ khắc này ninh phàm, quanh thân bỗng nhiên lan ra cường hãn cực điểm tu vi khí thế, hắn tu vi, rõ ràng đạt đến toái hư nhất trọng thiên. Giờ khắc này ninh phàm, hai mắt băng lãnh như nước, đột nhiên dò ra tay phải, hướng về tay phải cách không một trảo. Bên phải không có một bóng người vị trí, áo bào đen lão giả vô cùng chật vật bóng người, xinh xinh bị ninh phàm lấy ra. Đinh Phàm ngón trỏ ngón giữa đè lại áo bào đen lão giả sau gáy, khác ba ngón thì gắt gao trói lại lão giả cổ, làm hắn căn bản vô pháp dãy dụa. Chật thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đem đầu của áo bào đen lão giả mạnh mẽ hướng phía trước mặt đất ấn xuống, đập xuống. Ngươi! Ngươi càng là toái hư lão quái! Lão phu sai rồi, lão phu không nên đối tiền bối mang trong lòng ác ý, cầu tiền bối tha thứ áo bào đen lão giả cả người run rẩy tại ninh phàm trong tay hắn dường như con gà con như thế căn bản không có dãy dụ lực lượng hắn hốt hoảng cầu xin nhưng này cầu xin cũng đã quá trễ nhưng nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn tầng 99 động thiên không gian mấy vạn dặm đại địa bị toàn bộ đánh nứt cả tòa động thiên không gian đều đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ninh phàm buông tay ra đứng lên đạp lên đại địa phế tích, đi vào phía trước động phủ, không còn nhìn cái kia áo bào đen lão giả một mắt. Giờ khắc này, cái kia áo bào đen lão giả xương sọ đều nát tan, mặt đã biến hình, thổ huyết hôn mê tại đại địa phế tích bên trên. Đầu của hắn dường như đà điểu như vậy, bị Ninh Phàm sâu sắc ấn vào trong mặt đất. Thức hải của hắn triệt để nát tan, đời này có thể không trọng ngưng thức hải, lại tu thần niệm, đều là không biết Người này nếu không ra tay rất nặng, Ninh Phàm cũng sẽ không còn lấy nặng tay, hủy kỳ Thức Hải. Tu sĩ Thức Hải tổn hại, liền giống với phàm nhân hai mắt bị khoét. Hết thảy đều là người này gieo gió gặt bão. Đây chính là bạch một chân thật thực lực sao? Người này ẩn núp thật sâu. Bằng người này thực lực, e sợ phổ thông toái nhất tu sĩ đều không phải hắn đối thủ. Lần này toái nhất bên trên tu sĩ tổng cộng có 29 người, nói cách khác, người này ít nhất có thể cướp được thứ 30 tầng động phủ. Bạch vũ tộc bạch Mộc, tất cả mọi người đều khinh thường người này rồi, toái hư tu vi, niết bàn thân thể, sinh tử đạo quan. Lần so tài này sau, người này tự nhiên danh chấn yêu giới. Người này nếu có thể hơn nữa mời chào, giúp lòng bồi dưỡng, mấy vạn năm sau, nhất định sẽ là tán yêu cấp nhân vật lão nguyên hoàng cùng tiểu thư ánh mắt, thực sự là độc ác a. À. Mấy chục giây sau, Ninh Phàm tự động phủ đi ra, sâu sắc hướng Chu Nam Phương hướng liếc mắt nhìn, không nói hai lời, hướng 98 tầng bay đi. Chu Nam thở dài, động quang lóe lên, tiếp tục cùng tiếng. Hắn muốn tận mắt nhìn nhìn, Ninh Phàm có thể không đoạt được 30 tầng đầu động phủ. Thăng tiên tháp, tầng 98. Vân Hải phía trên, một tòa mây mù ngoài động phủ ba tên quy nguyên thái hư chính tất cả xính thủ đoạn tranh cướp động phủ này quyền sở hữu ba người đang đánh khó phân thắng bại đột nhiên một luồng toái hư khí thế ngang trời đè xuống ở đằng kia khí thế dưới ba tên quy nguyên thái hư cùng nhau biến sắc toái hư lão quái vẫn còn chỉ nhìn thấy cái kia toái hư sơ lược là cái thanh niên áo trắng còn chưa thấy rõ cái kia toái hư cụ thể dung mạo đã trực tiếp bị thanh niên áo trắng tay áo gió đánh bay. Bạch mổ muốn vào tầng này động phủ nhìn qua, không quan hệ người, lui ra. Thăng tiên tháp, tầng 74. Nơi nào đó địa uyên dưới đáy, tọa lạc một cái cực phẩm động phủ. Địa uyên bên trên, một cái khuôn mặt hung ác, thể che vẫy giáp lão giả ngồi ở một đầu to lớn hỏa ngưu trên lưng, lạnh lùng nhìn phía dưới hai tên quy nguyên kiếm tu. Lão phu có xích thú trợ trận, chính là hai người ngươi cùng tiến lên, cũng không phải lão phu đối thủ. Vậy giáp lão giả cười lạnh một tiếng, còn muốn đối phía dưới hai người động thủ, đột nhiên, một luồng toái hư khí thế mạnh mẽ đè xuống. Tại dưới luồng khí thế này, hai tên quy nguyên kiếm tu phi kiếm trong tay hết thảy đều run rẩy lên. Vốn đang mắt lộ ra hung quan hỏa ngưu, thì trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nằm rạp trên đất. Về phần vậy giáp lão giả, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt vô cùng e dè mà nhìn về từng bước đạp thiên đi tới một tên thanh niên áo trắng bạch mổ muốn vào tầng này động phủ nhìn qua không quan hệ người lui ra bạch bạch một người này càng là toái hư lão quái toái hư nhất trọng thiên sao liều mạng lão phu như cùng xích thú liên thủ cũng có thể miễn cưỡng tại một ít toái nhất lão quái trong tay tự vệ bất bại người này muốn cướp động phủ của lão phu không dễ như vậy vậy giáp lão giả mặt âm trầm đang muốn triển khai bí thuật mạnh mẽ thôi thúc hỏa ngưu công kích thanh niên áo trắng đúng lúc này thanh niên mặc áo trắng khi giơ tay chỉ tay cách không điểm xuống rõ ràng chỉ là tiện tay nhấn một ngón tay mà lại cách mấy vạn trượng khoảng cách nhưng một chỉ này càng dường như trực tiếp đặt tại lão giả ngực lão giả sắc mặt chấn động khó hiểu đột nhiên thổ huyết bay ngược ra ngoài, té xuống lưng trâu, đã hôn mê. Trước khi hôn mê, lão giả trong lòng nổi lên vô số kinh thiên sóng biển. Này bạch một thực lực, vượt xa hắn đã thấy bất kỳ một vị toái hư nhất trọng thiên lão quái. Thăng tiên tháp, tầng 51. Tầng này động phủ xây ở một mảnh trung tâm biển sấm sét. Trong động phủ, tọa trấn một tên quy nguyên lôi tu hắn bằng lôi đạo thần thông liên tiếp đánh bại mấy cái đồng cấp lão quái, đoạt được động phủ, trong lòng rất có vài phần tự đắc. Đang đắc ý giữa, động phủ ở ngoài lôi hải đột nhiên sôi sùng sụp lên, ánh chớp tán loạn. Chỉ chốc lát sau, lôi hải rồi lại dần dần bình tĩnh lại. Quy nguyên lôi tu thần niệm tìm tòi, chợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đã thấy một tên thanh niên áo trắng hầu như không nhìn lôi hải oai, chính chân đạp lôi hải, Thông dòng hướng động phủ đi tới, tại trước người thanh niên, ánh chớp vậy lại đi phân ra một cái màu bạc quan lộ. Tình cảnh này gần giống như nơi đây Lôi Hải đang nên tiếp thanh niên đến đây bình thường. Thanh niên chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp xuống sau, chỗ đạp chỗ đều sẽ quanh quẩn lên từng vòng ánh chớp gần sóng. Mỗi một bước đều phản phất đạp ở quy nguyên lôi tu đạo tâm bên trên làm hắn hầu như đã triệt để lôi hóa yêu hồn không ngừng run rẩy toái toái hư lão quái mà lại tên này lão quái lôi đạo thần thông vượt xa của ta lý giải hắn hầu như chính là trong lôi đế quân quy nguyên lôi tu trong lòng biết tên này lão quái vượt qua lôi hải tất nhiên là vì nơi đây động phủ thứ hai thấy được tên này lão quái mạnh mẽ quy nguyên lôi tu không nói hai lời trực tiếp nhường ra động phủ hóa động quang rời đi hắn căn bản không dám cùng tên này lão quái giao chiến ninh phàm cũng không biết tại hắn đi vào một trăm tầng động phủ sau dần dần hấp dẫn thăng tiên tháp bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ chú mục mười mấy tên nguyên điện lão quái tại thăng tiên tháp bên ngoài dựng thẳng lên một cái to lớn yêu bia trên tấm bia chỉ ghi chép đoạt được trăm tầng đầu động phủ người tục danh tiến vào thăng tiên tháp lão quái đều mang theo nguyên điện phát ra ngọc lệnh là mọi người chứng minh thân phận người mang ngọc lệnh người như tiến vào trăm tầng đầu động phủ họ tên liền sẽ xuất hiện tại trên yêu bia từ một đến một trăm lần lượt sắp xếp trên yêu bia xếp hạng thứ nhất là xuất thân từ trung vực yêu hải tán tu lão quái đạo hiệu đàm long tử người này có toái hư tầng bảy tu vi chính là lần này vào tháp tu vi tối cao người giữ lấy tầng thứ nhất động phủ quả thật hoàn toàn xứng đáng trên yêu bia xếp hàng thứ hai đến thứ năm đều là danh chấn yêu giới toái ngũ cường giả những người này như đặt ở hạ tam giới nhất định cũng là quyền nghiêng nhất phương hoàng giả nhân vật nhưng ở yêu giới lại không phải tối cường giả xếp hạng thứ sáu người là thân phận thần bí hà thế tu đối người bên ngoài mà nói người này thân phận thần bí đối yêu hoàng cấp lão quái mà nói, người này thân phận vẫn là giữ kín như bưng tốt. 7 đến 12 tên, nhưng là 6 tên toái tứ lão quái. 13 đến 20 tên, thì đều là toái tam lão quái. 20 tên sau, vẫn có 2 tên toái tam lão quái, nhưng cũng không tranh được 20 vị trí đầu động phủ, cuối cùng chỉ được từ bỏ. 20 tầng đầu động phủ giữ lấy người, chỉ thay đổi mấy lần, liền cũng không còn thay đổi quá. 46 tầng đầu bên trong, toái hư lão quái giữa tranh đấu dần dần ngừng lại. Tầng 100 động phủ, tọa trấn người là nguyên điện Chu Nam đại trưởng lão, tự nhiên không người có thể từ trong tay hắn cướp đi động phủ. 47 tầng cùng 100 tầng trong lúc đó là thái hư, quy nguyên thái hư giữa tranh đấu, dần dần càng lúc càng kịch liệt. Đông đảo thái hư, quy nguyên thái hư tranh đoạt trăm tầng đầu động phủ, bắt đầu thời gian, thường thường cướp đoạt động phủ thái hư tu sĩ còn chưa ngồi nóng bếp, đã bị quy nguyên thái hư cướp đi động phủ. Một phen kịch chiến sau, trăm tầng đầu động phủ hết thảy người dần dần không lại thay đổi. Lúc này đã là sáng sớm canh bốn, khoảng cách thi đấu kết thúc, còn có không đủ bốn canh giờ. Có chút tu sĩ đang nhắm mắt chợp mắt, chờ đợi thi đấu kết quả cuối cùng. Có chút tu sĩ thì tràn đầy phấn khởi chú ý yêu bia, mỗi lần nhìn thấy trăm tầng đầu động phủ đổi chủ, liền sẽ soi mói bình phẩm một lần. Xem, thứ 54 tầng động phủ đổi chủ. Tây yêu hải hy linh thượng nhân đánh bại thủy diêu tộc tộc trưởng, chiếm cứ tầng này động phủ. A nha, 69 tầng động phủ đổi chủ. Là đông yêu hải phân hải yêu vương, hắn đoạt được tầng này động phủ. Ồ, mau nhìn, 71 tầng động phủ càng liên tiếp hai lần đổi chủ, Xem ra tầng này tranh đấu có chút kịch liệt a. À. Biết cái này giống như đại kinh tiểu quái, đại thể chỉ là một chút tâm tính bất ổn tu sĩ cấp thấp. Chân chính lão quái đều hiểu một cái đạo lý. Không tới thời khắc sống còn, bất kỳ động phủ đổi chủ cũng chỉ là tạm thời. Nguyên hoàng các loại yêu hoàng từng người đóng lại hai mắt, cũng không quan tâm 46 tầng về sau tranh đấu. Đối với bọn họ loại này cấp số cường giả mà nói, chỉ có toái hư cấp tranh đấu có thể gây nên chú ý của bọn họ kỳ quái cái kia bạch một có thể ngăn ta một đòn có thể hủy ta đạo tâm lấy thực lực của hắn hẳn có thể cướp đoạt trăm tầng đầu động phủ mới đúng vì sao cho tới bây giờ cũng không thấy tên của hắn xuất hiện tại trên yêu bia viên thông âm trầm nhíu nhíu mày hắn tự nhiên không phải tại quan tâm ninh phàm chỉ là có chút không rõ mà thôi bạch một, dung dế ngươi. Lại qua bốn canh giờ, thăng tiên tháp so với liền sẽ kết thúc, tất cả mọi người đều sẽ rời đi thăng tiên tháp. Đến lúc đó, vi sư sẽ vì ngươi báo một mũi tên mối thù. Ngươi không nên lại nghĩ bạch một việc, mau chóng theo vi sư truyền ngươi khẩu quyết, chữa trị đạo tâm. Viên hoàng bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Là. Viên thông không còn dám suy nghĩ lung tung, lập tức nhắm mắt lại, quét đi trong lòng tạp niệm, vận chuyển chu thiên. Tụng lên viên hoàng truyền tống khẩu quyết đến. Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Sao? Làm sao có khả năng? Tầng 100 động phủ. Đổi chủ. Trong nháy mắt, bốn phía ngọc đài bên trên tất cả tu sĩ thần niệm, đều hướng yêu bia quét đi. Liền ngay cả viên hoàng các loại hoàng giả đều hơi biến sắc mặt, hướng về yêu bia nhìn tới tầng 100 động phủ, vốn nên là trăm tầng đầu bên trong tầng thường nhất động phủ. Nhưng bởi tọa trấn động phủ này chính là nguyên điện đại trưởng lão, lại một mực thập phần lôi kéo người ta chú mục. Người hiểu chuyện đều tại trong lòng suy đoán. Chu Nam đại trưởng lão chẳng qua là ngượng ngùng cùng người khác tranh cướp 20 tầng đầu động phủ, mới sẽ ở tại tầng 100. Không có ai hoài nghi, Chu Nam nắm giữ thẳng tiến 20 vị trí đầu thực lực. Không có ai nghĩ tới, Chu Nam động phủ sẽ bị người cướp đi. Nhưng giờ khắc này trên yêu bia, người thứ 100 vị trí, Chu Nam họ tên xác thực đang tại một chút mơ hồ, biến mất. Là ai, là ai từ Chu Nam tiền bối trong tay, cướp đi động phủ. Chu Nam danh tự. Dần dần từ trên yêu bia biến mất. Tiện đà xuất hiện, là một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc danh tự. Bạch Mộc làm sao có khả năng? Bạch Mục chỉ là một cái vấn hư tu sĩ, sao có thực lực từ Chu Nam đại trưởng lão trong tay cướp giật động phủ? Vô số lão quái trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn, đây căn bản là một chuyện không thể nào, vì sao lại phát sinh? Có phải hay không là Chu Nam đại trưởng lão chủ động đem động phủ nhường cho Bạch Mục? Một? một cái lão quái đột nhiên phát ra nghi vấn, cũng hướng về Nguyên Hoàng vị trí phương hướng nhìn tới một tiếng này tiếng chất vấn nhắc nhở ở đây hết thảy lão quái dồn dập hướng nguyên hoàng nhìn tới đúng nhất định là như vậy này bạch một hơn nữa cùng nguyên điện có chút quan hệ cho nên chu nam mới sẽ nhường ra động phủ bạch một là tuyệt đối không thế chiến thắng chu nam một ít lão quái nghĩ lại trước đó viên hoàng muốn vào thăng tiên tháp lùng bắt bạch một lại bị nguyên hoàng ngăn cản nguyên bản những lão quái này còn cảm thấy nguyên hoàng là xử sự, sự công đạo che chở tham dự hội nghị người không bị ức hiếp bây giờ xem ra quá nữa là này bạch một thật cùng nguyên điện có chút quan hệ nguyên hoàng hơi nhướng mày nhưng không có giải thích trong lòng hắn đồng dạng là như vậy cho rằng nhận định là chu nam cố ý nhường ra động phủ dù sao hắn là biết rõ chu nam lần này tiến vào thăng tiên tháp vốn là hướng về phía bạch một đi chu nam nhường ra động phủ là tử tâm ý tứ sao nàng thật sự như thế vừa ý bạch một sao không tiếc để chu nam đoạt một gian trăm tầng đầu động phủ tặng cho bạch một chính khi tất cả mọi người suy đoán dồn dập thời gian bạch một hai chữ rồi lại dần dần từ trên yêu bia biến mất hãy theo sau yêu bia người thứ một trăm vị trí lại chưa xuất hiện bất kỳ một người họ tên tầng một trăm động phủ dĩ nhiên trống không động phủ dĩ nhiên vô chủ rồi đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lại có người cùng bạch một tranh cướp động phủ, kết quả lưỡng bại câu thương, ai cũng không có cướp được sao? Ngoại giới tu sĩ tự nhiên rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm là mình đi ra động phủ. Ninh Phàm cũng không thèm khát tầng 100 động phủ, cũng không chuẩn bị ở đây lưu lại, nhưng người bên ngoài là không biết. Bọn hắn chỉ biết, như cướp đoạt tầng 100 động phủ, liền có thể thu được một viên toái hư đang ban thưởng đây chính là toái hư đang a có thể tăng lên đầy đủ nữa thành toái hư tỷ lệ thành công a đối vấn hư tu vi ninh phàm mà nói cần phải có thiên đại sức mê hoặc không phải sao tầng 100 tháp tầng đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại tất cả mọi người trong lòng bay lên to lớn dấu chấm hỏi thời gian sát theo đó tầng 99 động phủ đổi chủ khi bạch một hai chữ xuất hiện tại yêu bi người thứ 99 thời gian vô số lão quái ánh mắt chấn động. Bạch Mộc. Vì sao lại là Bạch Mộc? Lão phu đã hiểu. Này Bạch một là vứt bỏ thứ 100 tầng động phủ, ngược lại đi đoạt tầng 99 động phủ a. Chỉ là lão phu không rõ, này Bạch một chỉ là vấn hư tu vi, làm sao có cướp đoạt 99 tầng thực lực? Chẳng lẽ nói, là Chu Nam đang giúp hắn. Thời khắc này, đếm mãi không hết tu sĩ đưa ánh mắt về phía nguyên hoàng vị trí. Tầng 99 động phủ chủ nhân là đông yêu hải nha lan điện một tên quy nguyên lão quái, người này tinh thông tàn tương quyết, đồng cấp bên trong dĩ nhiên vô địch, tuyệt đối không thể bị vấn hư tu vi ninh phàm đánh bại. Như vậy, đánh bại này quy nguyên lão quái, giành lại động phủ, có phải hay không là chu Nam? Là chu Nam lại đoạt 99 tầng động phủ qua tay đưa cho Ninh Phàm sao? Chu Nam thân là nguyên điện đại trưởng lão, lại cố ý phá hoại lần so tài này công bằng, chỉ vì dẫn Ninh Phàm sao? Không thể. Đại trưởng lão tuyệt đối không phải người như thế, lần so tài này do hắn chủ trì, hắn cho dù tiến vào thăng tiên tháp, cũng sẽ không bất công bất luận người nào. Một tên nguyên điện toái hư lớn tiếng biện hộ nói. Đúng. Chu tiền bối làm việc từ trước đến giờ quan minh lỗi lạc toàn bộ Bắc yêu hải ai không biết, ai không hiểu, hắn chắc chắn sẽ không vì dẫn một cái bạch mộc, nhiễu loạn lần so tài này tính chất công bằng. Có một ít tu sĩ cấp thấp, bắt đầu vì Chu Nam biện hộ. Nguyên Hoàng không nói thêm gì, từ từ đứng lên, tự trong túi chứa đồ lấy ra một cái mệnh bài. Hắn nhất định muốn cho quần tu một câu trả lời. Không thể để cho người cảm thấy lần so tài này có mất công bằng. Dù sao, hắn nhưng là chuẩn bị thông qua lần này câu long đại hội quản giao yêu giới cường giả. Cái kia mệnh bài là Chu Nam hết thảy. Nguyên Hoàng nhắm mắt lại, đối cái kia mệnh bài truyền âm vài câu. Chỉ chốc lát sau, tự nhận được Chu Nam hồi phục, mở mắt ra, đối mọi người nhàn nhạt nói. Chu Nam không có ra tay, là bạch một bằng thực lực bản thân, cướp đoạt động phủ. Nguyên Hoàng nói giải thích tự nhiên có thể làm cho đại đa số lão quái tính phục. Nhưng cũng có một số người xem thường nói, Bạch Mục chỉ là vấn hư tu sĩ, bằng thực lực bản thân, làm sao có thể chiến thắng quy nguyên thái hư. Thanh âm này tự nhiên không gạt được nguyên hoàng thần niệm. Nguyên hoàng lộ ra vẻ phức tạp, Chu Nam nói cho hắn biết lời nói. Liền hắn cũng có chút khó có thể tin. Nhưng bây giờ, nhất định muốn báo cho mọi người, động viên quần tu hắn không phải vấn hư hắn là toái hư bạch một tu vi là toái hư nhất trọng thiên cái gì nguyên hoàng lời nói để vô số lão quái sắc mặt đột biến toái hư toái hư không nghĩ tới không có danh tiếng gì bạch một càng là đường đường toái hư cường giả cái kia từng bị bạch vũ tộc trục xuất rác rưởi bây giờ càng thành một tên toái hư lão quái bạch một là toái hư làm sao có khả năng điều này sao có thể viên thông đạo tâm chính tu bổ đến thời khắc mấu chốt đột nhiên nghe được tin tức này lập tức sắc mặt khó nhìn lên hắn vốn cũng không tin ninh phàm sẽ là một cái vấn hư tu sĩ không có vấn hư tu sĩ có thể chiến bại hắn nhưng hắn càng không tin hơn ninh phàm sẽ là một cái toái hư lão quái yêu giới tuy có mấy trăm toái hư nhưng người nào toái hư không phải danh chấn nhân vật trong thiên hạ hắn là quy nguyên tu sĩ khoảng cách toái hư chỉ kém một đường nhưng này một đường đối với hắn mà nói lại rất khó vượt qua toái hư là toái hư bên dưới tu sĩ chỉ có thể nhìn mà thèm núi cao khó mà vượt qua toàn bộ yêu giới luyện hư cường giả có mấy vạn nhiều nhưng có thể đột phá toái hư cũng chỉ có cái kia số ít mấy trăm người mà thôi bạch một sao có thể là toái hư tu vi, ta không tin. Không tin, cũng không phải chỉ có viên thông một người, không ít tu sĩ đều nắm thái độ hoài nghi, không tin. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại không phải do bọn hắn không tin. Tầng 98 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, bạch một. Tầng 97 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, bạch một. Tầng 96 động phủ đổi chủ, chiếm lĩnh người, bạch một bạch một danh tự không ngừng xuất hiện tại trên yêu bia, đem vốn có động phủ chủ nhân thay thế đi, sau đó lại biến mất, lại xuất hiện, lại thay thế một người. Tên của hắn một mực xuất hiện đến thứ 47 tên vị trí, mới tạm thời dừng lại, không lại biến mất. Hắn tại trong thời gian ngắn ngủi, từ tầng 100 sông đến 47 tầng, bại tận hết thảy quy nguyên. Thời khắc này, lại không người hoài nghi ninh phàm có toái hư nhất trọng thiên tu vi không có mạnh mẽ như vậy tu vi, ai có thể liên tiếp đánh bại trăm tầng đầu hết thảy quy nguyên cường giả. Ồ, không nghĩ tới lần so tài này bên trong, còn ẩn tàng cường giả như vậy. Bạch một sao. Hồ Hoàng yêu mị nở nụ cười. Ồ, bổn hoàng coi trọng bộ kia đỉnh lô, chính là bạch một. Hắn là toái hư. A à a, à, được, lần này, càng được rồi hơn xà hoàng mắt hạnh bên trong hàng mang lóe lên, hướng bên người nhìn tới. Tại nàng bên người phương hướng, đang có người lấy ra một cái thẻ ngọc, khắc ấn có ninh phàm giờ phút này dung mạo. Người kia đem thẻ ngọc đè nát, ở trong không khí hiện ra quang ảnh. Đem ninh phàm dung mạo biểu diễn cho mọi người thấy. Bạch một sao. Có người nói người này cốt linh vẫn chưa tới vạn năm. Thanh Hoàng cầm trong tay một phần tình báo thẻ ngọc, là vừa vặn khiến thủ hạ sưu tập mà tới. Ninh Phạm mới vừa ăn vào dịch tướng đang lúc, tướng Cốt Linh ngụy Trang thành 20.000 năm. Tại ngụy Trang thành vấn hư tu vi lúc, Cốt Linh tự nhiên thoáng cải biến, đổi thành 6.000 năm. Dù sao không có cái nào vấn hư tu sĩ có thể sống 20.000 năm. Thanh Hoàng lời vừa nói ra, lập tức gây nên vô số người khiếp sợ. Cái kia bạch một cốt linh không tới vạn năm, liền tu luyện đến toái hư cảnh giới điều này sao có thể chẳng lẽ người này không những không phải trong truyền thuyết bạch vũ tộc rác rưởi ngược lại là yêu giới mười vạn năm nhất ngộ thiên tài hay sao phí lời có thể tu luyện đến toái hư cảnh giới làm sao là rác rưởi hay là này bạch một lúc trước thanh danh lan tạ thực lực nhỏ yếu đều là hắn giấu tài ngụy trang mà thôi mà hắn bị trục xuất bạch vũ tộc khả năng cũng là cố ý hành động. Là muốn phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt, lặng lẽ toái hư sao. 6.000 năm cốt linh tuy là giả dối, nhưng Ninh Phàm Tư chất nghịch thiên một chuyện. Cũng không phải làm bộ. Ninh Phàm chân thực cốt linh chỉ có ngàn năm mà thôi, so với 6.000 năm ít hơn. Hắn lấy hai tay của mình, đoạt lại vô số cơ duyên, khiến ngàn năm toái hư truyền thuyết trở thành hiện thực việc này người bên ngoài là không thể nào biết được như biết được chắc chắn càng thêm chấn động nguyên hoàng ánh mắt lấp lóe đối ninh phàm cách nhìn dần dần có thay đổi hắn vốn cho rằng ninh phàm thanh danh lan tạ không phải chính mình nữ nhi lương phối bây giờ xem ra ninh phàm thanh danh lan tạ nhỏ yếu không thể tả cũng có thể chỉ là ngụy trang mà thôi hay là để bạch một làm tử tâm đạo lữ sẽ là cái lựa chọn không tồi nguyên hoàng ở trong lòng tự hỏi nói một bên viên thông tại vững tin ninh phàm là toái hư tu sĩ sau một cái nghịch huyết trực tiếp phun ra ngoài nguyên bản chữa trị một chút đạo tâm lần nữa phá nát hắn là toái hư viên thông trong lòng bay lên nồng nặc cảm giác bị thất bại nếu không mượn sư tôn tay hắn căn bản không có cùng ninh phàm là địch tư cách a thông không nên tự hủy đạo tâm nhớ kỹ, bạch một không có sao ghê gớm, hắn coi như là toái hư, hắn cho dù mọi thứ vượt qua ngươi. Nhưng có như thế, không phải ngươi có thể so với. Nhớ kỹ, sư phụ của ngươi là đời này yêu hoàng người thứ nhất. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vi sư lại có thể giúp ngươi. Đưa hắn diệt trừ. Viên hoàng ánh mắt tránh qua một tia sát cơ. Hắn không ngừng làm thấp đi ninh phàm, cũng không phải xem thường ninh phàm chỉ là muốn thông qua phương thức này để viên thông tái tạo tự tin viên điện thần thông đều tại một cái chiến ý bên trên nếu mất tự tin liền mất dũng khí khiêu chiến tại sao chiến ý đại đạo tự hủy viên thông là viên hoàng vừa ý nhất đệ tử viên thông cuồng ngạo hung hăng bá đạo tự cho mình siêu phàm là tu luyện viên điện công pháp ứng cử viên phù hợp nhất như Viên Thông chưa từng gặp phải Ninh Phàm, Như Viên Thông có thể một đường cuồng ngạo bá đạo tiếp tục đánh, thắng đi xuống. Mà hắn đời này thành tựu cũng sẽ không thấp hơn các đời viên hoàng. Dù như thế nào, vi sư sẽ giúp ngươi lấy người này tính mạng, người này một ngày bất tử, ngươi đạo tâm một ngày không cách nào chữa trị, cuối cùng rồi sẽ lưu lại người này âm ảnh. Bạch một sao, hừ. Bất luận ai động thủ trước, chỉ cần ngươi tổn thương ta đồ liền đáng chết. Viên hoàng lộ ra cực kỳ bá đạo ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là chờ, chờ thi đấu kết thúc, chờ ninh phàm đi ra, đem tru diệt. Viên hoàng nhắm mắt lại, nếu không chuẩn bị quan tâm yêu bia. Dưới cái nhìn của hắn, ninh phàm mặc dù là toái hư nhất trọng thiên tu vi, cũng chung quy muốn dừng bước tại 47 tầng. Xuống chút nữa, tọa trấn động phủ nhưng cũng là toái hư cường giả. Ninh Phàm chỉ là toái nhất, là toái hư cửu trọng thiên bên trong thấp nhất cảnh giới. Theo lý thuyết, Ninh Phàm hơn nữa sẽ không không biết phân biệt, tiếp tục đi khiêu chiến cái khác toái hư tu sĩ. Không cần nhìn, người này nhất định dừng bước tại 47 tầng. Viên Hoàng vừa dứt lời, đột nhiên không thể tin mở hai mắt ra. Đã thấy trên yêu bia, bạch một hai chữ dần dần nhạt đi, cuối cùng không thể gặp lại. Chỉ chốc lát sau, tầng 46 vị trí, bắt yêu hải toái nhất tán tu kim quan tử danh tự, bị bạch một hai chữ thay thế. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Ninh Phàm liền đánh bại cùng là toái hư nhất trọng thiên kim quan tử, đoạt động phủ. Điều này sao có thể? 45 tầng, 44 tầng, 43 tầng. Mãi cho đến tầng 30. Từng cái toái hư nhất trọng thiên lão quái, không người là Ninh Phàm chống lại chi địch, toàn bộ bị khoảnh khắc đánh bại. Mà Ninh Phạm Danh tự không ngừng thay đổi vị trí, một đường lên cao đến yêu bi người thứ 30. Bạch một tiền bối, lại có toái nhất cảnh giới thực lực vô địch. Vô số tu sĩ cấp thấp kinh hô. Thăng tiên tháp, tầng 30. Ninh Phạm thu hồi hạ hoàng kiếm, đi vào tầng 30 động phủ, không có vội vã ở đây tầng cảm ngộ, ngược lại trước tiên ăn vào một chút đan dược, điều tức nỗ lực khôi phục một ít pháp lực. Đối với hắn mà nói, liên tiếp đánh bại quy nguyên tu sĩ dễ như ăn cháo, liên tiếp đánh bại toái hư nhất trọng thiên tu sĩ cũng không khó, lại muốn tiêu hao không nhỏ pháp lực. Hạ hoàng kiếm nơi tay, Ninh Phàm chỉ cần thôi thúc ba phần ánh kiếm, liền có thể kinh sợ thối lui bất kỳ tọa trấn động phủ toái nhất lão quái. Tự tầng 30 trở xuống, ít nhất đều là toái hư tầng 2 lão quái tọa trấn, đã không thể kinh thường. Ninh Phàm nếu muốn một đường mà xuống, liền không thể có bất kỳ khinh thường nào, trước hết hảo hảo điều tức một phen. Hắn cũng không biết, ngoại giới bởi vì hắn một người nháo lật trời. Hắn cũng không biết, cùng nhau đi tới, từng tầng từng tầng lão quái đều tại than thở, bị đã kích lớn. Từ 500 tầng bắt đầu, một đường đến 31 tầng, những kia bị đoạt đi động phủ lão quái, thấy Ninh Phàm cũng không lâu chiếm động phủ ý tứ, cuối cùng lại hôi lưu lưu chạy về đến, lặng lẽ chiếm về động phủ. Nhưng bị ninh phàm đánh bại một chuyện, lại là đời này đều không thể tiêu tan. Đặc biệt là những kia tự cao tự đại toái hư nhất trọng thiên lão quái nhóm, dùng dập bị ninh phàm một kiếm đánh bại, trong lòng khó tránh khỏi rơi xuống một chút âm ảnh. Cùng là toái hư nhất trọng thiên tu vi, bọn hắn càng yếu ninh phàm nhiều như vậy. Không so được, không so được a à. Ai nói bạch một là rác rưởi tới, một kiếm kia hắn rõ ràng không có xuất toàn lực, nếu là toàn lực hành động, chỉ sợ coi như là toái nhị lão quái, cũng không đón được a. À. Thăng tiên tháp tầng 46, kim quang tử trở về động phủ, một mặt điều tức thổ nạp, một mặt thở dài liên tục. Tự hắn như vậy thở dài không ngừng, còn có không ít người. Chu Nam đi theo ninh phàm phía sau, ánh mắt cũng là càng ngày càng chấn động. Khi Ninh Phàm cầm trong tay hạ hoàng kiếm thời gian, chính là hắn đường đường toái hư tầng 4 tu vi, đều từ ánh kiếm bên trong cảm thấy một chút uy hiếp. Người này thực lực, tự hồ còn tại lão phu mong muốn bên trên, hay là sẽ không dừng bước tại tầng 30 cũng chưa biết chừng. Chu Nam mới vừa nghĩ như vậy, đã thấy Ninh Phàm đã điều tức xong xuôi, tại động phủ bên trong hoàn thành cảm ngộ, cũng hướng về thứ 29 tầng bỏ chạy. Quả nhiên, hắn còn muốn khiêu chiến toái nhị tu sĩ. Chu Nam ánh mắt sáng ngời. Toái hư cảnh giới đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại trừ số ít nghịch thiên hạng người, rất ít người có thể vượt cấp thủ thắng. Coi như là toái nhất bên trong vô địch tu sĩ, cũng rất khó chiến thắng phổ thông toái nhị tu sĩ. Chu Nam rất muốn nhìn xem, Ninh Phàm đến tột cùng có thể không bằng toái hư nhất trọng thiên tu vi, tiếp tục tại thăng tiên tháp một đường quét ngang đi xuống. Thăng tiên tháp, tầng 35 Vân U một sắc mặt hết sức phức tạp. Khi thấy hạ hoàng kiếm trong nháy mắt, hắn cuối cùng đã rõ ràng, chính mình tại sao lại đối bạch một có quen thuộc như thế cảm giác. Cái kia ở đâu là cái gì bạch một a? À? Rõ ràng chính là ninh phàm. Gián dấp có thể ngụy trang, khí tức có thể thay đổi, tu vi có thể bị đặt, chỉ có cái kia hạ hoàng kiếm, làm thế nào cũng không khả năng có giống nhau như đúc chui thứ hai đi chém giết Lan Lan Vương, Ninh Phàm dùng là hạ hoàng kiếm. Cùng Vân Tiêu Tương một trận chiến, Ninh Phàm đồng dạng sử dụng hạ hoàng kiếm. Vân U một khoảng cách gần gặp kiếm này hai lần, tuyệt đối không thể nhận sai, kiếm này vẫn cho hắn một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Bạch Một chính là Ninh Phàm, Ninh Phàm chính là Bạch Một. Vũ Hoàng Ninh Phàm dĩ nhiên lẻn vào yêu giới rồi, hắn chính là thần hư các thiếu chủ tìm thấy giúp đỡ một trong sao như có thể thật muốn nói cho hà đạo tử người này không thể khinh thường đáng tiếc ta không thể nói không thể nói cho bất luận người nào ninh phàm thân phận vân u mục cười khổ một tiếng hắn không khỏi hồi tưởng lại ninh phàm đến giang động phủ này thời gian cái kia tràn ngập thâm ý nở nụ cười lấy vân u mục lòng dạ tự nhiên có thể nhìn ra ninh phàm là cố ý để cho mình biết được hắn thân phận Ninh Phàm liệu định, Vân U Mục định không dám đem tiết lộ thân phận ra ngoài. Dù sao Ninh Phàm đã đối Vân U Mục gieo yêu cấm, có thể tùy ý trưởng khống Vân U Mục sinh tử. Như Ninh Phàm gặp nạn chết rồi, bị gieo xuống yêu cấm Vân U Mục đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, chủ chết nô diệt. Như Vân U Mục làm tức giận Ninh Phàm, Ninh Phàm chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể lấy Vân U Mục tính mạng. Liền phụ hoàng đều không hắn đối thủ. Hà Thế Tu, e sợ không hắn chi địch. Thăng Tiên Tháp, tầng 29 Tọa trấn tầng này động phủ, là Mạc Dương một tộc tộc trưởng, Mạc Thiên Quân. Người này khoác da dê áo khoác, đầu sinh hai đạo sừng cong, râu bạc trắng chấm đất, đóng chặt. Đang tại động phủ bên trong điều tức. Hắn có toái hư tầng hai tu vi, càng đồng thời tinh thông hóa thân, trúc hồn hai đại toái hư thần thông hắn mạc dương hóa thân cực kỳ khó chơi, có hút người khác yêu lực quỷ dị năng lực. Hắn trừ hồn chi thuật trình độ không cao, nhưng là có thể tăng lên gần một thành yêu lực. Nếu không phải biết hắn nội tình toái nhị tu sĩ, thường thường sẽ bị hắn rút khô yêu lực, thông dong đánh bại. Người này tại toái hư tầng hai bên trong, ngược lại cũng không phải người yếu. Khoảng cách thi đấu kết thúc. Còn có không tới bốn canh giờ. Đáng tiếc, lão phu thực lực không đủ để cướp đoạt 20 tầng đầu động phủ, xem ra cùng Nguyên Thanh đang vô duyên. Chính thở dài ở giữa, Mạc Thiên Quân đột nhiên dương đôi mắt, lộ ra ánh mắt bén nhọn. Sau đó, hơi kinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ! Kẻ này là ai? Bằng toái hư nhất trọng thiên tu vi, liền muốn đến đoạt động phủ của lão phu sao? Yêu giới bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái toái nhất tu sĩ, còn chưa từng người dám miệt thị lão phu như vậy mạc thiên quân sắc mặt âm trầm quanh thân bỗng nhiên hóa thành một tia sáng trắng nháy mắt bay ra động phủ xuất hiện tại động phủ ở ngoài rộng lớn trong hoang mạc hắn già nua mà vẫn đục ánh mắt cắt gao nhìn ngay phía trước tại cái hướng kia một tên thanh niên áo trắng đi nghiêm chạy bộ đến mỗi một bước đều tại ấp ủ khí thế bạch vũ tộc bạch mộc thanh niên nhàn nhạt báo ra tên của mình, không có bất kỳ phí lời. Hắn một mắt liền nhìn ra, trước mắt Mạc Thiên Quân là một cái tự cho mình cực cao lão quái, tuyệt sẽ không dễ dàng nhường ra động phủ, chỉ có một trận chiến đoạt. Mạc Dương Tộc Mạc Thiên Quân Mạc Thiên Quân đồng dạng không nói nhảm ý tứ. Tại báo ra danh hào sau, Mạc Thiên Quân bỗng nhiên hơi lắc người, biến ảo ra Mạc Dương hóa thân đến hắn thân thân thể thoáng cất cao, áo bào biến mất, cả người mọc ra như yêu thú bình thường màu xám da lông. Hóa thân chi thuật sao? Ninh phàm ánh mắt hơi rùng mình. Hắn chỉ liếc, liền nhìn ra này Mạc Dương hóa thân có chút quỷ dị, cụ thể làm sao lại không nói ra được. Ngược lại là phải cẩn thận đối phó rồi. Trong lòng đã bay lên hoàn toàn lòng đề phòng. Lưu tâm bốn phía tất cả biến hóa. Trúc hồn, Mạc Thiên Quân một trảo chụp vào đại địa, từ trong mặt đất rút ra địa hồn, nuốt vào. Tại nuốt vào địa hồn sau, hắn yêu lực lập tức tăng lên hơn một thành. Khí tức tăng cường không ít. Hư thuật, thôn dương. Mạc Thiên Quân ánh mắt đột nhiên ác liệt, mười ngón bấm quyết, sau lưng xuất hiện một cái to lớn sừng tím dê ảnh. Mà trong nháy mắt, toàn bộ động thiên đại địa cũng bắt đầu quỷ dị chấn động lên vô số ngọ ngoại màu trắng sợi tơ, đột nhiên đâm thủng đại địa, hướng ninh phàm cuốn tới. Cái kia bạch tuyến động tác cực nhanh, càng sẽ thuấn di, ninh phàm vội vã nhất độn, chạy trốn nguyên chỗ. Khi xuất hiện tại trời cao bên trên lúc, vẫn là bị một ít bạch tuyến cuốn lấy tay chân. Đang bị bạch tuyến cuốn lấy tay chân trong nháy mắt, ninh phàm lập tức cảm nhận được, pháp lực của mình bắt đầu nhanh chóng trôi qua, là bị bạch tuyến cho hút đi rồi. Nuốt, nuốt, nuốt. Mạc thiên quân lộ ra khá là ánh mắt đắc ý, bất kỳ toái nhất tu sĩ, chỉ cần bị hắn mạc dương chi tuyến cuốn lấy, liền lại khó thoát độn, cuối cùng đều bị hút hết yêu lực. Tuyến này không sợ phổ thông đao kiếm chém vào, không sợ phổ thông linh hỏa đốt cháy, bình thường thủ đoạn là phá không xong tuyến này. Đáng tiếc mạc thiên quân cũng không biết, không bình thường thủ đoạn sao, nên phàm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mạch dương tộc trấn tộc bí thuật Thông dương chi thuật sao lặng yên theo tới chu nam nhẹ nhàng thở dài hắn lúc còn trẻ từng cùng mạch dương tộc người giao chiến ở đây thuật trên ăn qua không ít vị đắng như bạch một ứng phó không được thuật này lão phu liền ra tay trợ giúp hắn chu nam trong lòng mới mọc lên ý niệm như vậy tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên sáng mắt lên đây là thật mạnh hỏa diễm mà ngay cả mạc dương chi tuyến cũng có thể đốt diệt. Đã thấy bị bạch tuyến cuốn lấy ninh phàm, quanh thân đột nhiên thiêu đốt lên lên xung thiên hắc sắc ma hỏa. Này hắc sắc ma hỏa cấp bậc, rõ ràng đã đạt đến cấp 7 thượng phẩm cấp bậc. Đây là 24 loại thiên sương địa hỏa dung hợp mà thành hỏa diễm, cũng sáp nhập vào không ít cái khác linh hỏa hàng khí. Hỏa này cấp bậc, có một không hai vũ giới, tuy nói không hẳn có một không hai yêu giới, nhưng cũng nhưng tại yêu giới đứng hàng ba vị trí đầu hàng ngũ. Lấy Chu Nam nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được hỏa này cũng không phải hắn chỗ nhận thức bất kỳ hỏa diễm. Nói như thế, hỏa này hẳn là ninh phàm lấy đặc thù công pháp tu ra đặc thù hỏa diễm rồi. Đốt. Ninh phàm chỉ một chữ đọc lên, hắc hỏa lập tức từ trong cơ thể phát tiết ra, tại hoang mạc bên trên đốt cháy mấy vạn dặm, biển lửa ngất trời. Vô số mạc dương chi tuyến toàn bộ tại hắc hỏa bên trong đốt thành tro bụi. Lấy ninh phàm bây giờ tu vi vận dụng âm dương hỏa, bình thường toái nhị tu sĩ căn bản không hắn địch thủ. Như ninh phàm tu vi mạnh hơn mấy cảnh giới, đạt đến toái hư tầng 4 cảnh giới, trưởng ngự hỏa này, có thể trực tiếp bằng hỏa này ngang hàng vũ hoàng. Thật mạnh hỏa diễm. Chẳng trách người này tuy là toái nhất cảnh giới, lại dám đến đoạt ta động phủ, nguyên lai là có chỗ dựa dẫm bất quá lão phu nhân cũng có biện pháp phá ngươi hỏa diễm thôn hỏa hồ lô thu mạc thiên quân không nói hai lời tế lên một cái hỏa hồng hồ lô này hồ lô một khi tế lên lập tức đem cuồn cuộn hỏa diễm thu nhập trong đó kéo dài toàn bộ động thiên biển lửa dần dần bắt đầu yếu bớt ninh phàm ánh mắt hướng thôn hỏa hồ lô nhìn lướt qua này hồ lô là một kiện tiên hư trung phẩm pháp bảo mang vào khắc hỏa thần thông lấy toái hư nhất trọng thiên tu vi triển khai ma hỏa, là đánh không lại này hồ lô uy năng. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, quanh thân hắc khí quấn quanh, một bước bước ra. Hóa thành hắc y thân. Thần niệm chưa nhập toái hư tầng 2, nên phàm biến ảo hóa thân, đối tu vi tăng cường không giống lúc trước to lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hắn lần nữa bấm tay một điểm, điểm vỡ thành mảnh hư không, năm ngón tay vồ lấy đem hư không chi hồn rút ra nuốt vào trong bụng trong nháy mắt hắn toái hư nhất trọng thiên khí thế cấp tốc tăng lên đột phá toái nhị cảnh giới cũng hướng về toái nhị đỉnh cao bước vào vẫn là chỉ kém một đường mới có thể bước vào toái tam vẫn là không cách nào mượn này hai đại thần thông phá vào toái tam cảnh giới sao bất quá đối phó người này đã đủ rồi đốt ninh phàm giờ phút này khí tức so với mạc thiên quân khí tức càng mạnh mẽ hơn. Hắn chỉ quyết nhất biến, những kia bị hút vào trong hồ lô ma hỏa lập tức bắt đầu cùng bạo, cực lực đốt cháy thôn hỏa hồ lô. Theo người thi thuật khí tức tăng cường, những này ma hỏa uy lực tự nhiên cũng tăng lên trên diện rộng. Một hơi đi qua, thôn hỏa hồ lô thật giống như bị nung đỏ khối thép như vậy, hồng mang chói mắt. Hai hơi đi qua, thôn hỏa hồ lô bắt đầu xì xì vang vọng vẫn chưa nhẹ nhẹ tiếng nổ tung. Ba hơi. Cái kia thôn hỏa hồ lô đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Tại vỡ vụn trong nháy mắt, hắc hỏa hóa thành hỏa long từ hồ lô trong vết nứt bay ra. Đem hồ lô hài cốt sinh sinh đốt làm cho bụi. Hồ lô, hồ lô của ta. Mạc thiên quân sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn không ngờ được ninh phàm đồng dạng tinh thông hóa thân, trừ hồn thuật hắn càng không ngờ được, Ninh Phàm càng hợp rút hư không hồn, thuật này trình độ càng ở trên hắn. Hắn đến không kịp tiến hành càng nhiều suy nghĩ, bởi vì theo Ninh Phàm chỉ tay, chính cái màu đen hỏa long đã loạn thiên động địa, gào thét kéo tới. Đạo hữu thu tay lại, lão phu chịu thua. Mặt thiên quân đâu còn chú ý phải đến quảng hồ lô, trực tiếp mượn cái động thổ, chạy mất dép, không dám cứng rắn chống đỡ chính cái hỏa long công kích dù là thoát được vội vàng, vẫn là rơi xuống không ít tổn thương. Đây là ninh phàm hạ thủ lưu tình, nếu không như thế, Mạc Thiên Quân ít nhất cũng bị ninh phàm toàn lực thi triển âm dương hỏa trọng thương. Thấy Mạc Thiên Quân bỏ chạy, ninh phàm cũng không đuổi theo, thu hồi ma hỏa, đi vào động phủ bên trong, mượn Nguyên Hoàng Ngọc quan sát trong động phủ này đạo ngộ. Nguyên thần trên sinh tử đạo văn, đã có đầy đủ 471 đạo. Theo đạo ngộ càng ngày càng sâu, bình thường đạo ngộ thì không cách nào tăng cường đạo văn số lượng. Cũng may thăng tiên tháp thiết kế, vốn là một tầng so với một tầng đạo ngộ sâu sắc. Như thế, đi đến này 500 tầng động phủ, nhất định có thể khiến đạo văn số lượng đột phá 500. Hắn càng nhanh chóng như vậy liền thủ thắng. Chu Nam ánh mắt chấn động. Dưới cái nhìn của hắn, triển khai trúc hồn, hóa thân thần thông Ninh Phàm chính là cùng toái tam lão quái một trận chiến cũng chưa chắc sẽ bại. Hay là Ninh Phàm có thể tranh đến 20 tầng đầu động phủ cũng chưa biết chừng. Như lão phu chỉ là toái tam cảnh giới, chưa chắc là người này đối thủ. Dùng này suy đoán, người này hay là thật có thể giết vào 20 tầng đầu. Xem xong đạo ngộ, Ninh Phàm cũng không ở lâu, động quan lóe lên, hướng 28 tầng bay đi. Lấy âm dương hỏa tấn công địch, hơi có chút hao tổn pháp lực, nếu chỉ là một trận chiến thì cũng thôi đi, như loại này xa luân chiến trường hợp, cũng không thích hợp tiếp tục vận dụng âm dương hỏa. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra hạ hoàng kiếm. Thân kiếm lạnh lẽo, cũng nhẹ nhàng truyền ra năm người tiếng tim đập. Đó là năm cái kiếm linh tiểu nha đầu tiếng tim đập, chính ẩn thân ở trong kiếm, nỗ lực trợ Ninh Phàm trưởng ngự kiếm này. Đi ra đi, bây giờ ta có thể từ cho trưởng ngự kiếm này. Từ hôm nay trở đi, không cần các ngươi vào ở thân kiếm bên trong rồi. Ninh Phàm hơi có đau lòng nói. Hắn biết, lấy năm kiếm linh tu vi, trưởng khống kiếm này trên thực tế thập phần không dễ, là một cái khổ hoạt, việc cực. Lúc trước là không có cách nào, không thể không đem này khổ hoạt việc cực giao cho năm cái tiểu nha đầu. Bây giờ Ninh Phàm sức chiến đấu toàn bộ triển khai, càng tu ra hạ hoàng kiếm kiếm ý dù cho không có năm kiếm linh trợ giúp cũng có thể thông dong ngự kiếm nếu như thế cũng không cần để năm kiếm linh bị liên lụy rồi ô a à. tiểu phàm phàm không nên tinh tinh á tinh tinh thật đau lòng kiếm linh thứ nhất nước mắt chạy rời đi thân kiếm chạy về túi kiếm bên trong ô a à. tiểu phàm phàm không nên mạc mạc á mạc mạc so với tinh tinh càng thương tâm kiếm linh thứ hai nước mắt chạy địa trở về túi kiếm. Ô à. Tiểu phàm phàm không nên thủy thủy á, thủy thủy không với ngươi được rồi. Hừ hừ. Kiếm linh thứ ba nước mắt chạy mà quay về. Ô à. Tiểu phàm phàm không nên hoa hoa á, hoa hoa cũng không tiếp tục với ngươi làm như vậy chuyện như vậy rồi. Kiếm linh thứ tư ăn nói linh tinh địa chạy về túi kiếm, nàng có vẻ như cái gì cũng không cùng ninh phàm từng làm. Ô. 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 Nhóc nói lắp nửa điểm nghẹn không xong một câu nói, cấp khóc. Nước mắt chạy mà quay về. Túi kiếm bên trong, truyền ra năm cái tiểu nha đầu không cầm được tiếng khóc. Ninh Phàm thu lại động quang, cảm thấy nhức đầu xoa xoa đầu. Hắn chỉ là muốn để năm kiếm linh nghỉ ngơi một chút, năm kiếm linh tự hồ hiểu lầm hắn muốn vứt bỏ các nàng. Này năm cái tiểu nha đầu là pha lê tâm sao, như thế dễ vỡ. Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Ninh Phàm bất đắc dĩ giải thích một câu. Tiểu hài đều là cần hống. Thực sự sao? Tiếng khóc liền ngưng, đám tiểu nha đầu lại trở nên hoạt bát lên. Thật sự. Các ngươi ngủ một lát nhi có được hay không? Đừng nháo. Ninh Phàm một câu mệnh lệnh ra đạt, năm cái tiểu lãm nhảm lập tức ngoan ngoãn tâm miệng, lăn đi ngủ trấn an năm cái tiểu nha đầu, Ninh Phàm tiếp tục hướng 28 tầng bay đi. Tọa trấn 28 tầng là một người khoác áo cà sa yêu tăng lão giả. Người này là một cái thiền tu, mà thiền tu lại có rất nhiều chủng loại. Có người rèn luyện thân thể, lực có thể địch thần ma. Có người rèn luyện thần thông. Tu di phá vạn pháp. Đương nhiên, cũng có như người này như vậy, tu kiếm bên trong nghiệp chướng yêu tăng này trên gối để đó một thanh huyết hồng phi kiếm. Hắn nhắm mắt nhập định, tâm như chỉ thủy, nhưng mỗi một khắc, lại đột nhiên dương đôi mắt, mắt lộ ra hào quang đỏ ngào, dùng thanh âm khàn khàn lạnh giọng khen. Thật nặng hung khí. Thật mạnh kiếm ý. Thật là lợi hại ma đầu. Yêu tăng rộng mở đứng dậy. Một tay một tay làm tạo thành chữ thập hình dáng, một tay sách ngược huyết kiếm, đi ra động phủ. Tại động phủ nơi cực xa, đồng dạng có một cái thanh niên áo đen, tay cầm một thanh hoàng kim kiếm, từng bước hướng về hắn đi tới. Thanh niên trong hai mắt, hung khí mạnh kinh thiên động địa. Thanh niên trên dưới quanh người. Kiếm ý mạnh chấn nhiếp nhân tâm. Thanh niên mỗi một bước đều đang ấp ủ kiếm thế, mỗi một bước cũng có thể tại đại địa phía trên bước ra kim sắc gần sóng. Đạo hữu muốn tới cướp ta động phủ sao? yêu tăng lạnh giọng hỏi. Là. Hắc y ninh phàm tiết ngữ như vàng. Trong mắt hung khí sơ lược tán, thay vào đó, là thuần túy cực điểm kiếm quang màu vàng. Chiến thắng ta, động phủ về ngươi. Yêu tăng từ ninh phàm trên người cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn tuy là toái hư tầng hai tu sĩ, nhưng giờ khắc này ninh phàm, khí tức còn thắng hắn, chỉ kém một tia, có thể vào toái tam. Như ngươi mong muốn. Ninh Phàm bước tiến dần trì hoãn, nhưng kiếm thế lại càng ngày càng mạnh. Hắn chính thử nghiệm đem chính mình thay vào đến vân thiên quyết thân phận bên trong. Trong đầu, thì nhiều lần quanh quẩn vạn kiếm thức vô cùng vô tận kiếm quyết. Vạn kiếm thức là toái hư kiếm thuật, là vân thiên quyết tam đại kiếm thuật một trong. Ninh Phàm đã là từ từ tu vi, đủ để triệt để phát huy vạn kiếm thức toàn bộ uy năng. Lấy hạ hoàng kiếm cùng với kiếm ý, phối hợp vạn kiếm thức, hắn có tự tin, một kiếm bại hết toái nhị quần tu. Không thể chờ rồi. Chờ hắn kiếm thế bay lên đến mạnh nhất, lão phu không phải bại không thể. Khuyết liên thức. Yêu tăng mạnh mẽ dơ kiếm, quanh thân màu máu kiếm ý tung bay, phía sau càng xuất hiện một tôn to lớn màu máu Bồ Tát huyển ảnh. Cái kia huyết Bồ Tát chân đạp huyết liên, kèm theo yêu tăng kiếm động, huyết liên bắt đầu từng mảng từng mảng héo tàn thường nhiều héo tàn một mảnh hoa sen yêu tăng ánh kiếm liền càng mạnh hơn một phần thời khắc này yêu tăng trên phi kiếm lập lòe đỏ thẩm hào quang đỏ ngào càng truyền ra từng tia một mùi máu tanh cùng hoa sen hương toàn bộ động thiên không gian đột nhiên rung lẫy bẫy tự hồ lập tức liền muốn tan vỡ bình thường yêu tăng bỗng nhiên tế lên huyết kiếm huyết kiếm bỗng nhiên hóa thành mấy trăm triệu đạo huyết quang từ đó tâm nổ tung dường như hoa sen nở rộ mấy trăm triệu đạo lăng lệ ánh kiếm đánh xuống dường như đem đem ninh phàm chém làm thịt nát ninh phàm thở dài có này yêu tăng cản trở hắn chung quy đạp không xong chín bước không cách nào đem kiếm thế tăng lên đến đỉnh cao cho dù như vậy kiếm này thức cũng đầy đủ một kiếm đánh bại yêu tăng này rồi ninh phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên cả người ở trong nháy mắt này giữa dường như hóa thành một thanh vạn cổ bất diệt kiếm hắn mạnh mẽ giương tay cầm trong tay hạ hoàng kiếm, hướng thiên chỉ tay. Chật. Một kiếm đánh xuống. Toàn bộ thế giới dường như bất động, dường như chỉ còn một kiếm này uy lực. Động thiên không gian bầu trời, thì trong nháy mắt, bị ánh kiếm nhuộm thành màu vàng ống. Kim sắc bầu trời. Đột nhiên như sau mưa như vậy, hạ xuống từ trên trời đếm mãi không hết kiếm quang màu vàng. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo một trăm ngàn đạo trăm vạn đạo ngàn vạn đạo cuối cùng ngàn vạn ánh kiếm lấy một phân bách hóa thành một tỷ mưa kiếm ninh phàm đem chính mình thay vào vân thiên quyết thân phận là muốn thể ngộ vạn kiếm quyết tinh tuỷ sau đó vứt bỏ vân thiên quyết kiếm thức chỉ chừa tinh tuỷ hóa vì mình vạn kiếm thức trên thực tế vân thiên quyết kiếm ma truyền thừa trong đó kiếm thức do không cùng người triển khai ra đều hẳn là bất đồng mới đúng. Lúc trước Ninh Phàm chỉ là tại không ngừng mô phỏng theo Vân Thiên Quyết kiếm thức mà thôi, nhưng này chung quy không phải Ninh Phàm kiếm thức của chính mình. Thời khắc này, Ninh Phàm mới coi như chân chính đem thuộc về mình vạn kiếm thức triển khai ra. Kiếm rơi. Toàn bộ thế giới phản phất yên tĩnh một mảnh, thành phiến huyết liên kiếm quan bị kim sắc mưa kiếm nhấn chìm, cắn nát. Kim sắc mưa kiếm chém ở trên mặt đất, đem toàn bộ động thiên hủy diệt thành một vùng phế tích, chỉ có động phủ chưa hủy. Yêu tăng lão giả phản phất có thể nghe được tiếng tim đập của mình, trong mắt chấn động không ngớt. Khi cái kia khuynh thiên lấp mặt đất kim sắc mưa kiếm chém xuống thời gian, hắn chỉ có thể thôi thúc huyết liên kiếm quan hộ thể. Này đầy trời mưa kiếm mang đến cho hắn cảm giác, quá mức nguy hiểm. Xì. Xì. Xì từng đạo từng đạo huyết liên kiếm quang bị phá. Vô số kim sắc mưa kiếm xuyên thấu yêu tăng thân thể, cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Ninh Phàm vẫn là hạ thủ lưu tình, bằng không dù cho kiếm thế chưa đến đỉnh cao, cũng đủ để một kiếm chém yêu tăng. Phốt Yêu tăng chấn động không ngớt nhìn Ninh Phàm một mắt, cười khổ một tiếng, té xỉu trên đất. Ninh Phàm không có nhìn thêm yêu tăng một mắt, cầm kiếm vào động phủ mấy chục giây sau, hướng về 27 tầng bay đi. Phía sau hắn, đi theo một tỷ đạo kim sắc mưa kiếm, khi tiến vào 27 tầng thời gian. Hầu như đem tọa trấn 27 tầng động phủ toái nhị lão quái hù chết. Thật mạnh ánh kiếm, ta không phải người này chi địch. Nhưng không đánh mà chạy, không phải ta lập thân chi nguyên tắc, trận chiến này, không tránh được. Tên này toái nhị lão quái cầm trong tay một thanh bảo phiến pháp bảo, giơ tay liền hướng bầu trời tế lên, hướng ninh phàm phủ đầu đánh rơi, mơ hồ có núi sông đập xuống tiếng. Này phiến tên là Sơn Hà phiến, cũng xem là tốt pháp bảo rồi, nhưng, không ngăn được một tỷ mưa kiếm. Ninh phàm phương bại yêu tăng lão giả, khiến kiếm thế đạt đến mạnh nhất. Hắn kim kiếm vung lên, cũng không thèm nhìn tới cái kia bảo phiến, dơ tay chính là một kiếm. Một kiếm. Vạn kiếm rơi mưa kiếm như thác nước, bảo phiến bất địch mưa kiếm, nhất thời nát tan, uy năng đều hủy. Mà tên kia toái nhị lão quái thì trực tiếp bị ninh phàm một kiếm quét xuống trên mặt đất, nửa quỳ dưới đất, cả người đẫm máu, nhưng cũng chưa chết là được rồi. Mưa kiếm rơi, động thiên bên trong đại địa còn tại thành phiến tan vỡ trong, vô số núi cao bị ánh kiếm sang thành bình địa. Toái nhị lão quái thở dài một tiếng, đứng lên, hướng ninh phàm hơi ôm quyền đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Sau đó không có bất kỳ dừng lại, hóa thành động quan hướng tầng khác bỏ chạy, lại là cũng không dám nữa cùng ninh phàm tranh cướp động phủ. Ngay cả là toái tam tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đỡ lấy người này một kiếm. Ta, không hắn đối thủ. Ai? 26 tầng, 25 tầng, 24 tầng, 23 tầng. Ninh phàm một đường mà xuống phàm là gặp phải toái nhị cảnh giới tu sĩ, đều một kiếm thất bại. Mỗi bại một người, hắn kiếm thế liền tăng cường một phần. Toái nhị cảnh giới bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Chân hắn đạp một tỷ mưa kiếm, cuối cùng đi ra 23 tầng động phủ, hướng 22 tầng bay đi. Tọa trấn 22 tầng, là một gã toái hư tam trọng thiên tu sĩ. Ninh Phàm biết mình thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào toái tam cuộc chiến, sẽ là khổ chiến. Thăng tiên tháp ở ngoài, khi bạch một tên xuất hiện tại yêu bia 23 vị thời gian, vô số tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Thăng tiên tháp bên trong toái nhị tu sĩ, đã bị ninh phàm một người bại hết. Mà ninh phàm, còn tại hướng về tầng 22 xuất phát, nỗ lực khiêu chiến toái tam tu sĩ. Bạch một lão tổ thật chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi sao. Vô số tu sĩ cấp thấp xưng hô bạch một, tự giác mang lên lão tổ hai chữ. Bọn hắn đã đối bạch một hai chữ lòng mang kính nể. Nguyên hoàng chư vị yêu hoàng, từng cái thần niệm tập trung vào yêu bia, muốn biết tầng 22 động phủ, có thể hay không đồng dạng đổi chủ. Bình thường dưới tình hình, toái hư nhất trọng thiên tu sĩ thì không cách nào cùng toái tam một trận chiến, nhưng ninh phàm thực lực đủ để quét ngang toái nhị cảnh giới, không hẳn tựu không thể chiến bại toái tam đi. Viên Hoàng cùng với mang tới mấy trăm cường giả, thì mỗi cái ánh mắt âm trầm. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Đàm tử tâm gặp đúng thời mà đi vào thiên nguyên thành Bắc, đi tới thăng tiên tháp bên dưới. Nàng chỉ hướng yêu bia liếc mắt nhìn, chỉ một thoáng, ngốc tại chỗ. 23 tầng Bạch một lại có lợi hại như vậy, có thể đoạt được tầng này động phủ. Chuyện này Điều này sao có thể? hắn không phải vấn hư tu sĩ sao, vì sao có thể đánh bại toái hư tu sĩ. Vị cô nương này tự hồ không biết đi, bạch một lão tổ cũng không phải vấn hư tu vi, mà là toái hư nhất trọng thiên cảnh giới, mà lại thực lực đó vô cùng mạnh mẽ, đủ để quét ngang toái nhị quần tu. Chật chật chật, sau ngày hôm nay, bạch một lão tổ sẽ làm danh chấn yêu giới. Một tên không biết đàm tử tâm thân phận tu sĩ cấp thấp, hướng về đàm tử tâm giải thích. Cái gì? Bạch Mộc càng là toái hư. Đàm tử tâm đầu tiên là hết sức chấn động, sau đó lộ ra vui mừng không nguôi vẻ mặt. Như Ninh Phàm thực sự là toái hư tu vi, như hắn quả nhiên nắm giữ khiến âm dương điều hòa năng lực, thì A công thương thế, chẳng những có thể triệt để chữa trị, liền ngay cả thành tiên, cũng sẽ thêm một phần hy vọng. Không biết chu bá bá điều tra như thế nào? Chỉ mong Bạch Mộc là người ta muốn tìm, chỉ mong tất cả như ta mong muốn ta thật sự không muốn xem a công chết ninh phàm biết mình điểm mấu chốt ở nơi nào hắn đánh bại vân tiêu tương dựa vào là lôi chấn tử oai hắn đánh bại đằng hoàng vũ hoàng miết hoàng vân sư tam giới tông chủ dựa vào cũng là ngoại vật lực lượng hắn thực lực chân thật có thể quét ngang toái nhị lại nhất định sẽ dừng bước tại toái tam cảnh giới đối mặt toái tam tu sĩ, Ninh Phàm có lực đánh một trận, thắng bại lại khó nói. Nếu có thể thắng, ta liền bằng thực lực một đường tiếp tục đánh. Nếu không thể thắng, ta ngay cả là mượn ngoại vật lực lượng, cũng phải đoạt được nơi đây hết thảy động phủ. Ninh Phàm chỉ quan tâm kết quả, quá trình làm sao, cũng không để ý. Chân hắn đạp một tỷ mưa kiếm, hướng tầng 22 bay đi. Tầng 22 động thiên, là cả một mảnh đại dương mênh mông, động phủ xây ở đáy biển. Tọa trấn tầng 22 động phủ, là một gã tu ra huyền vũ yêu huyết lão giả, nhân xưng đông lâm lão quái. Đây là một cái thân thể mập mạp lão giả, tướng mạo hơi có chút khôi hài, tại tranh cướp trước 20 tầng động phủ trong quá trình thoáng bị chút thương thế. Đây là một cái toái hư tam trọng thiên yêu tu, hắn huyền vũ yêu huyết sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ hắn chính khoanh chân chữa thương, đột nhiên dương đôi mắt, mắt lộ vẻ đạm mạc. Lại là đoạt phủ người sao? Đông lâm lão quái từ từ đứng lên, biểu hiện hơi có chút nghiêm nghị. Hắn đi ra động phủ, rẽ biển mà ra, đứng vững tại trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vẻ nghiêm túc càng sâu. Trời cao bên trên, một tên thanh niên áo đen chân đạp một tỷ ánh kiếm, như một đạo thế không thể đỡ lợi kiếm như vậy, xông thẳng mà tới lấy đông lâm lão quá nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, tên thanh niên này không thể khinh thường. Thanh niên trên người, kiếm thế quá mạnh mẽ. Thế kiếm kia, là một đường bại hết quần tu sau, tích lũy lên không thất bại thế. Người này rõ ràng chỉ là toái hư nhất trọng thiên tu vi, lại dựa vào hóa thân, trúc hồn hai đại thần thông, khiến khí tức vô hạn tiếp cận toái hư tam trọng thiên. Người này chân đạp một tỷ ánh kiếm, ánh kiếm này nếu là toàn bộ đánh hạ chính là lão phu cũng hơn nữa sẽ mệt mỏi ứng phó người này thực lực có thể so với toái tam tu sĩ như lão phu vẫn chưa bị thương cùng hắn giao thủ thắng bại hẳn là phân ra năm năm hiện nay lão phu phần thắng thì không đủ ba thành cho dù phần thắng không lớn lão phu cũng sẽ không dễ dàng nhường ra động phủ cường giả tự có cường giả ngông nghênh đông lâm lão quái mạo không kinh người. Nhưng làm người lại cực không chịu thua. Lão phu đông lâm, ngươi ra sao người? Đông lâm lão quái trầm giọng hỏi. Bạch vũ tộc, bạch mộc. Ninh phàm ở trên trời cao bỗng nhiên thu lại ánh kiếm, ánh mắt hướng xuống phía dưới trên mặt biển đông lâm lão quái quét đi. Này một ánh mắt ác liệt như kiếm, nếu là bình thường tu sĩ bị ánh mắt này đâm tới, chắc chắn sẽ thức hải đau nhất nhưng đông lâm lão quái là nhân vật bậc nào tự sẽ không kinh hải ninh phàm ánh mắt bạch đạo hữu là sao liền nhìn nhìn là lão phu lợi hại vẫn là bạch đạo hữu tăng thêm một bậc mau đông lâm lão quái không nói hai lời trực tiếp liền ném đi tay áo từ trong tay áo lấy ra một đạo màu thủy lam lệ mang đó là một thanh dài ba thước màu thủy lam thước bảo tên là phiên lãng xích là đông lâm lão quái bản mệnh phát bảo cũng là một kiện thần binh thái cổ. Này thước vừa ra, lập tức ở toàn bộ hải vực bên trên gợi ra ngập trời sóng lớn. Phiên lãng xích một khi lăn không, lập tức phân ra một triệu thước ảnh, hướng ninh phàm đánh tới. Này thước ảnh quả nhiên là lợi hại, chính là phổ thông toái tam tu sĩ, một cái sơ sẩy, đều sẽ bị phiên lãng xích đánh rơi đám mây. Da tróc thịt bông Lấy ninh phàm mang ma đỉnh cao, có thể so với niết bàn nhất trọng thiên thân thể, cũng không dám gắn đón đỡ này một thước. Ninh Phàm không nói hai lời, trường kiếm chỉ tay, một tỷ mưa kiếm lập tức hướng một triệu thước ảnh trảm đi. Mưa kiếm tuy nhiều, thước ảnh tuy ít, nhưng một phen đối oanh, lại là miễn cưỡng đánh cái hòa nhau. Một tỷ mưa kiếm cuốn ngược mà quay về. Một triệu thước ảnh cũng bị đẩy lui. Đông lâm lão quái cũng không nói nhiều, tự từ lâu ngờ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này hắn chỉ quyết nhất biến một triệu thức ảnh quy nhất ngưng tụ thành một đầu vạn trượng khoảng cách hàng băng huyền vũ bóng mờ huyền vũ há miệng hút vào cùng cuộn ánh kiếm tất cả đều bị nuốt vào miệng hắn vạn kiếm thức không phải là dễ dàng như vậy phá tan bạo ninh phàm một tay bấm quyết chỉ quyết nhất biến bị nuốt vào huyền vũ trong miệng ánh kiếm màu vàng ống Dùng dập nổ tung. Ánh kiếm bạo một phát, huyền vũ lập tức lộ ra vẻ thống khổ, kêu thảm một tiếng, bóng mờ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến trở về phiên lãng xích, từ trời cao rơi xuống, quy năng hơi tổn hại. Đông lâm lão quái ánh mắt chìm xuống, thu hồi phiên lãng xích, tiện đà lấy ra 7749 cái hàng mang lóe lên cờ phướng, toàn bộ tế hướng về trời cao. Tại tế lên rất nhiều cờ phướng trong nháy mắt, đông lâm lão quái đột nhiên bấm quyết, Ngữ khí thì cung kính nói, mời tổ linh. Tại hắn nói xong trong nháy mắt, 49 cái cờ phướng cùng nhau bắn ra từng đạo từng đạo hàng băng chi mang, hội tụ tại một chỗ, ngưng tụ thành một cái giáp đen cự nhân bóng mờ. Người khổng lồ kia không có miệng mũi, trên mặt chỉ sinh có một mắt. Thân thể hắn mập mạp, khí tức có thể so với toái tam, nhưng huyết mạch uy thế lại cực kỳ khủng bố. Hắn là Đông Lâm lão quái tổ tiên. Từ lâu mất đi, lại đem thần thông phong vào 49 cái cờ phướng bên trong, ban tặng hậu nhân. Lấy Đông Lâm lão quái tu vi, không cách nào mời ra cao hơn tự thân tu vi tổ linh tấn công địch. Nhưng này tổ linh huyết mạch uy thế chính là đường đường vương huyết, là một gã vương tộc huyền vũ. Chỉ dựa vào một thân vương huyết quai, liền có thể kinh sợ thối lui phổ thông yêu tu. Người khổng lồ kia bóng mờ cũng bất động tay, chỉ là đứng chắp tay một mắt coi rẻ ninh phàm. Bỗng nhiên, hắn một mắt bên trong hàng mang lóe lên, mà một luồng khuynh thiên lấp mặt đất vương huyết uy thế, tại toàn bộ động thiên bên trong đè xuống. Đông lâm lão quái mắt lộ ra vẻ kính sợ, tu ra vương huyết, là hắn đời này theo đuổi, nhưng hắn biết, chính mình quá nữa là tu không ra. Này bạch một thực lực không yếu, nhưng không hẳn chống đỡ được vương huyết quay áp chế, hơn nữa phải bị một ít thương thế. Đông Lâm lão quái như thế suy tư, tiếp theo một cái chớp mắt, lại nhìn thấy làm hắn khó có thể tin một màn. Đã thấy bị Vương Huyết quay mạnh mẽ áp chế Ninh Phàm, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt trái lập lòe ra một luồng tà ác tím đen chi mang, cùng cái kia giáp đen người khổng lồ ánh mắt tụ hợp. Tại hai người ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt, giáp đen cự nhân một mắt bên trong đột nhiên lộ ra cực độ vẻ kính sợ. Chỉ một ánh mắt Tự nhân vương tộc huyền vũ uy ép càng dồn dập tan vỡ, vừa ra là không thể ngăn cản. Hắn người khổng lồ bóng mờ càng là tiện đà vỡ thành từng mảng từng mảng mảnh vỡ, 49 cái cờ phướng cũng nhất nhất quy năng tổn thất lớn, từ trời cao rơi xuống. Quy thế cuộc chiến, người khổng lồ hoàn toàn thất bại. Điều này sao có thể? Này bạch một càng phá vương tộc huyền vũ uy thế. Đông lâm lão quái làm sao cũng không khả năng biết, Ninh Phàm nắm giữ tổ cấp phù ly huyết mạch, sao lại e ngại cái gì vương tộc huyền vũ? Nếu không triển lộ tổ cấp huyết mạch sẽ chọc cho ra thiên đại phiền phức, Ninh Phàm bằng tổ huyết quai, có thể vững vàng áp chế đông lâm lão quái thủ thắng. Xem ra lão phu chỉ có triển khai huyền vũ nhất tộc thiên phú thần thông, mới có cơ hội thủ thắng. Hàng băng lĩnh vực Đông lâm lão quái bỗng nhiên véo ra huyền ảo chỉ quyết. Sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch hắn huyền vũ huyết mạch cũng không tinh khiết, triển khai thiên phú thần thông, độ khó rất lớn. Nhưng đông lâm lão quái tin chắc, như hắn có thể có ba thành phần thắng chiến thắng ninh phàm, dựa vào nhất định là vậy một thần thông. Xì xì xì. Toàn bộ động thiên bên trong, bỗng nhiên trở nên hàng khí bức người. Đông lâm lão quái dưới chân mấy vạn dặm hải dương, thì trong nháy mắt triệt để đóng băng. Liền sóng biển đều tại trong nháy mắt bị đông lại. Bốn phương tám hướng dường như tạo thành vô số kết giới, tại đây thành phiến trong kết giới, Đông Lâm lão quái khí tức dần dần tăng lên, tăng cường gần hai thành. Ninh Phàm khí tức thì chịu đến rất lớn áp chế, từ toái nhị cảnh giới đỉnh điểm, hướng về phổ thông toái nhị hạ xuống. Đông lại. Đông Lâm lão quái véo ra cuối cùng một đạo chỉ quyết. Đột nhiên hết lớn một tiếng. Thời khắc này, toàn bộ 22 tầng không gian đã thành lĩnh vực của hắn. Thời khắc này, nơi đây sở hữu hàng khí, cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Vô số lạnh lẽo âm trầm khí hướng ninh phàm tụ lại mà đến, ninh phàm thân thể bắt đầu cứng ngắc, huyết dịch cũng nhanh muốn đông lại. Đúng lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên bốc cháy lên hắc sắc ma hỏa, đem hết thảy hàng băng từng cái đốt diệt. Hắn thu hồi hạ hoàng kiếm, dưới chân xuất hiện một cái to lớn hắc hỏa trận đồ. Tại đây hắc hỏa trận đồ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ động thiên bên trong hàng khí hầu như quét đi sạch sành xanh, tầng tầng hàng băng kết giới bắt đầu hòa tan, đóng băng hải dương cũng bắt đầu tan rã. Đốt hư Ninh Phàm giơ ngón tay lên, chỉ tay cách không, hướng đông lâm lão quái xa xa điểm xuống. Một chỉ này cuốn nhuộm hỏa mang. Tại điểm xuống trong nháy mắt, đến trăm vạn màu đen hỏa điệp tự hỏa đồ bên trong phóng lên trời, tại Ninh Phàm đỉnh đầu, Ngưng tụ thành một con hai cánh che trời to lớn hỏa điệp. Minh Phàm đã đột phá toái hư, này điệp hỏa đốt hư chi thuật, uy lực tự nhiên cũng là vượt xa quá khứ. Tại đây hỏa điệp xuất hiện trong nháy mắt, Đông Lâm lão quái trên mặt lần thứ nhất lộ ra e ngại chi sắc. Đây là vô hạn tiếp cận tiên thuật đại thần thông. Này bạch mục càng tập được lợi hại như vậy thần thông. Không tốt. Huyền Vũ chi giáp, hộ thể thân hình mập mạp đông lâm lão quái thân thể loáng một cái hóa thành một cái vạn trượng to lớn màu đen huyền vũ tại biến ra yêu tướng trong nháy mắt huyền vũ đem cả người rút vào trong vỏ rùa mà giờ khắc này cự điệp kích động cánh bướm thứ nhất phiến thứ hai phiến thứ ba phiến thứ tư phiến thứ năm phiến cự điệp liên tiếp năm lần kích động cánh bướm mà này vẫn không phải ninh phàm bây giờ cực hạn thứ sáu phiến, thứ bảy phiến. Ninh Phàm sắc mặt bắt đầu trắng xanh, trong mắt lại lộ ra ngập trời chiến ý. Thứ bảy phiến là hắn bây giờ cực hạn, thuật này vừa ra, ngoại trừ toái tam vô địch tu sĩ, không người nào có thể đỡ lấy hắn đòn đánh này. Huyền vũ nhất tộc mai rùa phòng ngự thập phần nghịch thiên, đông lâm lão quái mặc dù đã nhận định chính mình cũng không phải Ninh Phàm địch thủ, cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể phá đi phòng ngự của hắn, nhưng khi hỏa điệp bảy lần kích động cánh bướm sau phô thiên cái địa màu đen khói lửa để đông lâm lão quái tất cả tự tin đều đánh mất cái kia phòng ngự nghịch thiên mai rùa tại điệp hỏa bên trong lấy mắt thường có thể đụng tốc độ một chút hóa thành tro bụi không lâu lắm toàn bộ mai rùa đều bị điệp hỏa đốt sạch tại mất đi mai rùa trong nháy mắt đông lâm lão quái bị đánh người hồi thân sắc mặt trắng bệch mà nhìn đầy trời điệp hỏa hắn biết mình đã hoàn toàn thất bại. Mà lại như ninh phàm không thu tay lại, hắn đường đường đông lâm lão quái, sẽ trực tiếp vẫn lạc tại này điệp hỏa thần thông bên trong. Lão phu chịu thua, cầu bạch đạo hữu hạ thủ lưu tình. Đông lâm lão quái cắn răng một cái, cúi đầu ôm quyền, không lại phòng ngự điệp hỏa. Phòng ngự mạnh nhất cũng khó khăn địch điệp, điệp hỏa, như thế nào đi nữa phòng ngự đều là phí công. Tán. Ninh Phàm Thu chỉ mà quay về, tản đi đầy trời điệp hỏa. Cái kia đỉnh đầu cự điệp nhưng chưa lập tức tiêu tan, vẫn là nhìn chầm chầm nhìn đông lâm lão quái. Chỉ cần Ninh Phàm nguyện ý, hắn có thể bằng thuật này diệt sát đông lâm. Nhưng, hắn cùng với đông lâm không thù không oán, căn bản không cần thiết vì xem một cái động phủ, liền đem chi diệt sát. Ngươi, lui ra. Ninh Phàm ngữ khí lạnh lùng ra lệnh. Là đông lâm lão quái cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nào dám ở chỗ này nhiều thêm lưu lại vừa nghe ninh phàm khiến hắn đi lập tức như được đại xá kích động liền ôm quyền vội vã hướng tầng trên chạy đi rồi thuật này rất đáng sợ chu nam ánh mắt kinh hãi tựa đốt hư chi thuật loại này cường đại thần thông e sợ chỉ có một ít tán yêu cấp lão quái mới có thể triển khai đi ninh phàm giới hạn ở tu vi không cách nào triệt để phát huy thuật này uy lực nhưng nếu sẽ có một ngày hắn tu vi đầy đủ yêu giới bên trong e sợ ngoại trừ ba vị tán yêu không người có thể đỡ lấy hắn đốt hư chi thuật như người này tu vi tiến thêm một bước nữa coi như là lão phu cũng không dám đón hắn thuật này chu nam thở dài nói đại trưởng lão theo một đường nhìn một đường không mệt sao đồng thời vào động phủ nghỉ ngơi một phen đi Ninh Phàm tản đi cự điệp, hỏa đồ, thối lui ra khỏi hóa thân, trúc hùng trạng thái. Liền sẽ bạch y thân. Hắn mặc dù thắng rồi đông lâm lão quái, nhưng cũng thắng được không thoải mái. Giờ khắc này hắn pháp lực hao tổn trong mắt, muốn tái chiến 21 tầng toái tam lão quái, phần thắng xa vời, chỉ có khôi phục pháp lực sau, mới có phần thắng. Toái tam cảnh giới. Có thể chiến thắng, cũng nhất định là khổ chiến A dựa theo ninh phàm đoán chừng, chính mình khôi phục pháp lực sau, hẳn là đủ để tại thi đấu kết thúc trước, đánh vào 20 tầng đầu bên trong. Nhưng nếu muốn chiến bại toái tứ lão quái, bằng thực lực của mình còn xa xa chưa đủ. Cuối cùng còn là muốn mượn lôi chấn tử oai, mới có thể từ toái tứ bên trên lão quái trong tay đoạt được động phủ sao. Ninh phàm hơi trầm mặt, lẻn vào dĩ nhiên hòa tan hải dương, tiến vào trong biển động phủ tại ninh phàm mời mọc chu nam không lại ẩn nấp thân ảnh hiện ra theo ninh phàm tiến vào động phủ nghỉ ngơi khi biết ninh phàm là toái hư thời gian hắn đã đem ninh phàm coi là cùng thế hệ nhưng vẫn không cho là ninh phàm có thể ngang hàng chính mình tại nhìn thôi ninh phàm cùng đông lâm một trận chiến sau chu nam cảm khái rậm rạp ninh phàm thần thông hết sức lợi hại coi như là hắn muốn thắng ninh phàm cũng nhất định sẽ trải qua một cuộc ác chiến như ninh phàm tu vi tiến thêm một bước nữa coi như là hắn cũng hơn nữa sẽ thua ở ninh phàm trong tay hậu sinh khả úy a à. chu nam đi vào động phủ bên trong điều tức cùng ninh phàm cùng ngồi đàm đạo ninh phàm ăn vào đang dược khôi phục pháp lực giờ khắc này cái gì cũng không thể làm ngược lại cũng chỉ có thể luận đạo rồi một phen trò chuyện chu nam không khỏi bị ninh phàm khắc sâu đạo ngộ thuyết phục kinh ngạc trong lòng càng nhiều Ninh Phàm thì tại thoáng khôi phục pháp lực sau, đứng lên, mượn nguyên hoàng ngọc lực lượng, cảm ngộ nơi đây động phủ bên trong đạo ngộ. Trước 20 tầng sinh tử đạo ngộ, đều là tiên nhân đạo ngộ. Này 22 tầng bên trong sinh tử đạo ngộ, nhưng là một tên hầu như thành tiên tán yêu lưu lại. Người này dù chưa thành tiên, nhưng hắn đạo ngộ, lại trong nháy mắt, đem ninh phàm toàn bộ tâm thần hấp dẫn người này không phải là không thể thành tiên chỉ là chí không ở thành tiên người thường cầu tiên cầu là trường sinh mà cầu mong gì khác chỉ là thành tiên quá trình cái kia tham sinh ngộ tử quá trình tìm đạo người quên sinh biết chết vấn đạo người sớm sống chiều chết lão phu một đời tu đạo chỉ cầu hiểu thấu sinh tử tiếc không thể ngộ tiếc ngươi Người này đối với sinh tử lý giải đã đủ để thành tiên, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn biết là sinh tử bản nguyên, là đại đạo bản nguyên. Hắn theo đuổi lý tưởng quá mức hùng vĩ, hùng vĩ đến nơi này muốn chí tử không cách nào đạt thành. Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt phong cảnh biến ảo. Hắn dường như biến thành này tên tán yêu lão quái, xuất hiện tại từng hình ảnh tâm thần trong hồi ức. Lần kia nhớ chỗ là tán yêu lão quái hưởng thọ ngộ đạo nơi, là một tòa phàm nhân thành trấn. Ninh phàm phản phất biến thành này tán yêu lão giả gián dấp, hành tẩu tại tà dương xế chiều hoàng hôn bên trong. Lúc này, chính là nông dân, đám thương nhân trở về nhà lúc. Lúc này, cũng là từng tòa từng tòa tử lâu thắp sáng ánh đèn lúc. Đàm lão không đến uống một chén sao, khanh khách, hôm nay có thể có lão gia ngài yêu nhất hoa đào nhưỡng nha một tòa tên là Hồng Tụ Lâu Tử Lâu bên ngoài, một cái phong vận do tồn Mỹ phụ chính mời chào tử khách. Cũng tốt. Ninh Phàm đi vào tử lâu, thân phận của hắn bây giờ là tên kia tán yêu lão quái. Hắn ngồi ở đó tên lão quái yêu nhất chỗ ngồi, thanh toán bạc, uống rượu, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhàn nhạt nhìn ánh tà dương. Cái kia tán yêu lão quái một đời chi nguyện chính là hiểu thấu sinh tử, hắn ở lại tại nhân gian, chính là vì từ phàm nhân trên người hiểu ra đại đạo. Đây chính là này người cả đời sao? Này, chính là người này đạo ngộ sao? Ninh phàm hờ hững uống rượu nhạt, nguyên thần bên trên đạo văn dần dần thêm ra một đạo. Hắn để chén rượu xuống, đang muốn lui ra tâm thần, rời đi đoạn này hồi ức ảo cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mạnh mẽ rùng mình, không thể tin gắt gao ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ đúng vào lúc này bay qua một con nửa trắng nửa đen hồ điệp mà lại cái kia hồ điệp đang nhìn đến ninh phàm một khắc đột nhiên dừng lại không lại phi hành tự hồ có chút nghi hoặc cái kia hồ điệp là phổ thông phàm điệp lại cho ninh phàm một loại kinh tâm động phách cảm giác này điệp ninh phàm ánh mắt một chút kịch biến đang nhìn đến cái này hồ điệp một khắc ninh phàm toàn thân huyết dịch đều tại rung động tựa cùng này hồ điệp sinh ra ti ti lũ lũ cộng hưởng. Hắn phản phất chính là điệp, mà điệp, chính là hắn. Ninh Phàm dĩ nhiên rõ ràng, này hồ điệp, đến tục cùng là ai? Này hồ điệp, chính là kiếp trước ta. Nó đang nghi ngờ, bởi vì nó nhìn thấy của mình kiếp sau. Tại đây lão giả trong ký ức, Ninh Phàm càng cùng kiếp trước của mình tương phùng. Mà lại nằm ở kiếp trước hồ điệp, lại nhìn thấy kiếp sau hắn hắn dường như đã minh bạch cái gì lại giới hạn ở cảnh giới không cách nào hiểu thấu trận này gặp gỡ gần giống như luân hồi hết sức sắp xếp nhưng luân hồi bản chất nhưng còn xa không hắn có thể lý giải tại mộ vi lương trong ký ức ninh phàm đã từng xem qua kiếp trước của mình đã từng cùng hồ điệp đối diện cũng không có giờ phút này giống như kinh tâm động phách lúc đó hắn tu vi vẫn còn yếu kém xa lúc này tu vi cao thâm giờ khắc này cùng điệp đối diện lại dường như bắt được luân hồi một tia mạch lạc luân hồi luân hồi điệp sinh ta chưa sinh ta sinh điệp đã chết kiếp trước kiếp này vốn không cách nào cùng tồn tại bởi vì sinh tử chia lìa vì vậy cách nhau hai đời này chính là luân hồi ta thấy được điệp nhìn thấy kiếp trước là vì dò xét người khác hồi ức cái này cũng không kỳ quái nhưng điệp cũng nhìn thấy ta vì sao? Nó dựa vào, là cái gì? Nó vì sao có thể nhìn thấy ta? Có thể nhìn thấy kiếp sau? Ninh Phàm tâm thần đau xót, mạnh mẽ lui ra trận này hồi ức. Hắn hai mắt dần dần thông minh, tâm thần dần dần trong suốt. Hắn phản phất đã quên tất cả, liền thân bên cạnh Chu Nam đều cùng nhau lãng quên. Trong đầu của hắn, chỉ là phản phục suy tư trận này ngẫu nhiên gặp phản phất đã minh bạch cái gì lại cái gì cũng không cách nào nhìn thấu tu đạo bước thứ nhất cần hiểu ra sinh tử tu đạo bước thứ hai cần hiểu ra đạo chân tu đạo bước thứ ba cần hiểu ra thời không tu đạo bước thứ tư cần hiểu thấu luân hồi siêu thoát sinh tử nghịch chuyển thật hư sửa thời không từng bước một tu luyện cuối cùng mới có thể hiểu thấu luân hồi Ninh Phàm vốn không biết những này, hắn giờ phút này, nằm ở một loại trạng thái kỳ dị trong, này trạng thái, chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nguyên bản hắn không biết tu đạo tu chính là cái gì, thời khắc này. Lại phúc trí tâm linh giống như đốn ngộ. Nguyên lai từng bước một tu đạo, cuối cùng nhất là vì hiểu thấu luân hồi. Nguyên lai hắn tại trong thăng tiên tháp tìm hiểu sinh tử, chỉ là luân hồi cái thứ nhất phân đoạn mà thôi. Thời khắc này, Ninh phàm hai mắt mênh mông có thể so với đại đạo thời khắc này ninh phàm ánh mắt giống như luân hồi có thể xuyên thủng tất cả sinh tử sinh tử bao dung với trong luân hồi ánh mắt của hắn quét về phía một bên chu nam kinh ngạc phát hiện giờ khắc này chính mình càng hợp trực tiếp chọn đọc chu nam tất cả trí nhớ hắn nhìn thấy chu nam làm sao giáng sinh đồng thời hắn càng nhìn thấy Chu Nam tương lai sẽ làm sao tử vong. Không có triển khai dư thừa thủ đoạn, liền nhìn thấy Chu Nam nhiều năm sau tử vong một màn. 30.000 năm sau, ngươi sẽ tu luyện đến toái hư tầng 6, sau đó thọ tận mà vẫn. Ninh Phàm đối Chu Nam nói, ngữ khí lãnh đạm như đạo. Chu Nam sắc mặt kinh hãi, so với bất cứ lúc nào đều phải khiếp sợ. Dù cho nhìn thấy Ninh Phàm nắm giữ toái hư tu vi, tu ra sinh tử đạo quan, lực bại toái tam, hắn cũng chưa từng như vậy chấn động. Nhưng thời khắc này, hắn đối đầu ninh phàm ánh mắt, càng bay lên một loại hoang đường cảm giác. Hắn cảm thấy ninh phàm ánh mắt, đủ để xuyên thủng sinh tử. Có thể nhìn thấy hắn sinh, hắn tử. Ninh phàm nói hắn còn có 30.000 năm sẽ chết, hắn tin. Bởi vì lập tức, hắn liền từ ninh phàm trong mắt, nhìn thấy tương lai của mình. Chuyện này. Đây là đáng sợ đến mức nào ánh mắt. Trong mắt của hắn, có vô thượng đại đạo. Ta sẽ chết, 30.000 năm sau. Sẽ chết. Chu Nam vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên thức hải đau xót, càng trực tiếp té xỉu đi qua. Mà hắn biết được chính mình giờ chết ngắn ngủi này ký ức, thì bị luân hồi lực lượng sinh sinh xóa đi. Như tỉnh táo. Sẽ không nhớ được ninh phàm cái kia kinh thế hải tục ánh mắt, sẽ không nhớ được tương lai của mình luân hồi đây chính là luân hồi sức mạnh trong mắt của ta tuy chỉ có một tia luân hồi lực lượng nhưng chu nam lại không hề sức chống cự tham sinh ngộ tử nguyên lai chỉ là lĩnh ngộ luân hồi bước thứ nhất sinh tử thật hư thời không sau đó mới là luân hồi giờ phút này ta có thể nhìn người sinh có thể nhìn người chết thời khắc này Ninh Phàm không có lan ra thần niệm, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể xuyên thủng cả tòa thăng tiên tháp. Từ tầng 500, một mực nhìn quét đến tầng thứ nhất. Hết thảy động phủ trong tu sĩ, ngoài động phủ tu sĩ, tại nhận ra được này một mắt quan trong nháy mắt, đều có một loại cùng ninh phàm trực tiếp đối diện cảm giác. Cùng ninh phàm đối diện, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa đối diện, cùng chư thiên đại đạo đối diện. Sinh tử của bọn họ, toàn bộ bị ninh phàm một mắt xuyên thủng. Hỏa tầm tộc tầm phong, chết vào 1.200 năm sau, nguyên nhân cái chết là đoạt bảo chưa toại. Tán tu chu quân, chết vào 400 năm sau, nguyên nhân cái chết là sung hư thiên kiếp. Phong lôi nhị lão, chết vào 700 năm sau, nguyên nhân cái chết là núi thương long di tích cuộc chiến. Xích điện xích mị, chết vào 30.000 năm sau, người đời này có hy vọng toái hư, lại sẽ ở toái nhất thời gian chết vào xích điện đại kiếp nạn. Phi sa tộc dương sa, chết vào 600 năm sau, nguyên nhân cái chết là phi sa tộc bị tàn sát. Thanh dực tộc vi thanh, chết vào 3,200 năm sau, nguyên nhân cái chết là hàng độc cắn thể. Điền kiêu tộc điền kiêu, chết vào 10 năm sau, nguyên nhân cái chết là thải bổ chưa toại. Tẩn vương tộc Huân Lan, chết vào 57 năm sau, nguyên nhân cái chết là tuyệt địa mạo hiểm. Ninh Phàm ánh mắt tự từng tầng từng tầng động phủ đảo qua, bất kỳ bị ánh mắt của hắn đảo qua tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng sinh tử. Bọn hắn sẽ thấy tử trạng của mình, sau đó thì té xỉu trên đất, mặt tiêu ký ức. Ninh Phàm ánh mắt quét tới 100 tầng dưới, kim quan tử các loại quy nguyên lão quái từng cái bất tỉnh ngã xuống đất. Từng cái nhìn thấy chính mình tử trạng người, dùng dập lộ ra sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Bọn hắn biết, Chính mình nhìn thấy được cũng không phải ảo giác, mà là chân chính mệnh trời. Bọn hắn còn chưa hiểu được, tại sao lại nhìn thấy giờ chết của mình, đột nhiên, đã bị ninh phàm ánh mắt quét đến, dùng dập bất tỉnh trên mặt đất, ký ức bị bôi. Thăng tiên tháp, tầng 35 Vân U Mục ánh mắt đại biến, hắn từ phía trên trong số mệnh, nhìn thấy chính mình sẽ chết với ngàn năm sau, nguyên nhân cái chết là đạo độc cắn thể. Còn chưa phản ứng lại đã bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi, trên mặt vẫn mang theo nồng đậm khiếp sợ. Thăng tiên tháp, tầng 29 Mạc thiên quân vừa mới đoạt lại động phủ, còn chưa ngồi nóng bếp, liền ánh mắt sợ hãi lên. Hắn bị một cái cực kỳ kinh khủng ánh mắt quét đến rồi. Sau đó liền nhìn thấy, chính mình lại qua 2.4005. Sẽ bị kẻ địch phần vụn thi thể diệt tộc. Còn chưa phản ứng lại, Mạc Thiên Quân liền đồng dạng bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi. 28 tầng, 27 tầng, hai tầng 6. Từng cái toái hư lão quái dồn dập nhìn thấy tử trạng của mình, dồn dập bất tỉnh trên mặt đất. Ký ức bị bôi. Bất kể là toái hư tam trọng thiên tu sĩ, vẫn là toái hư tầng 4 tu sĩ, hay là toái hư tầng 5 tu sĩ, không người nào có thể chống lại Ninh Phàm một ánh mắt. Bởi vì Ninh Phàm trong mắt có luân hồi lực lượng. Thăng tiên tháp tầng 9, kiếm yêu, công dương tử nhìn thấy chính mình đem tại một năm sau chết vào phần tiên cốc, sắc mặt kinh hải. Sau đó liền bất tỉnh trên đất. Ký ức bị bôi. Thăng tiên tháp tầng 8, huyền hỏa lão quái đồng dạng nhìn thấy, chính mình một năm về sau sẽ chết tại phần tiên cốc. Chợt ngã xuống đất bất tỉnh, mất đi này ngắn ngủi ký ức. Thăng tiên tháp đệ tầng 6, hà thế tu đang tự khoanh chân giữa đột nhiên bị một cái cực kỳ kinh khủng ánh mắt quét trúng tại trong ánh mắt kia hắn nhìn thấy mệnh trời nhìn thấy tử trạng của mình ánh mắt của hắn chấn động không ngớt vừa khiếp sợ với vận mệnh của mình lại khiếp sợ ánh mắt này chủ nhân rất tuyệt vời có thể chủ nhân dò xét mệnh trời hà thế tu căn bản không nghĩ tới đến tột cùng sẽ là cái gì cảnh giới cường giả mới có thể có kinh khủng như vậy ánh mắt xuyên thủng mệnh trời. Coi như là tọa trấn quỳnh đạo tông tên kia chân tiên lão tổ, cũng tuyệt không đáng sợ như vậy ánh mắt. Mệnh trời! Mệnh trời! Ta không muốn chết thảm như vậy. Nhưng đây là mệnh trời. Nói đến. Vị kia cường giả bí ẩn âm thanh, vì sao có chút quen tai. Ta nhớ ra rồi, thanh âm này. Là bạch một. Hà Thế Tu trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn, căn bản vô pháp tin tưởng. Cái nhìn này xuyên thủng người sống chết, sẽ là Ninh Phàm. Sau một khắc, Hà Thế Tu thức hải đau xót, bất tỉnh trên đất, ký ức bị bôi, sở hữu khiếp sợ đều bị lãng quên. Tầng 5, tầng 4, tầng 3, đệ tầng 2. Từng cái toái hư tầng 5 lão quái, căn bản chống lại không được Ninh Phàm trong mắt luân hồi lực lượng, dùng dập bất tỉnh trên đất ký ức bị bôi. Toàn bộ thăng tiên tháp bên trong, duy nhất không bị ninh phàm ánh mắt đánh ngất, chỉ có tầng thứ nhất toái thất lão quái. Đàm Long Tử Tuy nói không bị ninh phàm đánh ngất, nhưng hắn chịu đựng thống khổ lại là những người khác vô số lần. Bởi vì người thường đều là gọn gàng nhanh chóng địa té xỉu, hắn lại một mực nỗ lực phản kháng luân hồi lực lượng, vì vậy trong ốc thương tích càng ngày càng nghiêm trọng. Mà nhất làm cho hắn đau lòng, là hắn nhìn thấy tử trạng của mình. Đàm Long tử nản lòng thoái chí sau khi, lại bắt đầu chấn động lên. Hắn ý thức được, trong thăng tiên tháp tiến vào một cái nhân vật tuyệt thế, có dò xét mệnh trời thần thông. Một ánh mắt, liền làm hắn đem hết toàn lực đều không thể chống lại. Người này là ai? Chẳng lẽ là thượng giới mệnh tiên, chân tiên? Hắn chính kinh hoàng giữa, đột nhiên biến sắc đã thấy một tên thanh niên áo trắng ánh mắt như đạo, đi nghiêm chạy bộ hướng về tầng thứ nhất động phủ, hướng về hắn đi tới. Đàm Long Tử, chết vào 20.000 năm sau, nguyên nhân cái chết là, thành tiên thất bại. Ninh Phàm một ánh mắt quét tới, đường đường toái thất tu vi Đàm Long Tử thức hải đau nhất, muốn bất tỉnh. Hắn không có thể tin nhìn Ninh Phàm rất khó tin tưởng nắm giữ tuyệt thế ánh mắt cường giả, không phải chân tiên, cũng không phải mệnh tiên, chỉ là một tên toái hư nhất trọng thiên tiểu bối. Để lão phu nhìn thấy mệnh trời, càng là một tên toái hư nhất trọng thiên tu sĩ. Đàm Long tự ánh mắt tại ngăn ngắn trong vài hơi thở thay đổi mấy lần. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm tu vi kém xa chính mình. Nhưng hắn cũng biết, giờ khắc này Ninh Phàm nếu muốn xóa bỏ hắn, chỉ cần một ánh mắt. Cái kia trong ánh mắt, có một loại hắn không thể nào hiểu được sức mạnh kinh khủng tồn tại lực lượng kia, khiến hắn kinh hoảng, khiến hắn tâm hồn đều rung động, khiến hắn khiếp sợ, khiến hắn càng ngày càng sinh không nổi lòng phản kháng. Lực lượng kia, có thể xuyên thủng sinh tử, có thể quy thiên mệnh. Lực lượng kia, phản phất chính là thiên ý. Tiểu hữu để lão phu nhìn thấy mệnh trời. Tiểu hữu thần thông, quả nhiên khó mà tin nổi. Đàm Long tử cười khổ nói. Hắn đến câu Long đại hội, vốn là muốn câu một cái long châu, tăng cường một chút tu vi, vì thành tiên liều mạng. Nhưng biết được chính mình 20.000 năm sau sẽ trở thành tiên thất bại mà chết, trong lòng chi nhiệt lại là dần dần làm lạnh rồi. Hắn nhìn thấy mệnh trời, mệnh trời không giả được. Nhưng vừa nhắm mắt, trong lòng hắn liền sẽ hiện lên tử trạng của mình, lại bắt đầu có chút không cam lòng. Mệnh trời nhất định hắn sẽ tại 20.000 năm sau vẫn lạc, hắn không cam đàm long tử tu vi đến một bước này, cũng rõ ràng. Mệnh trời không thể trái, không đảo ngược. Nhưng thế gian cường giả, lại có người nào cam tâm cúi đầu chờ chết. Cho dù biết rõ mệnh trời không thể trái, nhưng cũng muốn liều mạng, liều một phen, thử xem có thể không tránh đi trúng mục tiêu kiếp số. Ta không cam lòng thành tiên thất bại, không cam lòng tựu như vậy ôm nổi hận vẫn lạc. Nhưng ta biết, bằng vào ta tư chất, thành tiên vốn là chuyện cửu tử nhất sinh vẫn lạc không thể bình thường hơn được thiên ý khó trái đàm long tử biết bằng sức mạnh của mình thì không cách nào chống lại vận mệnh ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào ninh phàm trên người trong lòng hơi động mặt dày hướng về ninh phàm hỏi tiểu hữu nếu có thể xuyên thủng lão phu sinh tử vận mệnh không biết có thể có biện pháp giúp lão phu cải mệnh không có Thượng thiên sắp xếp vận mệnh, tự cũng sẽ sắp xếp một chút hy vọng sống, có thể không cải mệnh, ta không biết. Nhưng ta không năng lực giúp ngươi cải mệnh." Ninh Phàm đạm mạc nói. Như lão phu phụng tiểu hữu làm chủ, đi theo tiểu hữu, không biết tiểu hữu có thể hay không truyền thụ lão phu dò xét mệnh trời thần thông, để lão phu tự mình cải mệnh." Đàm Long Tử có chút khẩn trương hỏi. "Phụng ta là chủ, đi theo ta." ninh phàm ánh mắt hơi kinh ngạc liền tại đàm long tử nói ra nói đến đây trong nháy mắt ninh phàm phát hiện đàm long tử vận mệnh có chút thoáng chết đi đàm long tử bách tử vận mệnh bên trong đột nhiên thêm ra một chút hy vọng sống ninh phàm lắc đầu một cái hắn không cách nào đem luân hồi lực lượng truyền thụ cho đàm long tử hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái là một hồi ngẫu nhiên rồi lại dường như là bị ai hết sức sắp xếp hắn có thể khuy thiên mệnh mượn chính là luân hồi lực lượng lấy luân hồi con mắt đi xuyên thủng sinh tử này thần thông ninh phàm chính mình cũng sẽ không thì lại làm sao truyền cho người khác một khi thiên nhân hợp nhất trạng thái giải trừ ninh phàm trong mắt luân hồi liền sẽ biến mất này thần thông ta cũng chỉ là ngẫu nhiên triển khai một lần mà thôi vẫn chưa chân chính nắm giữ càng không cách nào truyền cho ngươi nhưng ngươi nếu là đi theo ta mệnh cách sẽ thoáng được chút ảnh hưởng tiện đà phát sinh thay đổi nếu ngươi phụng ta là chủ hai mươi năm sau ngươi thành tiên sẽ không thất bại nhưng mà tư chất có hạn đời này tu vi chỉ có thể dừng bước tại mệnh tiên cảnh giới cái gì như lão phu phụng tiểu hữu làm chủ đời này lại có thành tiên cơ hội đàm long tự ánh mắt sáng ngời thời khắc này Ninh Phạm phản phất thành hắn vận mệnh bên trong một cái phao cứu mạng. Hắn muốn thử một chút sửa vận mệnh của mình. Thăng tiên tháp người bên ngoài, không thể nào biết được trong tháp phát sinh to lớn biến cố. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn đến là bạch một xếp hạng không ngừng lên cao, cuối cùng càng từ 23 vị bay lên đến người thứ nhất. Bạch một lão tổ có thể từ đàm long tử trong tay tiền bối cướp đi động phủ, đây căn bản khả năng A phải biết đàm long tử tiền bối nhưng là toái hư tầng bảy cường giả tuyệt đối không thể thua ở bạch một lão tổ trên tay tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi thời khắc này không người sẽ cho rằng ninh phàm là dựa vào toái hư nhất trọng thiên tu vi chiến thắng đàm long tử nhất định là phát sinh cái gì đặc thù sự tình bằng không lấy ninh phàm toái hư nhất trọng thiên tu vi không thể giành được động phủ nguyên hoàng ánh mắt chìm xuống hắn rất muốn biết thăng tiên tháp bên trong đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì chỉ tiếc vì công bằng mục đích trong thăng tiên tháp tranh đấu người ngoài là không thấy được ai cũng không biết trong tháp đã xảy ra chuyện gì trên yêu bia xếp hạng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào ngoại trừ ninh phàm một người xếp hạng không ngừng lên cao những người khác vẫn là rất bình thường nguyên hoàng lấy ra đại trưởng lão chu nam mệnh bài đối mạng này bài truyền âm vài câu đáp lại hắn là chu nam như sét đánh tiếng ngáy ngủ rồi nguyên hoàng sững sờ không có chu nam lan truyền tin tức liền chỉ có tự mình vào tháp mới có thể biết trong đó phát sinh cái gì giờ khắc này khoảng cách thi đấu kết thúc còn có nửa canh giờ nguyên hoàng suy nghĩ một chút thật cũng không nhất định phải làm điều thừa lại vào tháp chờ thi đấu kết thúc mọi người đi ra tất cả liền đều nhất thanh nhị sở viên hoàng nhắm hai mắt yên lặng chờ đợi thi đấu kết thúc một khắc đó nhưng trong lòng nổi lên nhằm vào ninh phàm sát ý nửa canh giờ thoáng một cái đã qua viên hoàng bỗng nhiên mở to ánh mắt vào đúng lúc này thăng tiên tháp cửa lớn mở ra vô số tu sĩ phấn chấn tinh thần hướng thăng tiên tháp chỗ cửa lớn nhìn tới dần dần lục tục có tu sĩ phi độn mà ra mỗi một cái đều là thụy nhãn mông lung dáng dấp bọn hắn mới vừa từ trạng thái hôn mê thức tỉnh vừa tỉnh lại lại là căn bản không nhớ rõ nhìn thấy từng người tử trạng một chuyện những lão quái này vừa ra tới liền có vô số môn nhân đệ tử nghênh đón hỏi cái này hỏi cái kia những lão quái này cũng còn nhớ rõ bị ninh phàm sửa chữa quá sự tình khi thoáng nhìn trên yêu bia vị trí thứ nhất lúc đều sắc mặt cả kinh ủ rũ biến mất đoạt được tầng thứ nhất động phủ người càng là bạch một. Bất kể là biết ninh phàm có toái hư tu vi người, vẫn là không biết người, đều là biểu tình khiếp sợ. Dù sao không người dự đoán được, ninh phàm có thể từ đàm long tử trong tay đoạt được động phủ. Đàm long tử thì chỉ đoạt thứ 20 tầng động phủ. Hà thế tu một nhóm người tự thăng tiên tháp đi ra, dùng dập hướng yêu bia nhìn tới. Này vừa nhìn, ngoại trừ vân u mục ở ngoài, ba người kia đều là sắc mặt cả kinh chỉ là bạch mộc có thể đoạt được tầng thứ nhất động phủ điều này sao có thể không lâu lắm chu nam cũng đi ra chu bá bá đàm tử tâm đột nhiên la lên bởi vì nàng nhìn thấy chu nam một cái chính ngáp một cái bay ra thăng tiên tháp lão đầu chu nam ngẩn ra mỉm cười hướng về đàm tử tâm bay qua đem thăm dò ninh phàm thẻ ngọc lấy ra giao cho đàm tử tâm Đàm Tử Tâm lấy ra thẻ ngọc, chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt xinh đẹp lập tức vui mừng khôn nguôi. Hắn, hắn có thể cứu A Công. Hắn có thể. Cái gì? Bạch Mộc có thể trị lão? Có thể trị người kia thương thế. Chu Nam vừa kích động, suýt nữa nói lỡ. Hắn lúc này mới ý thức được, Đàm Tử Tâm tìm tới Ninh Phàm, căn bản không phải vì tư tình nhi nữ. Mà là vì cứu trị lão Nguyên Hoàng. Đột nhiên, ở đây tất cả tu sĩ đều nín thở. Đã thấy một tên thanh niên áo trắng cùng đàm long tử một đạo bay ra thăng tiên tháp. Thanh niên kia, chính là đem lần này thi đấu huyên náo gà bay chó chạy ninh phàm. Hắn chính là lần so tài này để nhất bạch một lão tổ. Trên đài cao, vô số tu sĩ cấp thấp hướng về ninh phàm quang đi ánh mắt kính sợ. Cũng có vô số thiếu nữ vừa thấy ninh phàm trẻ tuổi dung mạo, không khỏi phương tâm ám hứa. Hừ! Ngươi chính là bạch một sao. Một đạo thanh âm không hòa hài, đột nhiên như kinh lôi như vậy, tại toàn bộ thiên nguyên thành bắc nổ vang. Tại đây âm thanh truyền ra một khắc, ninh phàm ánh mắt lẫm liệt. Đã thấy mặt phía bắc trên đài cao. Phiên hoàng bóng người chính một chút hóa thành tàn ảnh biến mất mà ninh phàm phía trước không có một bóng người chỗ đột nhiên xuất hiện một cái bộ lông dày đặc áo bào đen đại hán không nói hai lời năm ngón tay bay thẳng đến ninh phàm cổ chột tới người này chính là viên hoàng ninh phàm vừa mới vừa lộ diện hắn liền muốn bắt ninh phàm tất cả mọi người đều bị trên sân kinh biến kinh sợ đến hà thế tu ánh mắt cả kinh tiện đà cười lạnh một tiếng này bạch một làm sao đoạt được tầng thứ nhất động phủ không đề cập tới cũng được. A à a, à, hắn tự hồ đắc tội rồi đường đường đạo không viên hoàng A. Lần này, có trò hay để nhìn. Nguyên hoàng cũng là kinh hải, hắn tự nhiên không nghĩ tới. Viên hoàng đạo không càng như thế không để ý tới thân phận của mình, tới tự đối ninh phàm ra tay. Nguyên hoàng thân thể chính là niết bàn tầng bảy cảnh giới, ninh phàm nhưng chỉ là toái hư nhất trọng thiên, trên lệch cảnh giới to lớn, để vô số người cho rằng Ninh Phàm sẽ bị đạo không viên hoàng một lần bắt. Đàm Tử tâm cả kinh hoa dung thất sắc, lập tức xa xa hướng về phụ thân truyền âm, muốn phụ thân đối Ninh Phàm giúp đỡ cứu viện. Vừa nghe Ninh Phàm có thể giúp lão nguyên hoàng trị thương, đời này nguyên hoàng sắc mặt đại biến, không nói hai lời liền muốn xuất thủ cứu Ninh Phàm. Chỉ tiếc hắn tu vi yếu hơn đạo không quá nhiều, mà lại ra tay đã trễ, cho dù ra tay cũng hơn nửa cứu không được ninh phàm. Trong thiên nguyên thành không thể giết người, cùng bổn hoàng đi một chuyến đi. Đạo không nhiếp ở lão nguyên hoàng uy danh, cũng không dám ở chỗ này chém giết ninh phàm, thầm nghĩ là đem ninh phàm tạm thời nắm mắt đi, mang ra nguyên điện địa bàn, lại diệt sát. Hắn một trảo này vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để dễ dàng bắt ninh phàm. Chưa từng ngờ tới, hắn một trảo này còn chưa bắt được ninh phàm cổ, ninh phàm bên cạnh đàm long tử đã một bước bước ra ngăn ở ninh phàm trước người đàm long tử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm đối xử đạo không viên hoàng như đối xử đại địch bình thường đối với hắn mà nói ai đối ninh phàm ra tay ai chính là đại địch hắn bỗng nhiên giơ lên tay áo bào hung hăng đạo không cuốn tới rõ ràng mềm mại tay áo bào còn hiện lên kinh thiên yêu lực bao hàm quảng đại thần thông này bạch một ngươi không thể động vào. Hư thuật, tụ lý càng khôn. Đàm Long tử, bởi vì trang phục kỳ lạ, nhân xưng xích cước đạo nhân. Hắn thành danh chi thuật, chính là tụ lý càng khôn chi thuật. Đàm Long tử dáng dấp khá là kỳ lạ, vóc người gầy gò mà kỳ cao, mày vàng không râu, hình dung tiều tụy, chân trần mà đi. Hắn là hoàng long huyết mạch, nhưng huyết mạch cấp bậc cũng không cao, miễn cưỡng đạt đến chân huyết cấp mà thôi hắn bỗng nhiên ra tay lấy tụ lý càng không chi thuật ngăn cản đạo không hoàn toàn ra khỏi đạo không dự liệu tụ lý càng không là một loại cả công lẫn thủ thần thông công có thể tay áo gió hại người thủ có thể đem địch tu thần thông lấy đi chỉ thấy đàm long tử trong tay áo hoàng mang lóe lên đạo không một trảo lực lượng liền đột nhiên hơi ngưng lại chỉ mang tất cả đều bị quỷ dị lấy đi mà một đoàn màu vàng đậm cuồng phong bỗng nhiên tập kích đến đạo không ngực một đòn dưới dường như vạn nhạc nổ xuống lấy đạo không thân thể mạnh đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới đều bị cương phong đã cắt đứt vài gốc xương sườn hắn tại trên trời cao liền lùi lại vạn trượng mới đứng vững thân hình mỗi lùi về sau một bước đều sẽ đạp nát từng mảng từng mảng hư không cái kia màu vàng đậm cuồng phong là đàm long tử khổ tu nhiều năm bản mệnh cương phong uy lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ Tiên hoàng đạo không là toái thất tu vi, thân thể cũng đạt đến niết thất cảnh giới, theo lý thuyết, là phòng được cái kia cương phong. Chỉ là đàm long tử ra tay quá mức đột ngột, làm cho đạo không đột nhiên không kịp chuẩn bị, mới sẽ bị đàm long tử một đòn kích thương. Đàm long tử, ngươi dám vì chỉ là bạch một, cùng bổn hoàng đối nghịch. Đạo không giận dữ, quanh thân hắc mang lóe lên, đứt rời xương tự mình tiếp hợp, khỏi hẳn đây cũng không phải là ngôi sao chữa thương thuật, mà là niết bàn tầng năm trở lên tu sĩ chỗ tự mang tứ chi tái sinh thần thông. Hắn mặc dù tại đàm long tử trên tay ăn thiệt nhỏ, thực lực lại là tại đàm long tử bên trên, tự nhiên không sợ đàm long tử mảy may. Hừ! Cái gì gọi là chỉ là bạch mộc? Bạch mộc chính là lão phu chủ nhân, há lại cho ngươi ra tay làm hại. Đàm long tử cười gằn trả lời. Lời vừa nói ra, ở đây mấy vạn tu sĩ, không người không sợ hãi. Cái gì? Bạch một lão tổ càng là đàm long tử tiền bối chủ nhân. Này, chuyện này. Không ít người đều bị tin tức này kinh sợ đến. Tại yêu giới, đàm long tử tuy không phải yêu hoàng, nhưng cũng là danh chấn nhân vật trong thiên hạ, toái hư tầng bảy tu vi, để ở nơi đâu cũng không có người dám kinh thường. Coi như là một ít toái nhất, toái nhị tu sĩ thấy đàm long tử cũng phải xưng một tiếng tiền bối tựa đàm long tử như vậy nhân vật tai to mặt lớn càng phụng ninh phàm làm chủ này quả thực cho người không cách nào tin tưởng mà lại nhìn lên đàm long tử trong mắt vẫn chưa bất kỳ bị cưỡng bách vẻ mặt hắn hoàn toàn là tự nguyện là bột ninh phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể để đàm long tử cam tâm tình nguyện làm hắn tôi tớ toàn bộ thiên nguyên thành bắc chỉ một thoáng giống như chết yên tĩnh liền ngay cả chuẩn bị ra tay cứu viện ninh phàm nguyên hoàng đều thu tay về yên lặng nhìn giữa trường một màn đàm long tử bổn hoàng không có tâm tình cùng ngươi nói giỡn viên hoàng đạo không ánh mắt chìm xuống hắn cũng không tin đường đường toái thất cảnh giới đàm long tử sẽ chạy đi cho một cái toái nhất cảnh giới bạch một làm tôi tớ chuyện này quả thật quá hoang đường hà thế tu ánh mắt chấn động đồng dạng không thể tin nổi hình ảnh trước mắt. Cho dù hắn là thượng giới quỳnh đạo tông đạo tử, cũng chỉ bị tông môn an bài vài tên toái ngũ tôi tớ mà thôi. Hắn chỉ là quỳnh đạo tông tam đạo tử. Toái thất cấp bậc tôi tớ, chỉ có đại đạo tử mới có tư cách nắm giữ. Này bạch mục có tài cán gì, có thể thu toái thất lão quái là bột. Bản đạo tử không tin. Không tin, cũng không phải chỉ có viên hoàng cùng hà thế tu ở đây mấy vạn tu sĩ lại có người nào sẽ tin tưởng loại này hoang đường việt đàm long tử cũng không muốn giải thích cái gì đột nhiên quỳ gối nửa quỳ dưới đất hướng về ninh phàm ôm quyền nói thuộc hạ tên là đàm long tử yêu hào xích cước đạo nhân nhưng kể từ hôm nay thuộc hạ chính là chủ nhân chi bột cầu chủ nhân một lần nữa ban tên cho từ hôm nay thuộc hạ tất đi theo chủ nhân vào sinh ra tử chuyện cũ trước kia một đau cắt đứt tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm đàm long tử nơi nào như là đang nói đùa đường đường toái thất cảnh giới lão quái càng thật sự hướng về người khác quỳ gối quỳ xuống cam chịu làm nô tài càng từ bỏ lúc trước thanh danh cầu ninh phàm một lần nữa ban tên cho hắn không có nói giỡn hắn thật không có nói giỡn đàm long tử thật sự phụng ninh phàm là chủ. Ngươi là Hoàng Long yêu huyết, ta liền ban thưởng ngươi tên mới. Từ ngày này bắt đầu, ngươi liền gọi Ly Long, ngươi hậu nhân, chính là Ly Long một tộc. Ly Long, Phù Ly Chi Long Bột. Không người biết, giờ phút này Đàm Long tử có cỡ nào kích động. Kể từ hôm nay, hắn liền tên là Ly Long, là Ninh Phàm Chi Bột. Người khác không biết Ninh Phàm lợi hại đến mức nào, hắn lại biết được hắn là một cái duy nhất còn nhớ ninh phàm ánh mắt kinh khủng người hắn cũng là trong thăng tiên tháp một cái duy nhất biết ninh phàm nắm giữ tổ cấp yêu huyết người khi ninh phàm cho hắn gieo xuống yêu cấm thời gian cố ý hiển lộ huyết mạch uy thế chính là muốn để người này tâm phục khẩu phục tại ninh phàm bốn giọt tổ huyết uy thế trước mặt đàm long tử triệt để sững sờ rồi ninh phàm huyết mạch uy thế chính là cùng yêu linh chi địa chân long tộc tộc trưởng so với đều không kém bao nhiêu mà lại ninh phàm yêu huyết chủng loại là đàm long tử cuộc đời ít thấy cực kỳ mạnh mẽ phản phất là vạn yêu người thống trị tuy rằng máu này số mệnh ô uế yêu niệm tà ác nhưng có một mực hàm chứa một luồng chí tôn y hệt kiêu ngạo đó là đã từng giám thị thiên đạo chúa tể chúng sinh kiêu ngạo như vậy huyết mạch phản phất so với máu của chân long đều cao quý vô số lần Ninh Phàm càng rút ra cực nhỏ một tia phù ly tổ huyết, ban tặng đàm long tử, trợ giúp hắn cải thiện huyết mạch. Tổ huyết tuy chỉ một tia, lại khiến đàm long tử ban đầu hoàng long độ đậm của huyết thống tăng nhiều. Chỉ là được rồi phù ly máu sau, cái kia huyết mạch tự hồ đã không thích hợp xưng là hoàng long máu. Chớ nhìn Ninh Phàm tu vi không cao, nhưng thần thông kinh người, thân phận càng là đường đường yêu tổ, còn ban thưởng đàm long tử huyết mạch cho nhân vật như vậy làm tôi tớ, Đàm Long Tử đương nhiên sẽ không có bất kỳ oan ức cảm giác, ngược lại, hắn rất tự hào. Hắn tin tưởng, chỉ cần đời này đi theo ninh phàm, nhất định có thể sửa vận mệnh. Đa tạ chủ nhân ban tên cho, kể từ hôm nay, thuộc hạ liền gọi Ly Long. Ngày sau tất khai sáng Ly Long một tộc, trợ chủ nhân chinh chiến thiên hạ. Đứng lên đi. Là. Đàm Long Tử. Không, Ly Long cung kính đứng dậy, đứng hầu tại Ninh Phàm bên người, mắt nhìn chầm chầm nhìn viên hoàng đạo không. Hắn mặc dù hơi yếu hơn đạo không, nhưng có hắn tại, đạo không đừng hồng thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Viên hoàng đạo không sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời kiên kỵ cực sâu mà nhìn Ninh Phàm trong lòng phỏng đoán. Lẽ nào người này đã là người của chân linh tộc thượng giới? Tại đạo không xem ra, Ninh phàm chỉ có nắm giữ thượng giới tu sĩ thân phận, mới có tư cách thu Ly Long làm nô tài. Loại này suy đoán, đồng dạng tại rất nhiều người trong lòng phát lên. Đạo Không trong lòng do dự không quyết định, hắn tất nhiên là không sợ Ly Long, lại bắt đầu lo lắng Ninh Phàm phía sau sẽ có to lớn bối cảnh. Như Ninh Phàm thật có thông thiên bối cảnh, vì chỉ là một cái đồ nhi. Đắc tội Ninh Phàm, tự hồ có chút không khôn ngoan. Thiên hoàng bạch một tiểu hữu chính là ta nguyên điện quý khách hắn có khó bổn hoàng sẽ không ngồi yên không để ý đến hắn nếu thương lão nguyên hoàng cũng sẽ không giảng hòa nguyên hoàng đứng chắp tay ánh mắt uy nghiêm mà kiên định nếu ninh phàm đối lão nguyên hoàng mà nói trọng yếu như vậy thì cho dù dốc hết nguyên điện lực lượng hắn cũng sẽ nỗ lực bảo vệ ninh phàm lông tóc không hao tổn nguyên hoàng cũng đang suy đoán ninh phàm khả năng đã cùng thượng giới đại tộc câu kết rồi bất luận chân tướng phải chăng như thế hắn đều quyết định bảo vệ ninh phàm chỉ vì thay lão nguyên hoàng trị thương chính là cùng viên điện khai chiến cũng là sẽ không tiếc liền nguyên điện cũng phải bảo vệ người này sao vừa nghe lão nguyên hoàng danh hào đạo không ánh mắt càng thêm âm trầm nếu vì đối phó ninh phàm sẽ cùng nguyên điện triệt để trở mặt thực sự có chút được không bù mất. Đạo không làm việc mặc dù càng rỡ bá đạo, nhưng là cũng không phải kẻ ngu si, sẽ không công nhiên cùng nguyên điện trở mặt, đắc tội một cái tán yêu trấn giữ thế lực. Hắn hoài nghi ninh phàm thân phận tôn sùng, càng sẽ không lại dễ dàng động thủ. Đạo không một ánh sáng lấp lóe Sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng trong lòng có quyết định. Đi. Đạo không ánh mắt lạnh lẽo, xoay người bay trở về mặt phía bắc đài cao sắc mặt tái xanh mắng mang theo mấy trăm cao thủ giá yêu vân mà đi hắn đi lần này để vô số người trong lòng vì đó buông lỏng liền ngay cả hồ hoàng thanh hoàng cũng là vẻ mặt thoáng thả lỏng viên hoàng đạo không hung danh quá nồng như nơi đây không phải nguyên điện đổi thành cái khác hơi yếu yêu điện như ninh phàm không có ly long cái này tôi tớ đạo không sao lại cúi đầu trước người khác có chịu cam tâm rời đi đáng ghét cái kia bạch một lại có nguyên điện che chở càng có đàm long tử là bột như thế thứ nhất bổn hoàng làm sao mới có thể ra tay mới có thể đem như thế hoàng mỹ đỉnh lô chiếm được a xà hoàng nét mặt già nu căng thẳng tâm tình thập phần không tốt liền viên hoàng đạo không cũng phải tại nguyên điện cúi đầu làm người nàng liền lại không dám đối phó nguyên điện quý khách rồi đặc biệt là ninh phàm bên người còn theo cái đàm long tử, toái thất cảnh giới lão quái, xà hoàng có thể không dám đơn giản trêu chọc. Việc này, vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Xà hoàng không cam lòng tự nói. Thăng tiên tháp thi đấu, lợi dụng loại này làm người nghe kinh hãi kết quả kết thúc. Viên hoàng khí thế hùng hổ mà đến, lại mặt mày xám xịt mà quay về. Ninh phàm thanh danh không nổi vào tháp, lại vang danh thiên hạ mà ra. Thăng tiên tháp thi đấu mới vẹn vẹn kết thúc nửa ngày, nhưng bạch một lão tổ danh hào cũng đã bị người dùng các loại bí thuật đưa tin đến yêu giới hết thảy yêu hải. Càng có người lần lượt lộ ra, ninh phàm tu ra sinh tử đạo quan. Việc này một khi truyền ra, xích điện, hồ điện hai vị tán yêu cùng nhau thay đổi sắc mặt. Có người lộ ra, trong thăng tiên tháp tất cả tu sĩ từng ly kỳ té xỉu, có thể cùng ninh phàm có quan hệ có người hướng về nguyên điện báo cáo ninh phàm tại trong thăng tiên tháp diệt bốn tên xung hư những này báo cáo dẫn tới lão nguyên hoàng cười ha ha hạ lệnh không nhìn này bạch một ngược lại là cái hậu bối kiệt xuất mà lại theo tử tâm tiểu nha đầu nói hắn còn có thể giúp ta chữa thương a à a à, nhìn lên lão phu mượn bạch một nguyên hoàng ngọc ngược lại là rất có dự kiến trước có này thiện duyên hắn hẳn sẽ trợ lão phu chữa thương đi Ai, này phiền toái thương thế yêu Hà hành cung trong một đám bạch Vũ tộc nữ tu biết được vô số liên quan với Ninh Phàm tin tức từng cái kinh sợ đến mức môi mềm khẽ nhất các nàng bạch một lão tổ càng là đường đường toái hư lão quái mà lại còn thu rồi danh chấn thiên hạ xích cước đạo nhân là bột chuyện này chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi lão tổ tên tuổi như thế vang dội coi như là cho hắn làm thiếp cũng không tính mai một chúng ta tỉ muội Một cái bạch vũ thiếu nữ dịu dàng cười nói. Thiết, lão tổ nhân vật cỡ nào, lấy thân phận của hắn, muốn tu vi gì nữ tử không có, sao lại coi trọng chúng ta? Một cô thiếu nữ tự thương hại nói. Họa vũ ngồi ở trong phòng của chính mình, mím môi môi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót. Hôm qua, nàng muốn tự tiến cử giường chiếu, hộ những cô gái khác vô sự, lại bị ninh phàm làm mê muội khi nàng sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình nằm ở ninh phàm trên giường nhỏ trên người đắp chăn mỏng nguyên hồng chưa phá quần áo chưa loạn cũng không bị nhục dấu hiệu nàng còn nhớ hôn mê trước đó ninh phàm bảo đảm bạch vũ tộc nữ tử hắn sẽ không chạm bất luận cái nào làm cho nàng yên tâm hắn không phải một cái đồ háo sắc không phải người bên ngoài trong miệng thanh danh lan tạ xấu xa chi đồ hắn là đường đường toái hư cường giả có thể danh chấn yêu giới nhân vật họa vũ mắt lộ hâm mộ chi sắc bên trong cung điện tiểu yêu nữ như nhìn quái vật nhìn ninh phàm lại nhìn nhìn ninh phàm sau lưng ly long nàng đoán vô số loại thi đấu kết quả lại chưa đoán được ninh phàm sẽ dùng phương thức này trong vòng một ngày danh chấn yêu giới ly long gặp chủ mẫu Ly Long hướng về tiểu yêu nữ ôm quyền một bái, hắn đã nhận thức Ninh Phàm làm chủ, tự sẽ không hối hận. Tiểu yêu nữ biểu lộ tu vi mặc dù yếu, chỉ là dung linh, nhưng thân phận của nàng, nhưng là Ninh Phàm đạo nữ, Ly Long tự nhiên không dám có nửa điểm vô lễ. "Hì hì, ngươi kêu ta cái gì?" Kêu nữa một lần. Tiểu yêu nữ hì hì nở nụ cười, tự hết sức hài lòng Ly Long xưng hô. Ly Long gặp chủ mẫu kêu nửa một lần. Ly Long gặp chủ mẫu. Kêu nửa một lần. Ly Long gặp chủ mẫu. Tiểu yêu nữ đối chủ mẫu hai chữ rất là hài lòng, ám muội địa đối Ninh Phàm nói, "Phu quân, ngươi thu cái này tôi tớ chơi quá vui rồi, cho ta mượn chơi mấy ngày đi." "Không được." Ninh Phàm xoa xoa cái trán, Ly Long mặc dù tên là hắn tôi tớ, nhưng dù gì cũng từng là uy chấn thiên hạ yêu giới lão quái. Ly Long có tôn nghiêm, dù cho là bột, cũng không thể giao cho tiểu yêu nữ loạn chỉnh. Ly Long, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Khoảng cách câu Long đại hội còn có ba ngày, trong vòng ba ngày, ngươi đến phụ cận yêu hải, thu mua tất cả có thể chữa trị nguyên thần đang dược, thiên tài địa bảo, không cần phải lo lắng tiên ngọc không đủ. Ninh Phàm lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Ly Long, ước chừng có một nghìn tỷ tiên ngọc. Ly Long đưa tầm mắt nhìn qua túi trữ vật, thoáng đến đến tiên ngọc số lượng, ánh mắt chấn động, không có hỏi nhiều Ninh Phàm một giới yêu tu, vì sao cần chữa trị nguyên thần chi vật. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ly Long hơi ôm quyền, thân hình lay động, biến mất vô hình. Ninh Phàm thì tại giao phó xong Ly Long nhiệm vụ sau, phản trở về phòng của mình, chuẩn bị bắt tay luyện hóa nguyên thanh đan. Hắn thu được tầng thứ nhất động phủ theo lý thuyết nên khen thưởng một viên nguyên thanh đan. Nhưng Nguyên Hoàng lại phái người đưa tới 10 viên nguyên thanh đan, vừa vặn một bình. Thêm ra, tự nhiên là muốn giao hảo Ninh Phàm. Ninh Phàm tất nhiên là không khách khí nhận. Khoảng cách câu long đại hội chính thức bắt đầu còn có 3 ngày, này 3 ngày, hắn quyết định trước tiên luyện hóa nguyên thanh đan, tăng lên thần niệm tu vi. Sau đó, đi thượng cửu các lấy cần câu, cũng tìm cái cơ hội, đem Nguyên Hoàng Ngọc trả lại lão Nguyên Hoàng. Không biết ăn vào 10 viên Nguyên Thanh Đan, có thể hay không khiến thần niệm một lần đột phá toái hư tầng hai cảnh giới. Bắc Yêu Hải, một chỗ hoang vu cực điểm hải vực trên, có một cái cực tầm thường yêu đảo. Trên đảo dưới núi thấp, khai thác một gian động phủ. Cửa động nơi, để vô số bạch cốt, đều là nữ tử di cốt. Động phủ bên trong ngồi một cái cốt gầy như khô lâu tà khí trung niên trong mắt của hắn, lập lòe màu xanh tà mang, rực rỡ như dương. Hắn từ một bên ăn tươi một nửa nữ tử thi thể trên, nhặt lên một cái tình báo thẻ ngọc. Nhìn trong tình báo người, tà khí trung niên cười gằn không ngớt. Hắn, không phải bạch mộc. Bỗng nhiên, tà khí trung niên trên người, lan ra toái hư tầng hai khí thế. Ta bạch vũ tộc tinh thạch, như tách ra thôn vệ, chỉ có thể trợ giúp ngộ ra ánh sao chữa thương thuật người tăng lên tinh lực. Nhưng nếu 10 khối tinh thạch đặt ở cùng một chỗ, cũng theo nhất định quy tắc sắp xếp, liền có thể thu được bạch vũ tộc tổ tiên đời đời truyền lại tu tinh chi thuật. Người này giúp ta giết huyền hạt tộc trưởng, ta rất cảm kích, đáng tiếc, này bạch vũ tộc tinh thạch không thuộc về hắn, hắn đừng hòng lấy đi. Tinh thạch là của ta. Những năm này ở đây giấu đầu lòi đuôi địa bế quan, ngày ngày thải bổ, nuốt ăn nữ tử, ta đã vượt xa quá khứ, lại sẽ không bị chỉ là nửa bước luyện hư truy sát. Lần này, ta muốn mời thượng yêu ra tay, giúp ta đoạt lại tinh thạch. Ninh Phàm hơi lắc người, tiến vào huyền âm giới. Không có nóng lòng luyện hóa nguyên thanh đan, mà là đi trước nhìn một chút lạc u. Mau lư bên trong, lạc u chính khoanh chân điều dưỡng, tu vi đã khôi phục đến toái hư tam trọng thiên đỉnh điểm như sau ba ngày, Ly Long có thể tìm về càng nhiều chữa trị nguyên thần chi vật, Lạc U Tu Vi còn có thể khôi phục được càng cao hơn. Ninh Phàm thấy Lạc U tất cả mạnh khỏe, yên lòng, chọn nơi cách mau Lư khá xa địa phương, khoanh chân ở trên mây đen. Nội thị nguyên thần trên 500 đạo sinh tử đạo văn, hồi tưởng thăng tiên tháp chuyến đi, Ninh Phàm hơi có cảm khái, thiên nhân hợp nhất, thực sự là một loại đáng sợ đại thần thông. Thiên nhân hợp nhất là một loại cảnh giới cực hạn, một khi tiến vào, cảm ngộ sẽ trong nháy mắt tăng lên đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Thêm vào thăng tiên tháp lần này, Ninh Phàm cùng tiến vào quá này trạng thái ba lần. Lần thứ nhất thiên nhân hợp nhất, hắn thần du vạn dặm, lấy kim đan cấp thần niệm ngao du bắc thiên, cũng đưa tới trưởng bi tiên đế mộng huyền tử quan tâm. Lần thứ hai thiên nhân hợp nhất, hắn lấy hóa thần tu vi tự nghĩ ra thần thông, cũng mượn thái tố lôi đế pháp lực, cùng ma la một trận chiến. Lần thứ ba thiên nhân hợp nhất, hắn lấy toái hư nhất trọng thiên tu vi, một mắt xuyên thủng sinh tử, chỉ một ánh mắt, dẹp yên cả tòa thăng tiên tháp. Loại đại thần thông này có thể gặp không thể cầu, coi như là tiên đế, cũng không có quá nhiều người có thể nắm giữ. Dù sao loại thần thông này, cùng đạo ngộ cùng một nhịp thở, cùng đạo duyên đồng dạng tương quan như đạo trí không đủ, đạo duyên không đủ, dù cho tu vi lại cao hơn, cũng cùng thuật này vô duyên. Thu rồi tạp niệm, Ninh Phàm từ trong túi trữ vật lấy ra một cái kim sắc bình ngọc, ngọc bình bên trên có nguyên sĩ đồ đằng. Ngọc này bình cực kỳ bất phàm, là nguyên điện chuyên vì bao bọc thất chuyển đang dược mà chế, trong đó chứa đựng 10 viên nguyên thanh đan. Nguyên thanh đan, ghi tên thất chuyển hạ phẩm, có thể tăng lên trên diện rộng toái nhất tu sĩ thần niệm tu vi. Nếu là toái nhị tu sĩ ăn, dược hiệu giảm phân nửa. Nếu là toái tam tu sĩ ăn, dược hiệu đem lần nữa giảm phân nửa. Cứ thế mà suy ra, tu vi càng cao, ăn viên thuốc này hiệu quả càng kém. Như tu vi đạt đến toái hư tầng 5, ăn viên thuốc này, dược hiệu rất ít vậy thì cùng toái hư tu sĩ hấp thu đạo tinh lực lượng tăng cao tu vi như thế. Tầm thường toái nhất tu sĩ, mỗi luyện hóa 10 viên đạo tinh, có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Nếu là toái nhị, thì hiệu quả giảm phân nữa. Nếu là toái tam, lại giảm phân nữa. Chờ đến toái ngủ sau. Hấp thu 160 viên đạo tinh mới có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Tu vi càng đi lên, đạo tinh hiệu quả càng yếu ớt, như đã đến mệnh tiên, liền triệt để không cách nào hấp thu đạo tinh lực. Giống như đã từng Vũ Hoàng Vân Tông Huyền, trước khi chết Tu Vi dừng bước tại toái hư tầng 5. Hắn cách toái lục còn kém 50.000 nguyên hội pháp lực, cần luyện hóa 8 triệu đạo tinh. Mới đầy đủ đột phá cảnh giới. 8 triệu đạo tinh, tương đương thành tiên ngọc chính là 40,000 tỷ tiên ngọc. Đây cơ hồ là 10 cái vũ điện mới có thể cầm được ra của cải rồi, Vũ Hoàng muốn mượn đạo tinh đột phá toái lục, tự nhiên không thể được, vì vậy mới sẽ mưu cầu thủ đoạn khác tăng cao tu vi. Ninh Phàm lại lấy ra một cái so sánh nhỏ kim sắc bình thuốc, này bình thuốc bên trong chứa đựng một viên nguyên thanh đan, là Ly Long nộp lên cho Ninh Phàm. Đối Ly Long mà nói, nguyên thanh đan có cũng được mà không có cũng được, dù sao hắn tu vi đã đạt đến toái hư tầng 7 tổng cộng 11 viên nguyên thanh đan. Thần niệm đột phá toái hư tầng 2, cơ hội không nhỏ. Ninh Phàm tự trong bình thuốc lấy ra một viên nguyên thanh đan ăn, bắt đầu luyện hóa. Có huyền âm giới gấp trăm lần luyện hóa tốc độ, có toái hư tu vi, luyện hóa nguyên thanh đan tất nhiên là thập phần nhanh chóng. Một ngày trôi qua, Ninh Phàm đã đem 11 viên nguyên thanh đan triệt để luyện hóa. Giờ khắc này, trong biển ý thức của hắn, tổng cộng có 11 đoàn thanh khí, chính từ từ hòa vào thức hải. Mỗi hòa vào một đoàn thanh khí, ninh phàm thức hải liền sẽ càng thêm vững chắc, thần niệm cũng sẽ tăng nhiều. Dần dần, ninh phàm thần niệm đạt đến toái hư nhất trọng thiên đỉnh điểm. Dần dần, thần niệm bình cảnh bị từng đoàn từng đoàn thanh khí xông ra, thần niệm nước chảy thành sông địa phá vào toái hư tầng hai cảnh giới. Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt trong mắt tinh quang lóe lên tiện đà sâu sắc nội liễm lên nguyên thanh đan sao không sai đang dược đối với ta mà nói thần niệm càng mạnh sức chiến đấu càng mạnh nếu có thể cho tới nguyên thanh đan đan phương là tốt rồi đương nhiên nếu như có thể cho tới càng nhiều thành phẩm nguyên thanh đan thì tốt hơn đan phương cho dù mang đi hiện nay cũng chỉ có lệ thương thiên có thể luyện chế viên thuốc này lấy ninh phàm đan thuật vẫn còn không đủ để luyện chế nếu là thành phẩm đan dược có thể trực tiếp ăn tự nhiên càng tốt hơn nguyên điện nội tình thâm hậu trong điện liền có thất chuyển đan sư nguyên thanh đang trữ hàng cũng không thiếu ninh phàm thoáng suy tư hắn cho ly long một nghìn tỷ tiên ngọc trong tay còn có hai nghìn tỷ tiên ngọc tiền đặt ở nơi nào lại không thể sinh tiền lưu lại một chút bày trận là được dư thừa hay là dùng đi tốt nếu dùng 2.000 tỷ này tiên ngọc từ nguyên điện trong tay mua sắm nguyên thanh đan, không biết có thể mua bao nhiêu. Như không mua được quá nhiều nguyên thanh đan, đem tiên ngọc hối đoái thành đạo tinh cũng là lựa chọn không tồi, dù sao đạo tinh có thể dùng ở tu luyện. Đương nhiên, này hối đoái giá cả, tự nhiên là cao hơn một đạo tinh 5 triệu tiên ngọc. Thần niệm thăng cấp sau, nên phàm lại điều tức một ngày, khiến thần niệm triệt để vững chắc, mới phất tay áo vung lên, lấy ra 10 khối sáng lạ như ngôi sao tảng đá. Bạch vũ tộc tinh thạch Bên trong mỗi một khối tinh thạch đều hàm chứa mạnh mẽ tinh lực, theo ninh phàm tính toán, một khối tinh thạch có thể nặng ra 10 viên bản mệnh tinh thần, còn có còn lại. 10 khối, liền có thể nặng 100 viên trở lên bản mệnh tinh thần. Như luyện hóa đi 10 khối tinh thạch, ninh phàm bản mệnh tinh thần số lượng có thể vượt qua 200 viên. Nhiều như thế bản mệnh tinh thần, tốc độ chữa thương tự nhiên càng nhanh. Bất quá, 200 viên bản mệnh tinh thần, vẫn không đủ để được toái hư vây công bất tử, vẫn chỉ có thể không nhìn luyện hư thương thế. Bản mệnh tinh thần số lượng ít nhất muốn đạt đến trên 1.000, mới có thể chấp mắt chữa trị toái hư thương thế. Thời đại thượng cổ, không ít cường giả yêu tộc tu tinh không chi đạo, lấy ánh sao chữa thương, khi đó, tu tinh công pháp từng thịnh hành nhất thời. Hậu thế, loại này công pháp lại phần lớn mất đi. Ta mặc dù đã lấy được cơ duyên lớn, lĩnh ngộ ngôi sao chữa thương thuật bên trong cường đại nhất màu đen tinh thuật, nhưng cũng vẫn chưa thu được bất kỳ tu tinh công pháp, không cách nào thông qua tu luyện tăng cường ngôi sao số lượng, chỉ có thể ở tình cờ thu được cơ duyên thời gian, thông phệ thiên tài địa bảo tinh lực, bị động tăng cường ngôi sao số lượng. Tu tinh công pháp, một quyển khó cầu, chỉ sợ coi như là thượng giới yêu linh chi địa, cũng chỉ có chân linh đại tộc mới thu nhận loại công pháp này đi. Mười khối tinh thạch xoay quanh tại Ninh Phàm Chu Vi, Ninh Phàm lấy tay một nhíp, đem một khối tinh thạch thu hút trong tay, ý muốn hấp thu tinh thạch bên trong tinh không lực lượng. Mới vừa vặn hấp thu một tia ánh sao, ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ biến, bỏ dở hấp thu hành vi. Nhìn trong lòng bàn tay tinh thạch, lộ ra khó hiểu ánh mắt. Đem cái này một khối tinh thạch quăng về không trung, Ninh Phạm giơ tay hút tới khác một khối tinh thạch, không có hấp thu tinh lực, chỉ là nhắm mắt lại, cảm thụ tinh thạch bên trong tinh lực lưu động. Khối thứ ba, khối thứ tư, khối thứ năm. Ninh Phạm đem 10 khối tinh thạch toàn bộ dò xét một lần. Rốt cuộc tựa xác định như vậy, ánh mắt ngưng lại, nói. Có ý tứ, này bạch vũ tộc tinh thạch bên trong, lại có một tia cực yếu trận lực tồn tại. Nếu ta chưa từng tập được tâm trận chi thuật, chỉ sợ là không phát hiện được này tia yếu ớt trận lực. Mười khối tinh thạch Đều có trận lực, mà lại trong đó trận lực lưu chuyển phương hướng đều không giống nhau, tự chứa đựng một loại nào đó huyền cơ ở bên trong. Có người ở này mười khối tinh thạch bên trong, để lại tin tức gì, cũng lấy trận lực che lấp. Chỉ có đem mười khối tinh thạch tổ hợp thành trận, mở ra này trận lực, mới có thể thu được tất dấu trong đó tin tức. Ninh Phàm nhìn xoay quanh phi lượng quanh 10 khối tinh thạch. Dần dần trầm ngâm. Này 10 khối tinh thạch xoay quanh thời gian, tổng cộng hình thành 10 cái di động quỹ đạo, có gần có xa, có cao có thấp. Lấy Ninh Phàm trận đạo tu vi, có thể thấy được, này 10 cái di động quỹ đạo là mở ra trận lực then chốt. Nhất định phải đem chính xác tinh thạch để vào chính xác quỹ đạo, cuối cùng mới có thể mở ra trận lực. 10 khối tinh thạch mười cái không giống quỷ đạo sắp xếp phương thức tổng cộng có ba sáu hai tám tám không không loại trong này chỉ có một loại sắp xếp trình tự là chính xác nếu ta từng cái đi thử muốn thử ra chính xác sắp xếp trình tự quá tốn thời gian ninh Phàm không có rất nhiều thời gian sắp xếp tinh thạch ba trăm sáu mươi hai vạn lần hắn nhắm mắt lại thôi thúc tâm trận lực lượng cảm giác mười khối tinh thạch tinh lực mạch lạc Mười khối tinh thạch quay quanh ninh phàm hành vi, dường như mười viên thủ vệ ngôi sao vòng quanh tu chân tinh chu vi hình tròn di động bình thường. Mười khối tinh thạch, trận lực đều không giống nhau, bất đồng trận lực. Lại có thể theo thứ tự nhất định, trước sau như một. Trong rã một ngày, ninh phàm không có mở mắt ra. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời gian, đã có định luận. Cái này một đạo tinh quỷ, hẳn là khối này tinh thạch. Ninh Phàm nhàn nhạt tự nói, bấm tay một điểm, đem nào đó hai khối tinh thạch biến đổi quỷ đạo. Cái này một đạo tinh quỷ, hẳn là cái này một khối tinh thạch. Thoáng trầm ngâm sau, Ninh Phàm xuất thủ lần nữa, không ngừng biến đổi tinh thạch quỹ đạo. Tình cảnh này, dường như tại thôi diễn Chu Thiên ngôi sao di động bình thường. Dần dần, đã có tám khối tinh thạch bị Ninh Phàm thay đổi quỷ đạo. Ninh Phàm ánh mắt nhìn phía cuối cùng hai khối tinh thạch, mạnh mẽ phất tay áo, đem hai khối tinh thạch quỷ đạo trao đổi. Khi xong tinh trao đổi sau, 10 viên tinh thạch đột nhiên cùng nhau lóe lên. Mà một luồng to lớn tinh lực, từ 10 khối tinh thạch bên trong tiết ra, hướng ninh phàm xoắn tới. Bị này mênh mông tinh lực một quyển, từng đạo từng đạo hỗn tạp xốc xếp tin tức, lập tức truyền vào ninh phàm trong ốc. Ninh phàm nhắm mắt lại, đem trình tự xốc xếp tin tức tinh tế thu dọn. Thời khắc này, hắn dường như thân ở vạn giới ngân hà bên trong khi tinh lực dần dần tản đi ninh phàm từ từ mở mắt ra ánh mắt lộ ra một tia khó tin đây là băng phượng một tộc thất lạc tu tinh công pháp hàng tinh bí lục mười khối tinh thạch bên trong lại truyền thừa một bộ thượng cổ tu tinh công pháp bạch vũ tộc vốn là băng phượng một tộc hậu duệ đời đời bảo quản bộ công pháp kia chỉ tiếc hạ giới bạch vũ tộc bên trong cũng không hiểu được tâm trận người không nhìn ra tinh thạch huyền cơ các đời tộc trưởng đời đời truyền lại tinh thạch này bất phàm cụ thể làm sao bất phàm không người hiểu rõ chỉ có chân chính bạch một biết được bạch một tổ tiên chính là tự tay phong ấn tinh thạch lão quái bạch một một mạch đời đời truyền lại tinh thạch bên trong ẩn giấu hàng tinh bí lục đáng tiếc bạch một một mạch đời đời kiếp kiếp cũng không phá giải tinh thạch huyền bí ninh phàm nhìn mười khối tinh thạch lặng lẽ không nói hắn thu được hàng tinh bí lục là một bộ thập phần cao thâm tu tinh công pháp như một đường tu luyện nhiều nhất có thể đem bản mệnh tinh thần số lượng tu luyện đến một trăm ngàn cái gọi là hàng tinh là chỉ tại nơi cực âm hấp thu âm hàng chi khí cô động thành bản mệnh tinh thần ngôi sao con số càng nhiều dùng cho tu luyện nơi cực âm nhất định phải càng âm hàng. Tu sĩ bình thường như tu ra 100.000 ngôi sao, đại khái có thể mạnh mẽ chống đỡ mệnh tiên vây công bất tử. Ninh Phàm tu chính là mạnh nhất hắc tinh, nếu có thể tu ra 10.000 ngôi sao, chính là bị mệnh tiên vây công, cũng có thể lông tóc không tổn hại. Nếu có thể tu ra 100.000 ngôi sao, chính là bị chân tiên vây công, cũng có thể đạp đất bất tử. Nếu có một triệu hắc tinh, có thể như thiên đế năm đó như vậy, được tiên đế vây công bất tử. Thuật này đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại. Tự Ninh Phàm đã lấy được tinh thạch truyền thừa lên, này 10 khối tinh thạch trận lực biến mất, trừ bỏ bị thôn phệ luyện hóa, không tiếp tục công dụng. Ninh Phàm đem 10 khối tinh thạch từng cái thu hút trong lòng bàn tay, thoáng cảm tháng sau, đem 10 khối tinh thạch tinh lực từng cái thu nạp không thừa. Đang hấp thu hết thảy tinh lực sau, trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần số lượng đạt đến 212 viên. So với dự tính con số thêm ra không ít. Thoáng sau khi nghỉ ngơi, Ninh Phàm thân hình lay động, rời đi huyền âm giới, lên đường đi tới thượng cửu cát. Lấy đàm tử tâm luyện khí tốc độ, tử phẩm cần câu tự nhiên từ lâu luyện chế thành công, Ninh Phàm đương nhiên là tới lấy hàng. Ninh Phàm cũng không che giấu độn tốc. Lấy toái hư độn tốc một đường đi thượng cửu cát. Dọc theo đường đi, Phàm là nhìn thấy Ninh Phàm độn quan lão quái, chẳng lẽ là mắc lộ kính nể. Một cái có thể làm cho nguyên điện tôn sùng là khách quý người, một cái có thể làm cho toái thất lão quái cam tâm là bột người, một cái có thể tu ra sinh tử đạo quan người, đủ khiến những lão quái này sinh bất tử bất kỳ đối địch chi tâm. Khi Ninh Phàm hạ xuống đến thượng cửu các bên ngoài lúc, chính thấy thượng cửu các chủ đứng ở trước cửa. Tựa đang chờ hắn bình thường vừa thấy Ninh Phàm đến đây, thượng cửu các chủ không dám có bất kỳ thất lễ, tiến lên cung kính ôm quyền nói, gặp bạch một tiền bối. Lần trước Ninh Phàm khi đến, hiển lộ là vấn hư tu vi, hắn tự nhiên xưng Ninh Phàm vì đạo hữu. Bây giờ Ninh Phàm đã công khai toái hư thân phận, hắn sao dám lại xưng đạo hữu, tự nhiên là muốn xưng tiền bối. Các chủ không cần khách khí. Bạch mổ hôm nay đến đây là vì lấy tử phẩm cần câu không biết tử tâm tiểu thư là không đã đem cần câu luyện chế hoàn thành ninh phàm trong tay đã cướp được mấy cây cần câu đều là từ trong thăng tiên tháp đoạt lại bất quá hắn vẫn là hết sức chờ mong đàm tử tâm luyện chế cần câu dù sao đàm tử tâm tử phẩm cần câu luôn luôn có một không hai thiên nguyên thành về tiền bối lời nói tử tâm tiểu thư đã đem cần câu luyện chế hoàn thành cũng tại trong đại điện chờ đợi tiền bối đến đã đợi hai ngày Ồ, có thể làm cho tử tâm tiểu thư khổ sở chờ đợi hai ngày, bạch mổ thực sự là thụ sủng nhược kinh. Ninh Phàm hơi run run, như hắn chỉ là tới lấy cần câu, đàm tử tâm căn bản không cần thiết chuyên chờ hắn đến. Đàm tử tâm như vậy làm. Là muốn đại biểu nguyên điện giao hảo chính mình đây, hay là có mưu đồ khác đây? Hồi tưởng lại trong thăng tiên tháp bị thăm dò một chuyện, Ninh Phàm cảm thấy, đàm tử tâm chuyên chờ đợi chính mình, hẳn là có mục đích gì. Hắn theo thượng cửu các chủ một đường tiến vào trong các, đi tới đại điện. Khi đi tới ngoài điện, thượng cửu các chủ tự mình xin cáo lui, để Ninh Phàm một mình tiến vào. Ninh Phàm đi vào đại điện, giờ khắc này, đàm tử tâm chính quay lưng cửa điện, tay nâng trảm ly kiếm, tinh tế xoa xoa thân kiếm, ánh mắt mang theo đau lòng. Khanh bản gia nhân, làm sao từ tặc. Thật tốt kiếm nha, hôm nay liền muốn trả lại cho hắn rồi nàng tự hồ hết sức chăm chú với trảm ly kiếm trên liền ninh phàm đến cũng không phát hiện khụ khụ nguyên lai tại tử tâm tiểu thư trong mắt bạch mổ là một cái tặc sao ninh phàm cố ý ho khang vài tiếng nhắc nhở đàm tử tâm hắn đến rồi hắn cũng không để ý đàm tử tâm từ tặc nói như vậy hắn biết nữ tử này nói không ác ý chẳng qua là cảm thấy hắn không đủ yêu quý trảm ly kiếm, vì vậy làm trảm ly kiếm cảm thấy bất bình mà thôi. a, à, Ngươi đã đến rồi, ngươi đều nghe được. Ta! Ta không phải cố ý, ta chỉ là thuận miệng cảm thán hai câu. Đàm tử tâm thầm kêu một tiếng gay go, xoay người, lúng túng mà sốt sắng mà nhìn ninh phàm. Biết được ninh phàm có thể cứu chữa trị lão nguyên hoàng bản lĩnh, nàng một lòng chỉ nghĩ đến làm sao giao hảo ninh phàm cầu ninh phàm xuất thủ cứu người không ngờ tới nàng một câu thuận miệng cảm thán càng bị ninh phàm nghe xong đi nàng thật sợ ninh phàm sẽ bởi vì câu này thuận miệng nói lung tung lời nói mà lòng sinh bất mãn thực sự là họa là từ miệng mà ra vạn nhất cũng bởi vì một câu nói này ninh phàm không muốn xuất thủ cứu a công nàng chẳng phải là muốn cả đời hối hận Ninh Phàm lại một mình chọn cái chỗ ngồi ngồi xuống, nâng lên linh trà, mạng bất kinh tâm nhấp một ngụm, trong bóng tối thì triển khai thiết ngôn thuật, dò xét đàm tử tâm tâm sự. Tra tìm dưới, hắn sắc mặt không biến, nhưng trong lòng hơi chấn động một cái. Đàm tử tâm còn muốn cầu ta cứu người. Mà lại nàng muốn cứu, càng là lão nguyên hoàng đàm thiên diễn. Nghe nói tử tâm tiểu thư đã đem tử phẩm cần câu luyện chế hoàn thành ninh phàm thả xuống chứa đựng linh trà dương chi ngọc chén đối đàm tử tâm nở nụ cười hỏi thấy ninh phàm nụ cười như thường đàm tử tâm hơi thở vào nhẹ nhõm biết ninh phàm không có chú ý nàng ăn nói linh tinh nàng đem trảm ly kiếm đưa trả lại cho ninh phàm ninh phàm tinh tế vuốt ve trảm ly phát hiện kiếm này phẩm chất càng tăng lên không ít này đàm tử tâm tự hồ thập phần yêu quý kiếm này cố ý đem kiếm này tế luyện một phen kiếm này uy năng tăng lên không ít. Để tử tâm tiểu thư phí tâm. Minh Phàm thở dài một tiếng. Hắn luôn luôn ít luyện chế bản mệnh pháp bảo, bây giờ liền người bên ngoài đều nhìn không được, phải giúp hắn tế luyện pháp bảo rồi. Làm pháp bảo chủ nhân, hắn quả thật có chút thẹn với trảm ly kiếm rồi. Một chút việc nhỏ, bạch tiền bối không cần chú ý. Một tiếng bạch tiền bối, từ đàm tử tâm trong miệng gọi ra, âm thanh lanh lảnh rất có vài phần êm tai. Tử phẩm cần câu sát thực đã luyện chế hoàn thành, bất quá chính đặt ở quẩn linh trì bên trong quẩn nhưỡng khí linh, vẫn cần ước chừng một nén hương mới sẽ quẩn linh kết thúc. Tại quẩn linh kết thúc trước, tử tâm có một điều thỉnh cầu, muốn cầu trợ ở bạch tiền bối. Hy vọng bạch tiền bối có thể đáp ứng tử tâm thỉnh cầu. Nếu tiền bối đáp ứng điều thỉnh cầu này, bất luận đưa ra bất kỳ điều kiện gì, tử tâm đều sẽ đáp ứng. Đàm Tử Tâm đột nhiên viền mắt ửng đỏ, càng là thân thể mềm mại một nghiêng, hướng về trên đất quỳ đi. Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi, lập tức đánh ra một đạo tay áo gió, vẫn chưa để Đàm Tử Tâm quỳ xuống. Hắn đã biết Đàm Tử Tâm muốn cầu hắn chuyện gì, đơn giản chính là trợ giúp lão nguyên hoàng chữa thương. Nếu như không có lão nguyên hoàng tặng ngọc, Ninh Phàm tuyệt không cơ duyên dò xét thăng tiên tháp bên trong sinh tử. Vẹn vẹn xem ở nguyên hoàng ngọc tình phần, ninh phàm cũng sẽ giúp một tay lão nguyên hoàng tự không cần đàm tử tâm quỳ xuống đất thỉnh cầu mà lại ninh phàm một mắt liền nhìn ra đàm tử tâm là một cái cao ngạo nữ tử lại nguyện ý vì cứu tổ phụ một quỳ cũng làm cho ninh phàm vài phần kính trọng tử tâm tiểu thư không phải làm này đại lễ có gì thỉnh cầu không ngại nói nghe một chút nếu không khó xử việc bạch mổ tự sẽ không cự tuyệt cái kia tay áo gió nhẹ như sợi bông nhưng thổi đến tử tâm trước người, nhưng cố làm cho nàng lại không cách nào quỳ xuống. Nàng ánh mắt hơi chấn động một cái, hiển nhiên là bị Ninh Phàm mạnh mẽ kinh sợ đến. Nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng bởi vì năm đó chuyện cũ, trong cơ thể đã dựng dục ra một tia âm dương chi lực. Có này âm dương chi lực hộ thể, chính là quái hư hai, ba tầng lão quái, cũng đừng hồng ngăn cản nàng quỳ lại. Bạch Tiền bối thực lực quả nhiên giống như tin đồn mạnh mẽ đây này. Tử tâm thấy Ninh Phàm cố ý không cho nàng quỳ lạy, trong lòng chỉ được bỏ đi quỳ lạy chi niệm, hơi cúi thấp đầu xuống, thăm thẳm thở dài. Không biết tử tâm tại báo cho thỉnh cầu trước đó, có thể hay không cho tiền bối giảng một câu chuyện cũ. Cố sự này, liền cùng tử tâm thỉnh cầu có quan hệ. Có thể. Ninh Phàm gật gật đầu đàm tử tâm đôi mắt sáng dấu sâu ở trên trán tóc mái dưới, mang theo một tia nhàn nhạt hối hận, khẽ mở nhạt môi nói. Đó là 400 năm trước sự tình rồi. Năm đó, yêu giới một cái nào đó đại tộc tiểu thư vừa mới đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Nàng thập phần si mê với luyện khí thuật. Cũng không thương tu luyện. Ngày nào đó, nàng nghe nói cực bắc chi uyên khai cuộc một chỗ cổ tu sĩ di tích, tại cái di tích kia bên trong, có không ít thất truyền thượng cổ luyện khí bí thuật truyền lưu. Nàng bị phụ thân cùng tổ phụ nhắc nhở, nơi đây hung hiểm, không thể đi tới. Nhưng nàng tuổi trẻ khinh cuồng, nàng không nghe, nàng không tin. Nàng càng muốn đi thử xem cơ duyên, tìm một cái thượng cổ luyện khí thuật. Tại thiếu nữ đến di tích thời gian, chỗ kia di tích thời thượng cổ bên trong đã có vô số tu sĩ bắt đầu rồi tầm bảo con đường. Nhưng sau đó, di tích bên trong một đầu ngủ say độc thú đột nhiên phá ra yêu kén thức tỉnh cái kia độc thú tu vi không cao người khác giết chết nhưng hắn sau khi chết lại lan ra một luồng cực kỳ đáng sợ xương độc đem bên trong di tích tất cả tu sĩ toàn bộ độc chết thiếu nữ cũng trúng độc vốn đã chết đi nhưng tổ phụ của nàng chạy đến đem nàng thi thể cứu lại tổ phụ của nàng từng vô số lần thành tiên thất bại bị ép chuyển tu tán yêu. Thật vất vả, lại có thành tiên cơ hội, hầu như đã đến thành tiên bước cuối cùng. Nhưng vì cứu sống tôn nữ của mình, hắn không tiếc tự hủy yêu hồn bên trên sinh tử đạo văn, khiến vừa mới chết không lâu thiếu nữ hoàng hồn tô sinh, sau đó, càng lấy đại thần thông đem thiếu nữ trong cơ thể độc tố toàn bộ dời đi tự trong cơ thể mình. 400 năm trôi qua, thiếu nữ tổ phụ đau mất thành tiên cơ hội, cũng tại độc tố bị hành hạ gần như mất mạng. Cần phải chết, rõ ràng là người thiếu nữ kia, không phải là của nàng tổ phụ. Bạch tiền bối, người nói như thiếu nữ này phát hiện có một người, có thể cứu hắn tổ phụ tính mạng, nàng là không phải nên dốc hết tất cả, cầu được người này ra tay. Nàng, nên làm như thế nào, mới có thể làm cho vị tiền bối kia xuất thủ cứu người. Đàm tử tâm dơ lên vần tráng, đi thương mà nhìn ninh phàm nàng biết ninh phàm có thể nghe hiểu cố sự này nhưng nàng không biết ninh phàm có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của nàng cứu nhất cứu a công nàng hối hận chính mình còn trẻ vô tri không nghe trưởng bối khuyến cáo như ninh phàm không đáp ứng giúp nàng thì a công hẳn phải chết nàng cũng sẽ hối tiếc cả đời tử tâm tiểu thư hy vọng ta ra tay cứu tổ phụ của ngươi là sao ninh phàm không tỏ rõ ý kiến nhìn Đàm Tử Tâm. Là chỉ cần tiền bối đáp ứng yêu cầu này, Tử Tâm nguyện trả giá tất cả. Bất kỳ yêu cầu gì không có không đáp ứng. Nàng cắn môi, kiên quyết nói, dường như một cái đem đi pháp trường nữ anh hùng. Nàng đã quyết định, chỉ cần Ninh Phàm nguyện cứu A Công, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ đáp ứng. Bất kể là yêu cầu đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo vẫn là yêu cầu thân thể của nàng. Bất luận ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ngươi đều đáp ứng. Ninh Phàm ánh mắt như thực chất mà ở đàm tử tâm trên thân thể mềm mại đảo qua. Đàm tử tâm hai gò má đỏ bừng, cắn răng, cúi thấp đầu xuống, thấp giọng đáp là Vậy ta liền lớn mật hướng về tử tâm tiểu thư đưa ra yêu cầu. Ta không thích xem nữ nhân vẽ mặt đưa đám, có thể hay không thưởng bạch mổ một cái khuôn mặt tươi cười thu hồi ánh mắt, ninh phàm khẽ mỉm cười. cái kia ánh mắt bỏng người, là ở chọc ghẹo đàm tử tâm. a, à, đàm tử tâm sững sờ, vẻ mặt rất là đáng yêu. nàng đã làm tốt đáp ứng bất kỳ điều kiện gì chuẩn bị, nhưng ninh phàm lại nói ra một cái nàng căn bản không nghĩ tới điều kiện. tiền bối nói cái gì, tử tâm thật giống không có nghe rõ. ta nói, đối với ta cười cười, được chứ ta rất đáng sợ sao làm sao từng cái nhìn thấy ta đều dáng dấp này ninh phàm cảm thấy không nói gì hắn bắt đầu hối hận mượn dùng bạch một thân phận họa vũ cho rằng hắn là tuyệt thế dâm ma muốn tự nhảy hố lửa cứu tỉ muội khác đàm tử tâm cũng đem hắn nghĩ đến thập phần không thể tả đã làm xong bất cứ lúc nào hiến thân dự định hắn ninh phàm tuy không phải hiền lành gì nhưng thật giống cũng không có ức hiếp quá cái kia không thù không oán nữ tử chứ. Hắn rất giống bắt nạt đàn ông trồng gẹo đàn bà ác đồ sao. Cười. Cái gì cười? Đàm tử tâm nháy mắt mấy cái, vẫn là chưa kịp phản ứng. Mà thôi, lời này coi như ta chưa nói. Ta đáp ứng ngươi chính là, hỗ trợ cứu nhất cứu lão Nguyên Hoàng, nhưng có thể không cứu hắn thoát ách, nhưng cũng không có quá lớn nắm chắc cụ thể làm sao còn muốn tận mắt xem qua trong cơ thể hắn tình hình mới hiểu được ninh phàm không có tiếp tục đùa đàm tử tâm cũng không có dở công phu sư tử ngoạm đưa ra bất kỳ không an phận yêu cầu hắn không thiếu hóa thần đỉnh lô không cần đàm tử tâm hiến thân hắn mặc dù thiếu nguyên thanh đan nhưng cũng sẽ không dùng việc này yêu cầu cứu đàm thiên diễn là trả đàm thiên diễn ân tình ninh phàm sẽ không nhiều muốn những vật khác đương nhiên ninh phàm sau đó sẽ hướng về nguyên điện mua sắm nguyên thanh đan dùng đồng giá trao đổi phương thức sẽ không lại thua thiệt nguyên điện bất kỳ nhân tình ân tình đúc nợ dễ dàng đúc trả quá khó khăn tiền bối thật sự nguyện ý cứu a công sao đa tạ tiền bối tiền bối thực sự là tử tâm gặp chân thực nhiệt tình nhất người người ta bất quá gặp mặt một lần người lại nguyện giúp ta giúp ta ngươi thực sự là một người tốt đùng một tấm lớn người tốt thẻ ném vào ninh phàm trên mặt trước một giây còn nói ninh phàm là tặc này một giây lại thành người tốt đàm tử tâm nín khóc mỉm cười vui vẻ xông đến ninh phàm trước người dường như một con vui sướng tử quyên tiếng trắng giao nhau khăn đội đầu dưới tuyệt mỹ dung nhang tại lộ ra nụ cười nháy mắt xinh đẹp không gì tả nổi nữ nhân, quả nhiên vẫn là cười thời điểm đẹp mắt nhất. Nữ nhân như khóc, như náo, quả nhiên như hồng hoang hung thú, nhân thần kinh hải. Ta là người tốt. Đinh Phàm sờ sờ cầm. Hắn thật không nhìn ra, chính mình khắp toàn thân, nơi nào như một người tốt. Từ từ đứng dậy, đối đàm tử tâm nói. Hay là trước nhìn nhìn cần câu đi, tại nhìn quá cần câu sau, ta sẽ cùng ngươi đi gặp lão Nguyên Hoàng, vì hắn trị liệu thương thế, được chứ? Được, đương nhiên được. Tử tâm này liền dẫn tiền bối đi tới Uẩn Linh Trì, đi lấy cần câu, tiền bối xin mời đi theo ta. Ninh Phàm theo đàm tử tâm đi ra đại điện, hướng luyện khí phường đi đến, tiện đà xuyên qua luyện khí phường, đi tới đàm tử tâm chuyên môn luyện khí thất. Này luyện khí thất dưới nền đất bị người đào rỗng, có tu một tòa to lớn Uẩn Linh Trì, bình thường pháp bảo ở đây Uẩn Linh, có tỷ lệ nhất định sinh ra khí linh. Nàng càng làm chỉ là một cái cần câu đào tạo khí linh, đủ có thể thấy luyện chế cần câu thập phần dụng tâm rồi. Dọc theo đường đi, Đàm Tử Tâm làm Ninh Phàm giảng thuật cây này cần câu chỗ bất phàm. Cây này cần câu, cùng phổ thông cần câu không giống, không phải nàng tùy tính luyện chế. Phổ thông tử phẩm cần câu, chỉ có thể dùng mấy chục lần mà thôi, bởi vì đều là đẩy nhanh tốc độ luyện chế độ bền cũng không cao. Dù sao phổ thông lão quái tại câu long đại hội trên cũng chỉ có một hai lần câu long cơ hội, căn bản dùng không xấu như vậy cần câu. Nhưng ninh phàm cây này cần câu, cùng phổ thông cần câu không giống. Đây là đàm tử tâm tiêu hao 400 năm khổ công luyện chế bán thành phẩm cần câu, toàn bộ luyện chế quá trình, không biết hao tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo, quy ra tiền tính tính toán toán, thành phẩm ít nhất vài chục tỷ tiên ngọc, cái này cần câu độ bình không có hạn chế là một kiện tiên hư trung phẩm pháp bảo tên là thái công câu bảo vật này tại giữa mấy ngày này bị đàm tử tâm hoàn thành bước cuối cùng luyện chế ra đến bảo vật này chẳng những có thể lấy câu long càng có thể làm pháp bảo cùng người liều đấu đặc biệt là đối long huyết yêu tu khắc chế rất lớn mệnh tiên bên dưới long tộc tu sĩ hầu như có thể một đòn bắt giữ bảo vật này bên trên phụ linh có tiên cấp linh thiết thần thông tên là trấn long cái kia một khối linh thiết toàn bộ yêu giới cũng chỉ có một khối giá trị khá là quý giá lại bị đàm tử tâm tìm tới này linh thiết khó mà dùng tiên ngọc tính toán giá trị vì vậy không có bị đưa vào thành phẩm bên trong bằng không này thái công câu thành phẩm liền lớn đến đáng sợ rồi tục truyền nghe thấy tứ thiên bên trên một khối tiên cấp trấn long linh thiết giá bán tại khoảng 2 triệu đạo tinh, tương đương hạ giới tiên ngọc là chục ngàn tỷ. Giá cả tuy rằng đắt giá, nhưng một khi có Trấn Long linh thiết xuất hiện, nhất định sẽ bị mệnh tiên, chân tiên lão quái nhóm tranh đoạt. Tranh đoạt người, đại thể đều là vì giới chiến chuẩn bị. Ninh Phàm ánh mắt chấn động lại chấn động, hắn tuy nói đối Đàm Tử tâm luyện chế cần câu có chỗ chờ mong, lại cũng không nghĩ ra nữ tử này lớn như vậy tác phẩm càng cho cần câu bổ sung trấn long thần thông có này cần câu tại câu long đại hội trên ninh phàm có thể câu bất kỳ hung long không có áp lực chút nào như ngày sau đối đầu có tu long huyết huyết mạch yêu tu ninh phàm chỉ cần một cần câu đánh tới liền có thể đem địch tu trấn áp bắt giữ cho dù đối phương là một đời tán yêu cũng là phí công đàm tử tâm cho ninh phàm chế tác sắc bén như thế cần câu vốn là mục đích là vì là có thể câu lên trong truyền thuyết âm long dương long. Quẩn Linh Trì đã đến. Đàm tử tâm mang theo ninh phàm mở ra dưới nền đất cấm địa, một đường hướng phía dưới đi đến. Ở đằng kia dưới nền đất một triệu trượng trở xuống, có một gian thạch thất, nhà đá bốn phía khảm đầy một loại tên là đạo linh thạch linh quán, lan ra cực nồng linh khí. Nhà đá chính giữa, thì xây có một cái to lớn ao đá, nước ao hiện màu vàng ống, ngoài ao sắp đặt phong ấn. Ao đá trong ao nước, chìm nhiễm một cái tử kim sắc cần câu, dài hai trượng bốn thước, trên có khắc 24 tinh tú đồ án. Này cần câu bên trong, có một luồng vô cùng sống động linh tính, chính liên tục tăng lên. Cần câu lập lòe vẽ sâu xa, cái kia vẽ sâu xa nhìn như nhỏ yếu, lại đủ để trấn áp bất kỳ mệnh tiên bên dưới long tộc tu sĩ. Bảo vật này tên là Thái Công Câu sao? thật mạnh trấn long khí. Ninh Phàm khen một câu. Nhìn thấy này cần câu, hầu như có chút nóng lòng muốn thử, muốn bằng này cần câu câu một cái yêu long rồi. Này thái công câu khí linh tự hồ đã thành công nặng ra. Tiền bối mà lại chờ chốc lát, chờ tử tâm mở ra uẩn linh trì phong ấn, lấy ra cần câu. Đàm tử tâm vỗ một cái bên hông túi gấm, như làm ảo thuật lấy ra một cái so với nàng thân thể đều lớn kim chù y, hướng Uẩn Linh Trì phong ấn bỗng nhiên nện xuống. Cái kia kim chu y cấp bậc không cao, lại phụ linh có tiên hư cấp linh thiết, thần thông tên là phá phong, chuyên phá các loại phong ấn. Phong ấn đó tuy là tiên hư trận pháp cấp bậc, nhưng cũng bị kim chu y đập một cái mà nát. Đàm tử tâm thu hồi kim chu y, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đối ninh phàm cười một tiếng nói, tử tâm bêu xấu, để tiền bối cười chê rồi. Đâu có đâu có. Ninh Phàm có thể không cười nổi. Như thế mảnh mai thiếu nữ, lại nắm chùi lớn đập nát tiên hư phong ấn, sẽ chỉ làm người chấn động, sẽ không để cho người chê cười. Đàm tử tâm đến gần quẩn Linh Trì, làm bộ muốn lấy cái kia cần câu. Đột nhiên, biến cố nảy sinh. Một luồng lạnh lùng nghiêm nghị cực điểm uy thế, đột nhiên từ cần câu bên trên lan ra, không hề che giấu chút nào sát cơ, đột nhiên đem đàm tử tâm khóa chặt thật hung lệ phát bảo. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, tại Đàm Tử Tâm phản ứng lại trước, đã một bước bước ra, ôm chặt eo nhỏ của nàng, bước ra liền lùi. Đã thấy cái kia uẩn linh trì trong, tử phẩm cần câu đã biến ảo thành một con tử kim sắc nguyên sí cự cầm, giữ tận hai mắt, hướng Đàm Tử Tâm đánh tới. Bị Ninh Phàm chăm chú ôm vòng eo, Đàm Tử Tâm gò má một chốc che kín hồng hà. Nàng lúc này mới nhìn thấy cái kia biến ảo ra khí linh thái công câu càng hóa ra yêu tướng, càng muốn giết nàng. Biết ninh phàm là ở cứu mình, vì vậy đàm tử tâm không có tránh thoát ninh phàm trong ngực, cũng không có trách ninh phàm khinh bạc, ngược lại thập phần cảm kích ninh phàm trượng nghĩa ra tay. Nếu không ninh phàm cứu giúp, nàng chắc chắn sẽ chết ở thái công câu tập kích bất ngờ bên dưới. Ninh phàm bước tiến liền lùi lại, cái kia do thái công câu biến ảo thành tử kim nguyên sĩ cũng dương cánh đuổi theo, tốc độ không kém chút nào ninh phàm, thậm chí so với ninh phàm càng nhanh mấy phần. Trong gan tất, mắt thấy liền muốn bị tử kim nguyên sĩ cự trảo bắt trúng. Ninh phàm bỗng nhiên thu lại bước chân, mắt trái bên trong, bay lên một luồng mênh mông yêu uy. Chỉ là nghiệp chướng, không biết tiếng thối, muốn chết. Huyển Mắt trái thứ hai yêu tinh thần thông tự mình thôi thúc, trong nháy mắt sinh ra tầng tầng ảo thuật, đem cái kia tử kim nguyên sĩ đầu độc trụ. Ảo thuật, đối đạo tâm cứng cỏi tu sĩ hầu như vô dụng, nhưng đối với trước mắt linh trí hạ thấp khí linh mà nói, lại là một đòn có hiệu quả. Tử kim nguyên sĩ cùng ninh phàm ánh mắt đối diện, lập tức rơi vào tầng tầng ảo giác bên trong, thân thể to lớn từ không trung ngã xuống đất, mắt lộ ra khủng hoảng. Tại ảo thuật trong, nó nhìn thấy vô số có thể so với mệnh tiên, chân tiên hung yêu đuổi giết nó. Nó không biết như thế nào phá mở ảo thuật, nó linh trí quá thấp, nó chỉ là một cái khí linh. Hiện ra nguyên hình đến. Ninh Phàm ôm lấy đàm tử tâm bay lên không nhảy lên, ở trên trời cao một cước đạp xuống. Có thể so với niết bàn nhất trọng thiên một cước công kích, trực tiếp đem tử kim nguyên sĩ linh thể đánh tan, lui về pháp bảo hình ảnh, biến trở về hai trượng bốn thước cần câu. Ninh Phàm rơi xuống đất, đem cần câu thu vào trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, kể từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi dám to gan vệ chủ, liền cho ngươi bảo toái linh tán. Phong Không có cho Thái công câu phủ quyết cơ hội. Ninh Phàm buông ra đàm tử tâm, trực tiếp cắn phá ngón giữa, nhỏ ra một giọt máu, khiến huyết hóa phù văn, trồng tại cần câu bên trong, hoàn thành nhận chủ, đem bảo vật này thu làm bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này bên trong lẫn vào một chút thái cổ tinh thần thiết miễn cưỡng xem như là một cái nhị tinh thần binh, bản thân càng có trấn long oai. Làm bản mệnh pháp bảo, chỉ mạnh không yếu. Nhiều. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đàm tử tâm khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng nói cảm ơn. Ninh Phàm cường thế ra tay, mấy tức bên trong hàng phục thái công câu khí linh, mạnh mẽ thủ đoạn khiến đàm tử tâm vì thế mà choáng váng. Đây chính là tiên hư trung phẩm pháp bảo khí linh A, chính là một ít toái ngũ lão quái đều không dễ hàng phục bị ninh phàm đụng vào quá mềm mại vòng eo tựa hồ còn lưu lại ninh phàm cánh tay hơi ấm nhớ tới tình cảnh vừa nãy đàm tử tâm tim đập nhanh hơn hơi thất thần đây là nàng lần thứ nhất bị nam tử ôm việc nhỏ mà thôi không cần nói cảm ơn bảo vật này đã thu phục bạch mổ trong lòng đại sự đã xong tức khắc liền theo Tử Tâm tiểu thư trước đi nhìn một lần lão nguyên hoàng đi. Trạng thái thất thần đàm Tử Tâm, ngơ ngác như con rối, vẫn chưa nghe được Ninh Phàm lời nói. A. Ninh Phàm không nói gì địa thôi thúc thiết ngôn thuật, theo dõi đàm Tử Tâm tâm sự. Hắn phát hiện, đàm Tử Tâm suy nghĩ trong lòng, liên tục nhiều lần đều là bị người ôm việc, đã phương tâm đại loạn, trở nên thất thần bên trong. Chỉ chốc lát sau, đàm tử tâm mới từ cử chỉ điên rồ bên trong lấy lại tinh thần. Sắc mặt mắt cỡ đỏ hơn. Tiền bối vừa mới nói cái gì? Nàng không rõ vì sao hỏi. Chúng ta này liền đi thấy lão nguyên hoàng đi. Tốt. Chính ngươi đi, hay là ta ôm ngươi đi? Ninh Phàm cười trêu nói. Ta, ta. Chính ta đi, đi. Tiền bối xin mời đi theo ta. Sắc mặt nàng càng đỏ, động quang lóe lên, mang theo Ninh Phàm chạy trốn uẩn linh trì, hướng nguyên điện chủ điện bay đi. Nàng mới không muốn lại bị Ninh Phàm ôm một lần đây này. Đại khái, đoạn đường này bay tới nguyên điện. Đàm Tử Tâm vẻ mặt dần dần khôi phục, đem cái kia mặt đỏ tim đập hồi ức giấu sâu trong tim. Nàng không có quên, giờ khắc này làm a à công trị thương mới là đại sự, không nên như vậy suy nghĩ lung tung. Ninh Phàm chậm lại độn tốc, đi theo đàm tử tâm phía sau, không nhanh không chậm. Vừa mới chốc lát kiều diễm đã sớm bị Ninh Phàm quên sạch sành sanh. Suy nghĩ trong lòng, là đàm thiên diễn thương thế. Có thể đem đàm thiên diễn trọng thương độc, tất nhiên hết sức lợi hại, không biết mình liệu có thể phá giải loại độc này, thành công trợ đàm thiên diễn chữa thương. Thuộc hạ tham kiến tiểu thư gặp bạch một lão tổ phòng ngự nguyên điện cửa lớn tu sĩ xa xa nhìn thấy đàm tử tâm đến đây lập tức tiến về phía trước mấy bước ôm quyền hành lễ khi thấy ninh phàm cũng đang đàm tử tâm phía sau lúc tất cả mọi người đều là kinh ngạc tiểu thư không phải từ không đối bất kỳ nam tử tỏ ra thân thiện sao tại sao lại cùng bạch một lão tổ đồng hành mà lại hôm nay nguyên điện bên trong còn có người kia tại tiểu thư như vậy cùng nam tử đồng hành tự hồ không thích hợp người kia nhưng là làm tiểu thư việc hôn nhân mà đến a này đã là lần thứ ba cầu thân rồi nếu khiến người kia nhìn thấy tiểu thư cùng bạch một lão tổ đồng hành chắc chắn sẽ tức giận bạch một lão tổ mặc dù lợi hại người kia lai lịch lại càng lớn a miễn lễ ta muốn thấy a công a công nhưng tại trong điện đàm tử tâm rơi xuống đất đối thủ vệ nhàn nhạt hỏi. Về tiểu thư lời nói, lão Nguyên Hoàng không có ra ngoài, đang tại dưỡng tâm điện đã tọa. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Ta muốn mang bạch một tiền bối nhìn một lần A Công, thông báo toàn bộ điện, không cho phép bất luận người nào đến dưỡng tâm điện quấy rầy. Là. Tiểu thư dừng chân. Thuộc hạ còn có một chuyện chưa bẩm. Chuyện gì? Vị kia thượng yêu, lại đến cầu thân rồi. Hắn đang tại dung thiên điện chờ đợi tiểu thư đến đây, muốn cùng tiểu thư vừa thấy. Thủ vệ có chút kinh hoảng nói. Hắn tại sao lại đến rồi, không gặp. Đàm tử tâm khẽ cau mày. Đến cầu thân chính là một cái thượng yêu, chính là toái hư tam trọng thiên tu vi, là thượng giới yêu linh chi địa tu sĩ, xuất thân từ chân long tộc bàn chi long tộc, hoàng long tộc. 200 năm trước hắn giáng lâm yêu giới thời gian, từng gặp Đàm Tử Tâm một lần. Người này vốn không sẽ quan tâm Đàm Tử Tâm, nhưng vừa thấy Đàm Tử Tâm trong cơ thể càng bao hàm một tia âm dương chi lực, lập tức chú ý tới nữ tử này. 200 năm đến, tổng cộng cầu thân hai lần, đều bị Đàm Tử Tâm từ chối. Khi đó, Đàm Tử Tâm hối tiếc lão nguyên hoàng bị thương một chuyện, từng hỏi người này có thể hay không cứu trị lão nguyên hoàng. Nhưng người này đồng ý giúp đỡ, nàng có thể cân nhắc việc hôn nhân. Nhưng này người lại nói, lão nguyên hoàng thương thế quá nặng, chỉ có tiêu hao hoàng long tộc bên trong bát chuyển trung phẩm đang dược dung hợp đan, mới có thể cứu trị. Một cái giá lớn quá lớn, hắn sẽ không vì chỉ là một cái hạ giới tán yêu. Tiêu hao trân quý như thế đang dược. Người này càng nói ta a à công là chỉ là hạ giới tán yêu, ta liền tính chết cũng không gả hắn đàm tử tâm mắt lộ vẻ chán ghét. Nàng rất ít chán ghét ai, một mực cái kia thượng giới yêu tu quá mức khiến người chán ghét. Hoàng Long một tộc thượng giới yêu tu. Ninh Phàm hơi triển khai thiết ngôn thuật, đã đem đàm tử tâm tâm sự dòm ngó tận. Tuy rằng khám phá nữ tử này tâm sự, nhưng chưa hỏi nhiều. Đối Ninh Phàm mà nói, đàm tử tâm việc hôn nhân. Cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, hắn cũng không tư cách xen vào hai người đi vào nguyên điện bên trong, bay thẳng đến dưỡng tâm điện bước đi. Ven đường gặp gỡ tu sĩ vừa thấy đàm tử tâm cùng ninh phàm đồng hành, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tử tâm tiểu thư quả nhiên không thích thừa hoàng tiền bối sao, nàng ưa thích, chẳng lẽ là bạch một lão tổ. Một mực đi tới dưỡng tâm điện bên ngoài Kim Hà Trì. Mới không người nghị luận. Bởi vì cái này Kim Hà Trì khoảng cách dưỡng tâm điện rất gần, có đàm tử tâm trước đó dặn dò nơi đây tất cả mọi người đều đã rời đi nơi đây càng mở ra trận cấm đem toàn bộ dưỡng tâm điện phụ cận mấy cái đình viện bao trùm người ngoài căn bản không phát hiện được nơi đây chuyện đã xảy ra một đường mà đến tiếng nghị luận vẫn là không gạt được đàm tử tâm cùng ninh phàm lỗ tai ninh phàm sắc mặt như thường đàm tử tâm lại gò má ửng đỏ lên có chút thẹn thùng địa đối ninh phàm giải thích ta nguyên điện tu sĩ không biết sâu cạn vọng nghị tiền bối kính xin tiền bối thứ lỗi thừa hoàng là ai ninh phàm cố ý cười hỏi hắn hắn là một cái tự cho mình siêu phàm hạng người không đủ cùng tiền bối sánh vai tiền bối là một người tốt hắn không phải đàm tử tâm sắc mặt có chút không tự nhiên chẳng biết vì sao nàng lại có chút không muốn để ninh phàm biết được mình bị người cầu thân quá có lẽ là sợ ninh phàm sinh khí để ý vì chuyện này không tiếp tục để ý nàng đi ta nhưng không phải là cái gì người tốt ninh phàm bật cười đang muốn nói nữa đột nhiên ánh mắt ngưng lại thu lại bước chân đàm tử tâm cũng thu lại bước chân bởi vì một đạo hoàng y bóng người đã từ kim hà trì một đầu khác đi tới tử tâm tiểu thư lời ấy ý gì bản long tử có điểm nào không sánh được tên này toái nhất dung dế đây là một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên mặc áo vàng, có toái hư tam trọng thiên tu vi. Bất quá tự hồ đột phá cảnh giới không lâu. Tu vi còn chưa vững chắc. Người này khóe môi nhếch lên cười gằn, ánh mắt như chim ưng sắc bén, âm trầm. Hắn tên là Thừa Hoàng, xuất thân từ Hoàng Long một tộc, chính là đường đường Hoàng Long tộc đời này 12 long tử một trong. Hoàng Long tộc là chân long vạn tộc chưa chi tối cường giả bất quá là một tên nhân huyền cảnh giới mệnh tiên mà thôi ở thượng giới yêu linh chi địa hoàng long tộc không coi là cái gì nhưng tại hạ giới hoàng long tộc lại được cho một cái quái vật khổng lồ hắn vừa ý đàm tử tâm xem trọng là nữ tử này trong cơ thể một tia âm dương chi lực cũng không phải nữ tử này bản thân hoàng long tộc bên trong có một loại bí thuật cần cùng thể bao hàm âm dương nữ tử đồng tu mới có thể tu thành một khi tu thành, đời này là được tiên trong tầm mắt, càng có một tia cơ hội, độ chân kiều, thành chân tiên. Tuy nói hắn đã bị đàm tử tâm từ chối hai lần, nhưng cũng vẫn chưa nản lòng. Lần này đến đây, là thứ ba lần cầu thân, trên người dẫn theo một viên thất chuyển thượng phẩm đang dược. Viên thuốc này không đủ để chữa trị lão nguyên hoàng, lại có thể giảm bớt lão nguyên hoàng thương thế, trợ lão nguyên hoàng sống thêm trăm năm hắn tính là nhìn ra rồi chính mình sở dĩ hai lần cầu thân thất bại là không có làm rõ đàm tử tâm tâm tư đàm tử tâm tối kính trọng mình tổ phụ hắn lại nói năng lỗ mãn tất nhiên là chọc giận gia nhân lần này hắn đã có kinh nghiệm hắn vẫn là không nỡ bỏ lấy trong tộc quý giá đang dược cứu một cái hạ giới tán yêu nhưng cũng lấy ra mấy phần thành ý tưởng đã động đàm tử tâm phương tâm không ngờ lần này vừa đến nguyên điện càng trước ăn lão nguyên hoàng một cái bế môn canh, sau đó lại nhìn thấy đàm tử tâm cùng với những cái khác nam tử đồng hành. Không biết điều nữ nhân. Thừa hoàng trong lòng nổi lên mấy phần ý lạnh. Nếu không đàm tử tâm người mang một tia âm dương chi lực, hắn sao lại tự hạ thân phận, theo đuổi một cái chưa kịp luyện hư hạ giới nữ tu. Ngươi không có điểm nào không sánh được hắn. Ta giờ khắc này còn có chuyện quan trọng, muốn dẫn một vị quý khách đi gặp a công sẽ không chiêu đãi thừa hoàng tiền bối đàm tử tâm đối ninh phàm trừng mắt nhìn ra hiệu không nhìn thừa hoàng trực tiếp đi dưỡng tâm điện thấy lão nguyên hoàng hai người vừa định lướt qua thừa hoàng lại bị thừa hoàng trước mặt ngăn cản đường đi hắn chính là ngươi nguyên điện quý khách bạch một là sao ta nhận ra ngươi cũng nghe qua đại danh của ngươi làm sao lần này ra ngoài không có mang đàm long tử cái kia phế vật sao? Thừa hoàng kinh thường cười gằn. Đàm long tử là hoàng long huyết mạch, cũng coi như là hắn hoàng long một tộc tộc nhân. Nhưng đàm long tử nhưng cũng không có hoàng long một tộc lòng kiêu ngạo, ngược lại nhận thức ninh phàm làm chủ. Tất nhiên là để thừa hoàng vạn phần xem nhẹ. Ninh phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn tôi tớ, lúc nào đến phiên người ngoài kinh bỉ rồi. Là, hắn chính là bạch một tiền bối, là ta a à công quý khách mời ngươi tránh ra đàm tử tâm khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hắn đúng là bạch một sao thừa hoàng đột nhiên cười lạnh một tiếng hướng ninh phàm nhìn tới mang theo một tia trào phúng chi ý mấy ngàn năm trước hắn thu quá một cái thanh dương chi thể yêu bột dựa vào sự giúp đỡ của hắn người kia đã dựa vào thất dương thể chất đột phá toái nhị cảnh giới người kia nói cho hắn trước mắt bạch một là giả dối người kia càng nói cho hắn trước mắt bạch một trên người ẩn giấu bạch vũ một tộc tinh thạch ninh phàm ánh mắt lần nữa chìm xuống này thừa hoàng tự hồ thập phần vững tin mình không phải là bạch một bạch một ngươi có đàm long tử là bột có nguyên điện chỗ dựa người trong thiên hạ sợ ngươi bản long tử nhưng căn bản không sợ ngươi ngươi cũng biết ngươi có hai nơi địa phương chọc phải bản long tử nếu ngươi làm được hai việc bản long tử nhưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không hôm nay cho ngươi máu tươi nơi đây mất mạng kim hà trì hai việc ninh phàm cười gằn thứ nhất rời xa đàm tử tâm thứ hai giao ra bạch vũ tộc tinh thạch hai chuyện này nếu như ngươi làm được bản hoàng tử mở ra một con đường xá ngươi vô tội bằng không hôm nay ngươi phải chết thừa hoàng ngươi khinh người quá đáng hắn là không rời xa ta có liên quan gì tới ngươi ngươi dựa vào cái gì can thiệp bạch vũ tộc tinh thạch vốn là bạch vũ tộc chi vật về hắn bạch một hết thảy ngươi dựa vào cái gì đoạt đồ vật của người khác đàm tử tâm thay ninh phàm giữ gìn nói dựa vào cái gì chỉ bằng hắn không phải bạch một chỉ bằng hắn chỉ là hạ giới dung dế chỉ bằng hắn không trêu chọc nổi ta. Thừa Hoàng cười lạnh nói. Ninh Phàm không có nhiều lời, trong mắt hàng mang biến mất dần. Tuy nói hàng mang biến mất, nhưng sát ý lại càng thêm khủng bố. Thừa Hoàng là sao, ngươi cũng biết, ngươi cũng có hai nơi chọc phải ta. Thứ nhất, của ta tôi tớ, không phải ngươi có thể nhục mạ. Thứ hai, của ta bảo vật, không phải ngươi có thể dòm ngó dò xét. Cho ngươi ba hơi, rời đi luôn miễn cho khỏi chết. Ninh Phàm con ngươi đen như một cái nhìn không thấy đáy ma uyên, hắn đối xử thừa hoàng, lại như đối xử một kẻ đã chết. A à a, à, dùng ngươi toái hư nhất trọng thiên tu vi, dám uy hiếp bản long tử, có ý tứ, có ý tứ a. Ngoại giới nghe đồn, ngươi bằng sức lực của một người quét ngang toái nhị cảnh giới, càng đánh bại toái tam cảnh giới đông lâm lão quái, đáng tiếc, loại này lời nói dối, bản long tử căn bản không tin một bản long tử không tin ngươi tu vi cao thâm càng không tin ngươi dám giết ta ta hoàng long tộc chính là đường đường thượng giới đại tộc không phải ngươi trêu tới hai bạch một không giả bạch một ngươi hà tất ở đây cố làm ra vẻ ngươi căn bản cũng không dám giết ta thức thời giao ra tinh thạch rời xa đàm tử tâm nếu không thức thời bản long tử tất sát ngươi như chó ba thừa hoàng phế còn chưa có nói xong, ninh phàm sát ý đã động. Thời khắc này, hắn trong hai mắt hào quang đỏ ngầu đại hiện, một luồng kinh thiên hung khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ kim hà trì. Luồng sát khí kia tránh khỏi đàm tử tâm, lại chưa né qua thừa hoàng. Tại nhận biết được luồng sát khí kia trong nháy mắt, thừa hoàng sắc mặt kịch biến. Thật mạnh hung khí, này hung khí bên trong, thậm chí có toái thất, toái bát tu sĩ vẫn lạc hình thành hung khí điều này sao có thể? Ngươi giết quá toái thất, toái bát tu sĩ. Hoang đường cực điểm. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là một bước bước ra, cũng trong nháy mắt vỡ hư không, trút tận nơi đây hư không chi hồn. Hắn một thân khí thế liên tục tăng lên, tới một bước, liền tăng lên đến toái hư tam trọng thiên độ cao, mà lại so với phổ thông toái tam tu sĩ khí tức càng mạnh hơn hai phần. Đây chính là thần niệm thăng cấp mang tới chỗ tốt, thần niệm tăng lên, niệm phách hóa thân thực lực tăng mạnh, liên đới ninh phàm sức chiến đấu tăng lên. Hóa thành hắc y ninh phàm, dường như thành một cái bá đạo, lãnh khốc ma quân. Như hoàng long tộc mạnh hơn mấy phần, ninh phàm còn có thể thoáng kiên kỵ một hai. Đáng tiếc, hoàng long tộc ở thượng giới bên trong, bất quá là viên đạn chi tộc, căn bản không đáng sợ. Kỳ uy hiếp, thậm chí kém xa tiếp tắc bạch ma tông, cũng không như hà thế tu sau lưng quỳnh đạo tông ninh phàm không nói nhảm trực tiếp một bước bước ra quanh thân hóa thành mặt ảnh tản mạng khắp nơi tại đây thần thông thi triển ra trong nháy mắt thừa hoàng trong lòng bay lên một luồng hẳn phải chết cảm giác nguy cơ không chút do dự mà bước ra bay ngược cũng gọi ra vàng sẫm long lân hộ thể sau một khắc mặt ảnh như đao tự kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phương tám hướng hướng hắn cắn chết mà đến chuyện này đây là thần thông gì không được bản long tử long lân không đủ để phòng vệ thuật này trong lòng hắn vừa mới bay lên ý niệm như vậy bên ngoài thân long lân đã hết thảy đều hóa thành bột mịn biến mất cơ thể hắn không giữ lại chút nào mà ở vào mặt lưu phân thần thuật trong công kích thừa hoàng mới vừa vặn đột phá toái tam cảnh giới cũng không vững chắc thực lực kém xa với đông lâm lão quái Binh Phàm thì thôi thần niệm tăng nhiều, thực lực tăng mạnh, so với chiến bại đông lâm lão quái thời gian, mạnh quá nhiều. Tại tầng tầng mặt ảnh bên trong, thừa hoàng đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể không ngừng bị mặt ảnh xoắn thành thịt nát. Hắn sợ. Sợ rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới, hạ giới yêu giới bên trong, có dung dế dám ra tay với chính mình. Dám nắc tội hoàng long tộc. Bạch một, mau chóng dừng tay, nếu như ngươi dám giết bản Long tử, yêu giới bên trong đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa." Thừa hoàng run như cầy sấy điệu uy hiếp nói. Sự uy hiếp của hắn đối Ninh Phàm tới nói căn bản không quan trọng gì, bởi vì Ninh Phàm căn bản không cần tại yêu giới đặt chân. Diệt. Mặt ảnh trọng ngưng, Ninh Phàm hiện thân mà ra, Thừa hoàng thì kêu thảm một tiếng, hóa thành một bãi thịt nát đem phong cảnh tú lệ kim hà trì nhụn được một mảnh ô uế. Ninh Phàm thu rồi thừa hoàng túi trữ vật, thoáng nhìn lướt qua. Khẽ cao mày, trong đó cũng không cái gì có thể làm hắn động tâm chi vật. Tản đi hắc y thân, thối lui trừ hồn chi thuật, Ninh Phàm đối đàm tử tâm nhàn nhạt nói, đi thôi, đi gặp lão Nguyên Hoàng. Ninh Phàm cùng nhau đi tới, giết người vô số, này thừa hoàng chỉ là trong đó không đáng nhắc tới một người mà thôi ngươi ngươi giết hắn sẽ chọc cho họa thượng giới có lệnh, mệnh tiên không thể hạ giới, hoàng long lão tổ không thể hạ giới, nhưng hoàng long tộc nhưng là có mấy danh tán yêu, có thể xuống yêu giới đến báo thù cho người nọ. Thời khắc này, Đàm Tử Tâm quan tâm không phải thừa hoàng cái chết, mà là Ninh Phàm an nguy. Điểm này liền bản thân nàng cũng không ý thức được. Ta biết, cho nên ta giết hắn hoàng long một tộc tán yêu sao ngươi đã quên ngươi làm cho của ta thái công câu đến sao đây chính là trấn long chí bảo tán yêu hoàng long đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu ngươi ngươi đàm tử tâm bó tay rồi hạ giới yêu tu ngoại trừ ninh phàm còn chưa từng người dám miệt thị như vậy thượng giới đại tộc nàng cho ninh phàm làm cần câu tự hồ sắp trở thành ninh phàm tàn phá hoàng long tộc hung khí rồi. Tìm người dọn dẹp một chút kim hà trì đi. Đàm tiền bối. Ninh phàm đột nhiên đối một bên một chỗ trốn không người nói. Đàm thiên diễn ngẩn ra, từ từ hiện thân, hắn càng sớm liền đi tới kim hà trì bên trong. Đàm thiên diễn từ trước đến giờ không ưa những kia tự cao tự đại thượng giới đại tộc. Vốn định tại Ninh Phàm nguy nan thời gian giúp Ninh Phàm một cái, ngăn trở thừa hoàng công kích không hề nghĩ rằng ninh phàm vừa đối mặt liền đã lấy đi thừa hoàng tính mạng nơi đây lão phu thì sẽ phái người quét tước ngươi giết thừa hoàng một chuyện ta cũng sẽ tận lực tìm cách giúp ngươi che lấp nhưng ngươi cũng biết hoàng long một tộc có một bí thuật như hoàng long tộc nhân làm người giết chóc chỉ cần vẫn lạc thời gian trong lòng độc thầm hung thủ họ tên cái kia họ tên liền sẽ truyền quay lại trong tộc giờ khắc này Hoàng Long tộc bên trong hơn nữa đã biết, hạ giới có một cái bạch mộc, giết bọn hắn 12 long tử một người trong đó, hay là ít ngày nữa liền sẽ có toái hư thậm chí tán yêu hạ giới lùng bắt ngươi. Không biết này thừa hoàng vẫn lạc thời gian, có từng gọi tên họ ngươi. Lão Nguyên Hoàng lộ ra một tia ân cần. Gọi liền hô, không có gì đáng ngại. Ninh Phàm xem thường nói. Cho dù thừa hoàng hô cái gì, kêu cũng hơn nữa là bạch một hai chữ. Tên thật của hắn vẫn chưa bại lộ, hoàng long tộc bên trong ai có thể biết, người giết người là vũ giới thần hoàng. Đa tạ tiền bối mượn ngọc, vãn bối tại thăng tiên tháp lấy được đạo ngộ không ít, hôm nay đến đây, là muốn làm tiền bối nhìn nhìn thương thế, cầu một cái cách giải quyết, dùng này trả hết nợ tiền bối mượn ngọc tình. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra nguyên hoàng ngọc, trả cho lão nguyên hoàng ánh mắt tại lão nguyên hoàng trên người đảo qua, hơi chìm xuống. Lão nguyên hoàng thương thế, so với hắn mong muốn bên trong nghiêm trọng nhiều lắm a. À. Thượng giới, yêu linh chi địa, hoàng long tộc. Tộc miếu bên trong, 12 long tử mệnh bài, bỗng nhiên nát một cái. Vỡ nát mệnh bài, là thừa hoàng hết thảy. Thừa hoàng chết như thế nào? Ai có thể nói cho lão phu, chuyện gì thế này? Trong coi tộc miếu một tên tán yêu hoàng long, giận tím mặt. Thừa hoàng, nhưng là hắn hậu bối A. Ai gan to như vậy, dám giết hắn hậu bối. Bạch Mộc Bạch Mộc là tên khốn kiếp kia, hắn muốn đem người này tìm ra, chém thành muôn mảnh. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.